Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 631, huyết tộc tuần tra xứ người thượng. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Phàm cùng Azelena kết bạn xuất hành, du lãm quốc gia này phong cảnh danh thắng. Quốc gia này có không ít cổ lão đồ đằng thức kiến trúc. Trong đó một cái rất nổi danh thần miếu, xâm nhập trong vách núi, là cổ đại những người đi trước từng chút tại nham thạch bên trên móc ra. Tiêu Phàm thấy nhiều hứng thú. Tại Azelena mà nói, mấy ngày nay là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian, từ sáng sớm đến tối, đều cùng nam nhân mình yêu mến nhất dính cùng một chỗ. Mỗi ngày buổi sáng chỉ cần vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy Tiêu Phàm anh tuấn soái khí khuôn mặt, lập tức cả ngày đều sẽ tinh thần tỉnh lại, tinh lực dồi dào. Dạng này du lịch là rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì mục tiêu ký định, đi đến đâu tính đâu, nghĩ từ khi nào giường liền từ khi nào giường, cảnh điểm một ngày không nhìn xong liền nhìn nhiều một ngày, dương dương tự đắc. Azelena càng ngày càng lười, rời giường lên được càng ngày càng muộn. Kỳ thật cái này không thể trách Azelena, chỉ có thể trách Tiêu Phàm. Vị này nhã nhặn đông phương thân sĩ, tại giường che ở giữa biểu hiện, hoàn toàn cùng hắn bên ngoài hình tượng khác lạ, bất cứ lúc nào, mãi mãi cũng là mạnh mẽ như vậy. Bốc đồng 10 phần, Azelena uyển chuyển hầu hạ, dốc hết toàn lực đến phụng dưỡng, cuối cùng luôn luôn kiều thanh xin tha. Chiều hôm qua bọn hắn đến trong núi thần miếu, nửa ngày không đủ du lãm, liền tại thần miếu phụ cận khách sạn bên trong ở lại, chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng lại đi du lãm còn lại khu vực. Lần này du lịch, Azelena cự tuyệt bất luận cái gì đặc thù phục vụ, cùng phổ thông du khách đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi, không có ai biết nàng công chúa điện hạ thân phận chân thật. Vì như thế, mới có thể hưởng thụ chân chính thế giới hai người. Bất quá bọn hắn lần này ở vẫn còn rất cao ngăn khách sạn, cự tuyệt đặc thù phục vụ, không có nghĩa là muốn ngược đãi chính mình. Azelena là có tiền, Vương Phi cho nàng một trương thẻ, trong thẻ kim tiền là một cái thiên văn sổ tự. Đầy đủ Azelena mua xuống toàn thế giới bất luận cái gì một nhà sang quý nhất khách sạn. Đối những chuyện này, Tiêu Phàm không phải rất để ý. Hắn chỉ là tại trong mấy ngày này, toàn tâm toàn ý để Azelena cảm nhận được hắn yêu thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại Càn Khôn đỉnh bên trong nhìn thấy huyết hải một màn kia, giống một cái ác mộng, thời khắc lượn lờ tại Tiêu Phàm trong óc. Hắn không biết, một màn này sẽ tại khi nào biến thành sự thật. Azelena trên thân trời cơ che đậy chi lực, thực tế quá mạnh. Mặc dù hắn đã đặt chân thiên nhân cảnh, cũng rất khó nhìn ra. Có thể thông qua máu tướng thôi diễn nhìn thấy như thế một cái tình hình, đã là phi thường khó lường. Loại này đối tương lai không thể biết khủng bố. Thành trầm tích tại Tiêu Phàm trong ngực phiền muộn, cũng thúc đẩy hắn đối Azelena gấp bội yêu thương, thời thời khắc khắc đem Azelena mang theo trên người, quyết không để Azelena rời đi mình thần niệm phạm vi bao trùm bên ngoài. Đã trong lúc nhất thời không cách nào có thể phá thiên cơ, Tiêu Phàm liền khai thác loại này ngốc nhất biện pháp đến tiến hành đề phòng. Đối với một vị đại tướng sư mà nói, loại này bất đắc dĩ từ vị tướng không đảm đương nổi thụ. Bất quá đây hết thảy, đều chôn thật sâu tại Tiêu Phàm trong lòng, tuyệt không biểu lộ ra, miễn cho phá hư Azelena đẹp hảo tâm tình. Nhưng là, Tiêu Phàm không phá hư Azelena đẹp hảo tâm tình, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy tự giác. Trên thế giới này, mãi mãi cũng có người mất hứng. Azelena tắm rửa xong, mặc rộng rãi bằng bông áo ngủ. Hai chân một cuộn tròn. Liền ở trên ghế salon xem tivi, trước mặt bày biện một đống ăn vặt. Hưng cao thải liệt bắt lại hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét, một chút cũng không để ý tới công chúa điện hạ hình tượng. Tiêu Phàm ngồi tại ghế salon một chỗ khác, chậm rãi lật xem một bản cổ tịch, ngẫu nhiên liếc mắt một cái bên kia Azelena như hoa lúm đồng tiền cùng phấn quang tinh tế thon dài cặp đùi đẹp. Khóe miệng hiện lên một vòng yêu thương ý cười, Azelena hé miệng cười một tiếng. Giống như là hào lơ đãng nhẹ nhàng đem áo ngủ vạt áo vung lên đến một điểm, loáng thoáng nhìn thấy đáng yêu gấu nhỏ bên trong. Nàng vẫn luôn là mặc loại này đồ án tiểu nội nội, tại vườn treo cái kia đêm động phòng hoa trúc, có phần để Tiêu Phàm kinh hỉ một chút. Người cái tiểu yêu tinh lại tại dụ hoặc người, Tiêu Chân Nhân liền có chút không giả bộ được, tiện tay đem cổ tịch hướng trước mặt trên bàn trà quăng ra, bỗng nhiên bổ nhào qua, đặt ở Azelena trên thân. Azelena xác thực đẹp đến mức như cái yêu tinh. Nghiêm chỉnh mà nói, yêu tinh cũng rất ít có đẹp mắt như vậy. Bất quá ngay sau đó, bất ngờ xảy ra chuyện, hai đạo huyết hồng cái rùi trạng ám khí, từ ngoài cửa sổ kích xạ mà tới. Rõ ràng cửa sổ đóng chặt, cái này hai viên máu khoan lại như không có gì, nhoáng một cái sẽ xuyên qua pha lê, bắn vào, chỉ ở pha lê phía trên lưu lại hai cái cực kỳ mảnh tiểu nhân trống rỗng, cả mặt pha lê vẫn chưa tứ tán bạo liệt.
một cỗ nồng đậm vô so mùi máu tanh, bỗng nhiên trong phòng tràn ngập ra. Ngô, Chính Thâm Tình chậm rãi cùng Tiêu Phàm hôn Azelena không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mở mắt. Huyết quang chói mắt, đúng lúc này, một đạo bạch mang phóng lên tận trời, như thiểm điện đón hai viên máu khoan ám khí bắn tới, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh. Giống như một nháy mắt hạ xuống 2-30 độ nhiều, Azelena nhìn không được dùng mình một cái. Chỉ thấy kia đạo bạch mang bay lượn mà qua, hai viên máu khoan còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đông cứng thành băng chùy, từ không trung một rơi mà xuống, nện ở khách sạn trên sàn nhà, bang bang rung động, nhưng lại chưa vỡ vụn nổ tung, ngược lại đem rượu cửa hàng gian phòng gốm sứ sàn nhà gạch ném ra hai đạo liệt ngân. Kia cỗ nồng đậm vô so mùi máu tanh, lập tức tiêu tán. Tựa hồ cũng tại cái này nghiêm hàn càn quét phía dưới, bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm nhảy lên một cái, trái duỗi tay ra, một cái màu ngà sữa quan che đậy trống rỗng nổi lên, đảo mắt liền đem Azelena bao phủ tại hạ, phải tay khẽ vẫy, kia đạo bạch mang bay trở về trong tay của hắn, nhìn kỹ lại phảng phất là một loại nào đó động vật lợi trảo, dài ước chừng vài tấc, trình hai màu trắng đen. Chính là Tiêu Phàm trước đó không lâu lấy ngàn năm tuyết yêu lợi trảo cùng băng tủy hỗn hợp luyện thành băng phách phi đao. Cái này phi đao sau khi luyện thành, hay là lần đầu xuất thủ, dùng cho thực chiến, trước mắt đến xem, hiệu quả rất là không tệ. Kia hai thanh huyết sắc cái rùi mặc dù tạm thời không biết là loại nào ám khí, lại tà khí bốn phía, cho thấy phải không phải dễ sống chung. Bị bao phủ tại sữa lồng ánh sáng màu trắng phía dưới Azelena chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trở nên ấm áp, kia cỗ thấu xương nghiêm hàn. Hoàn toàn bị giải thoát bên ngoài, nửa điểm cũng ăn mòn không tiến vào. Sữa lồng ánh sáng màu trắng bên trong, từng đợt tươi mát đến cực điểm không khí phun trào, hết sức thoải mái. Azelena không biết rõ tình trạng, đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ chi ý, kêu lên Tiêu Phàm, chuyện gì xảy ra? Azelena, đợi tại lồng ánh sáng bên trong chớ lộn xộn, không có việc gì, ta đến xử lý. Lập tức. Azelena liền nghe tới Tiêu Phàm bình tĩnh giọng ôn hòa, lập tức liền an tâm. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, mấy cái phù lục bay ra, tại không trung hóa thành mấy cái màu đỏ tươi hỗn độn đồ án, lập tức dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái càng lớn lồng ánh sáng màu đỏ, cuồn cuộn mà xuống, gắn vào ban đầu sữa lồng ánh sáng màu trắng phía trên. Azelena, đợi trong phòng, đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại. Tiêu Phàm, Azelena vội vã gọi một tiếng, bỗng nhiên liền há to miệng. Không khép lại được tới. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhanh chân hướng ban công chạy tới, bỗng nhiên hóa thân thành một đầu ngân rực lòe lòe cự ưng, phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu. Azelena cho là mình nhìn lầm, nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, lại mở hai mắt ra, trong phòng sớm đã không gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Thật không biết mình vừa mới nhìn đến hết thảy là thật, hoặc là vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Tửu điếm không, Tiêu Phàm bạch y tung bay, một tay đeo tại sau lưng. Đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng hàn. A, một cái thanh âm kinh ngạc, từ Tiêu Phàm bên trái đằng trước cách đó không xa không trung vang lên. Ở vị trí kia, có một tên người áo đen, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đứng lơ lửng trên không, đấu bổng màu đen đón gió bay múa. Tên này người áo đen ước chừng 40 tuổi, mang theo rất rõ ràng Đông Âu nam tử đặc thù, nhìn qua Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không tưởng được, Tiêu Phàm thế mà cũng sẽ ngự phong phi hành thuật. Tiêu Phàm phải phía trước, đồng dạng có một tên nam tử áo đen, 37-38 tuổi bộ dáng, so sánh với bên trái đằng trước nam tử, thần tình trên mặt càng lạnh nhạt mấy phân, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy sát khí cùng địch ý. Đây là tới gần trong núi Thần Miếu một cái trấn nhỏ, chủ yếu là vì các du khách cung cấp một chút tiện lợi, quy mô rất nhỏ, cơ hồ chính là tại dã ngoại hoang vu một cái dân cư khá nhiều khu dân cư. Giờ phút này khách sạn phụ cận rượu, chính náo nhiệt ồn ào, cãi nhau. Đèn neon lấp lóe không thôi, căn bản liền không người chú ý tới, khách sạn trên không xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Tiêu tiên sinh, xin không nên hiểu lầm, chúng ta là tới đón tiếp công chúa điện hạ. Rất nhanh, bên trái đằng trước tên kia nam tử áo đen, liền đem kinh ngạc của mình ẩn che giấu đến, khẽ cười nói, là rất tiêu chuẩn Newton tiếng Anh. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn qua hắn, không rên một tiếng. Từ cái này trên người của hai người. Hắn cảm nhận được cùng Tây Mét Ân Vương phi thân bên trên phát ra đồng dạng linh lực ba động, không hề nghi ngờ, bọn hắn là đồng loại. Chỉ bất quá hai người này linh lực ba động, so sánh với Tây Mét Ân Vương phi, còn phải yếu hơn mấy phân. Tiêu tiên sinh, ta gọi Sơ Đát, vị này là đồng bạn của ta trong đó kỳ. Chúng ta đều là Tây Mét Ân thân vương điện hạ dưới trướng tuần tra sứ người.
lần này là phụng mệnh trước tới đón tiếp công chúa điện hạ, cùng Tây Mét Ân thân vương điện hạ cha con đoàn tụ, hy vọng Tiêu tiên sinh cho thuận tiện. Tuổi lớn hơn nam tử áo đen, tao nhã lễ phép nói, tận lực che giấu mình miệng bên trong bốn khỏa tuyết trắng răng nanh. Tiêu Phàm liền cười, lạnh nhạt nói, cố sự biên phải không sai, bất quá Sơ Đát tiên sinh, ta rất muốn nói cho ngươi, ta trước đó không lâu mới rời khỏi Duy Đàn cổ bảo, Tây Mét Ân vương phi mới là Tây Mét Ân gia tộc đương nhiệm gia trưởng. Ta thật chưa nghe nói qua, còn có một vị Tây Mét Ân thân vương. Sơ Đát sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, có chút không vui nói, Tiêu tiên sinh, ngươi chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu không có. Ngươi là người Đông Phương, đối với chúng ta Tây Mét Ân gia tộc, hiểu bao nhiêu? Ta đối Tây Mét Ân gia tộc, xác thực không hiểu nhiều. Nhưng Azelena đã từng nói cho ta biết, phụ thân của nàng cũng sớm đã không ở cái thế giới này. Cho nên, các ngươi lần sau cần tìm một cái càng thêm hợp lý lấy cớ mới được. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Sơ Đát còn muốn nói nữa, đồng bạn của hắn trong đó kỳ đã sớm không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói, Sơ Đát, cái kia đến phiền toái như vậy. Xử lý ra hỏa này, mang lên công chúa điện hạ trở về chính là. Những này người Đông Phương, ta một cái đều không quen nhìn. Chương 632, huyết tộc tuần tra xứ người, hạ. Siêu một tiếng, trong đó kỳ bỗng nhiên động, hai tay ngay cả dương, hơn 10 mai huyết sắc tiểu khoan, liên miên bất tuyệt, nhanh như chớp giật hướng Tiêu Phàm bay vụt mà đến, trong chốc lát huyết tinh xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tiêu Phàm mặc dù không biết những này máu khoan bên trong đến cùng ẩn chứa loại nào cổ quái, nhưng tà khí nặng như vậy, khẳng định không thể tùy tiện khiến cái này máu khoan nhiễm đến thân thể, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì, ai đều khó mà đoán trước. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở trong hư không, dưới chân chưa từng di động nửa bước, tay phải vừa nhấc, nháy mắt hàn khí cuồn cuộn, nhiệt độ chợt hạ, một mặt thật dày băng thuẫn, liền dựng thẳng trước người mấy mét chỗ, đem hơn 10 mai máu khoan một cản lại ở. Lần này, Tiêu Phàm vẫn chưa vội vã vận dụng băng phách phi đao, vẻn vẹn chỉ là kích phát ẩn chứa trong đó một tiểu bộ phân băng tủy chi lực, ngưng tụ thành dạng này một mặt băng thuẫn, làm 10 điểm có hạn phòng ngự. Ngược lại muốn xem, những này máu khoan còn có thứ gì dạng năng lực. Tiêu Phàm nhưng không tin tưởng lắm, những này máu khoan chỉ là phổ thông ám khí mà thôi. Đạc 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 máu khoan đụng chạm lấy băng thuẫn, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Loại này từ băng tủy chi lực hóa thành huyền băng thuẫn, nó tính chất chi cứng rắn, tuyệt đối không thua kém sắt thép, máu khoan nhưng lại chưa bị bắn ra, tại đụng tới băng thuẫn nháy mắt, bỗng nhiên trở nên mềm mềm, như là bùn loáng, dính tại băng thuẫn chi thượng, hạ một khắc, liền biến thành một vũng máu. Chỉ thấy băng thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị huyết thủy hòa tan, rất nhanh liền bị tan xuyên một cái động lớn, đến tiếp sau mấy viên máu khoan, từ cái này tan xuyên bên trong cái hang lớn một bắn mà qua, thẳng đến Tiêu Phàm. Những này máu khoan phía trên, vậy mà mang theo tà mị chi lực, có thể hòa tan băng thuẫn. Khó trách khách sạn gian phòng cửa sổ kiếng, đối máu khoan mảy may sức phòng ngự đều không có, thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng. Pha lê liền bị tan ra hai cái lỗ nhỏ, máu khoan lập tức chui vào phòng. May mắn Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, băng phách phi đao xuất thủ, đem hai viên máu khoan triệt để đông kết, mới không có để bọn chúng tiến một bước thi triển thủ đoạn gì. Mắt thấy còn lại mấy cái máu khoan liền muốn bắn tới phụ cận, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, càn khôn đỉnh bắn ra, miệng đỉnh hỗn độn đồ án lưu chuyển. Hóa vì một cái nho nhỏ vòng xoáy, nguyên bản kích xạ mà đến máu khoan, đụng một cái đến cái này vòng xoáy, lập tức liền bị mang phải trạch hướng ban đầu phương hướng, trong nháy mắt, liền bị vòng xoáy hút vào, toàn bộ thu tiến vào càn khôn đỉnh. Không thấy bóng dáng, đây là Tiêu Phàm thói quen từ lâu, cùng không biết địch nhân giao thủ, chỉ cần có cơ hội, luôn luôn sẽ sử dụng càn khôn đỉnh thu thập một vài thứ, cùng có thời gian thời điểm lại tinh tế nghiên cứu, tranh thủ làm được biết người biết ta. Cho tới bây giờ sự thật đều chứng minh, Tiêu Phàm đây là cái rất tốt quen thuộc, hắn đối với địch nhân hiểu rõ càng nhiều càng sâu nhập, chiến thắng tỷ lệ liền càng lớn. Trong đó kỳ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức miệng bên trong phát ra khinh miệt cười lạnh thanh âm, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, tựa hồ đang chờ nhìn Tiêu Phàm chọc cười. Cái này người Đông Phương quả nhiên là cái tự đại gia hỏa. Tại hoàn toàn không biết máu khoan uy lực tình huống dưới, liền dám tùy tiện dùng bảo vật thu lấy. Lập tức hắn liền sẽ hối hận làm như vậy, nhưng mà Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, kia mấy cái máu khoan được thu vào trong đỉnh về sau, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong đó kỳ mong đợi tình hình, vẫn chưa phát sinh. Trong đó kỳ sững sờ ngơ ngác một chút,
mới ý thức tới vũ khí của mình, quả thật là bị người lấy đi, không khỏi giận tím mặt, xoát một tiếng, trong đó kỳ phía sau mở ra một đôi đen xì cánh thịt bàng, dài đến 2 mét, gương mặt phía trên cũng mọc ra từng tầng màu đen nhung mao, miệng trở nên nhọn, hai viên tuyết trắng răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, cả người đều tràn đầy một cỗ quỷ dị chi khí cùng khát máu ngang ngược. Trong khoảnh khắc, trong đó kỳ liền lộ ra máu tộc diện mạo như trước rơi hút máu. Xoát trong đó kỳ hai cánh dùng sức một cái, phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống hướng Tiêu Phàm bổ nhào mà tới. Sơ Đát một mực hai tay ôm ngực, vững vàng ngừng tại giữa không trung, một bên quan chiến, cũng không nhúng tay vào đến vây công Tiêu Phàm. Cái này cũng là bọn hắn lần đầu cùng đến từ Đông Phương người tu chân giao đấu, Sơ Đát rất muốn nhìn một chút, Tiêu Phàm đến cùng có thứ gì bản sự, lại bị Simeon Vương Phi coi trọng như vậy, vô thanh vô tức liền đem mình nhất dễ hỏng nữ nhi đưa cho cái này cái nam nhân, ngay cả một cái nghi thức đều chưa từng cử hành, liền an bài bọn hắn động phòng. Liền để trong đó kỳ cái này phần tử hiếu chiến, trước thăm dò một cái đi. Tiêu Phàm hai mắt ngưng lại, bốn cái băng phách phi đao vô thanh vô tức bay ra ngoài, dung nhập vào bốn phía trong bóng đêm. Băng phách phi đao là Tiêu Phàm từ tự luyện chế bảo vật, mặc dù dùng đều là thượng giai vật liệu, dù sao Tiêu Phàm tại luyện khí thuật bên trên, tạm thời còn không có quá sâu tạo nghệ, như thế lục lọi luyện chế ra đến bảo vật, uy lực tự nhiên kém xa Viêm Linh chi nhận. Chỉ bất quá, vận dụng Viêm Linh chi nhận thực tế quá hao phí pháp lực, dù coi như Tiêu Phàm hiện tại bước vào thiên nhân cảnh, pháp lực cùng cảnh giới đều có một cái lớn tăng lên, lại vẫn là không thể tùy tiện khu động Viêm Linh chi nhận đối địch. Tiêu Phàm đoán chừng, đợi đến mình đem thiên nhân cảnh 6 tầng công pháp toàn bộ sau khi luyện thành, có lẽ tình hình sẽ có khác biệt. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Tiêu Phàm liền đối Vô Cực Thiên Tôn tràn đầy lòng kính trọng. Thủy Tổ đại đạo sơ thành thời điểm, chém giết một tên ly hỏa yêu linh, còn sót lại binh khí đều là uy lực như thế, bởi vậy có thể thấy được, Thủy Tổ đạo hạnh ra sao cùng thâm hậu. Đã nhiều năm như vậy, Vô Cực Thiên Tôn khẳng định sớm đã đắc đạo thành tiên, đạp lên vĩnh sinh đại đạo. Không trung rơi hút máu khí thế hung hăng bổ nhào mà xuống, miệng rộng mở ra, một cỗ huyết phụ phun ra, khoảnh khắc tại Tiêu Phàm phía trên hình thành một chương to lớn huyết phóng, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trong đó kỳ còn đang không ngừng phun ra huyết phụ dung nhập máu trong lưới, làm cho huyết phóng không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm dày đặc. Kia cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, tại huyết phóng chưa coi là thật rơi xuống, đã bay thẳng mà tới. Tiêu Phàm phía sau ngân rực lóe lên, tại huyết phóng sắp chạm tới đỉnh đầu hắn thời điểm, như quỷ mị từ huyết phóng bao phủ phía dưới thoát thân mà ra, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Trong đó kỳ không khỏi rất là kỳ quái, miệng bên trong huyết phụ đình chỉ phun ra, khắp nơi nhìn quanh. Trong đó kỳ, cẩn thận bên trên, một bên quan chiến Sơ Đát bỗng nhiên gấp vội kêu lên. Trong đó kỳ gấp vội ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy giữa không trung một con lớn gần trượng bàn tay, lóng lánh sữa hào quang màu trắng, vào đầu vồ xuống, tốc độ cũng không quá nhanh. Hừ, trong đó kỳ đầu tiên là giật mình, lập tức liền khinh thường hừ một tiếng. Hắn mặc dù từ cái này sữa bàn tay lớn màu trắng phía trên, cảm nhận được cực kỳ cường đại sóng linh khí, thế nhưng là tốc độ di động như thế chi chậm, có gì chỗ đáng sợ. Đen xì cánh thịt một cái, trong đó kỳ liền muốn hướng bên cạnh tránh ra. Đúng lúc này, ẩn tàng ở trong trời đêm bốn cái băng phách phi đao đồng thời hiện ra, hóa thành bốn đạo đen bên trong suốt quang mang, từ bốn cái phương hướng khác nhau, hướng phía trong đó kỳ kích xạ mà tới. Trong đó kỳ giật nảy cả mình, biến thành rơi hút máu lông xù trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này hắn chính hướng một bên chấp động, chính là lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh thời điểm, lại muốn chuyển biến phương hướng, trên thực tế đã tới không kịp. Trong lúc cấp bách, trong đó kỳ miệng rộng mở ra, phun ra một đại cổ huyết thủy, tại không trung quay thít một vòng, liền biến thành một cái huyết sắc vòng bảo hộ, đem toàn thân mình đều bao vây lại, lập lòe tỏa sáng, tựa như máu tươi hóa thành mã não, mỹ lệ vô so. Xuy 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 bốn cái tuyết phách phi đao cơ hồ là đồng thời đánh trúng huyết sắc vòng bảo hộ, sắc bén đầu đao vẻn vẹn chỉ bắn vào huyết sắc vòng bảo hộ khoảng một tấc, liền đều cứng đờ không động, tựa hồ uy năng đã hao hết. Thấy cái này khí thế hung hung bốn cái phi đao liền dễ dàng như vậy bị ngăn trở, trong đó kỳ vừa mừng vừa sợ, không kịp đối Tiêu Phàm biểu thị mình xem thường chi ý, dưới chân khẽ động, liền nghĩ độn hướng nơi xa, chỉ nghe một trận tê tê thanh âm truyền đến. Lóng lánh huyết sắc quang trạch vòng bảo hộ trong nháy mắt biến thành trắng noãn chi sắc, vậy mà khoảnh khắc bị ngưng kết thành băng, trong đó kỳ miệng há lớn, muốn gọi hô cái gì, cũng rốt cuộc không phát ra được, cơ hồ là nháy mắt, cả người hắn đều bị đông cứng thành một cái băng điêu. Lơ lửng tại giữa không trung, kỳ quỷ vạn phân, vụt mắt gặp tình hình không đúng,
một mực tại bên cạnh quan chiến Sơ Đát trong tay lộ ra một thanh hẹp dài bảo kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi, muốn giải cứu trong đó kỳ nguy nan. Chỉ tiếc cái này lúc sau đã trễ, Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí huyễn hóa mà thành sữa bàn tay lớn màu trắng, vào đầu vồ xuống, năm ngón tay như câu, hướng ở giữa hợp lại, một trận chói tai tiếng vỡ vụn truyền đến, bị đông thành tượng băng trong đó kỳ tính cả máu của hắn sắc vòng bảo hộ, bị bóp vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời vụn băng, từ không trung tứ tán nhẹ nhàng rớt xuống. Tên này mặt mũi tràn đầy ngạo sắc không ai bị nổi huyết tộc tuần tra xứ người, mấy cái đối mặt xuống tới, cứ như vậy mơ hồ bị mất mạng, chết tại hắn cho tới nay đều rất không quen nhìn người Đông Phương trong tay. Không Sơ Đát kêu to lên, ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ thần sắc tức giận. Tiêu Phàm ôm đồm chết trong đó kỳ, trở tay một dương, lại là bốn cái đen bên trong trong suốt băng phách phi đao mang theo thấu xương kỳ hàn, hướng nhân kiếm hợp nhất kích xạ mà đến Sơ Đát liên tiếp vọt tới. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nếm thử luyện khí, nhưng cái này từ ngàn năm tuyết yêu cùng băng tủy hỗn hợp luyện chế mà thành phi đao, băng hàn thuộc tính uy lực vô cùng lớn. Sơ Đát tận mắt nhìn đến trong đó kỳ tại bốn cái phi đao vây công phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, thoáng qua ở giữa liền bị Tiêu Phàm vồ chết, trong lòng sớm đã vong hồn đại mạo. Giờ phút này lại là bốn cái phi đao đánh tới, nơi nào còn dám đón đỡ. Bá Sơ Đát sau lưng hai con to lớn cánh thịt hiện ra, bỗng nhiên hướng phía trước một cái, cuốn lên một cơn gió lớn, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, chính hướng phía trước kích xạ thân thể ngạnh sinh sinh ở giữa không trung dừng lại. Lợi kiếm vung vẩy, đem bốn cái phi đao một một ô ngăn tại bên ngoài, thừa dịp kia thấu xương kỳ hàn chi lực chưa tới gần, Sơ Đát hai cánh lại là mãnh lực một cái, bay ngược về đằng sau, sau đó thân thể uốn éo, lần nữa vỗ hai cánh, cũng không quay đầu lại, hướng nơi xa bay đi. Tên này tuần tra xứ người đầu óc, nhưng so trong đó kỳ có tác dụng nhiều, một thấy mình căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm địch thủ, lập tức bước ra trốn xa, tuyệt không ham chiến dây dưa. Nhìn qua trong bầu trời đêm nhanh chóng đi xa to lớn rơi hút máu, Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, không có đuổi theo, thân thể ngưng lại, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trở lại khách sạn gian phòng. Lấy hắn hiện tại pháp lực cùng lĩnh ngộ từ viễn cổ yêu linh ngân dực lôi bằng phong độn thuật, thật muốn toàn lực đuổi theo, cũng chưa chắc liền đuổi không kịp cái này huyết tộc tuần tra xứ người. Chỉ bất quá ghi nhớ lấy Azelena an nguy, không dám rời xa. Chương 633, Simeon thân vương. Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm từ trên ban công phiêu nhiên mà vào, ngoan ngoãn ở tại vòng bảo hộ bên trong Azelena kích động không thôi, nước mắt sớm đã chảy xuôi xuống tới. Azelena, thu thập một chút, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, Azelena trên thân bạch hồng hai tầng vòng bảo hộ lặng yên biến mất, lập tức thấp giọng phân phó nói. Vừa rồi phát sinh ở tửu điếm chống không trận này đại chiến, Tiêu Phàm không dám khẳng định liền không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Chỉ cần có một người nhìn thấy, xem chừng cảnh sát rất nhanh liền sẽ chạy tới. Tiêu Phàm cố nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn ở chỗ này cùng cảnh sát dây dưa không rõ. Thực tế là chậm trễ thời gian, Tiêu Phàm hiện tại trì hoãn không dậy nổi, hết lần này tới lần khác chính là thời gian. Nha, mắt thấy Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn hỏi Azelena đành phải đem đầy bụng điểm khả nghi đều nuốt xuống, tranh thủ thời gian thu thập hành lý. Mặc dù là hai người ra lữ hành, nữ hài tử luôn luôn có rất nhiều vụn vụn vặt vặt đồ vật cần muốn thu thập, còn lâu mới có được nam nhân như thế gọn gàng dứt khoát. Bất quá Azelena đoan trang trời sinh, lại không giống phổ thông nữ hài như thế mang theo vô số đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, tương đối mà nói, muốn giản tiện rất nhiều. Azelena vừa mới thu thập xong dương hành lý, thay xong quần áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại bỗng nhiên gấp rút vang lên. Azelena cầm lên xem xét, không nói hai lời liền theo dưới nút trả lời. Mụ mụ, ngươi là ai? Nguyên bản giọng buông lỏng lập tức nhổ rất cao, xinh đẹp đại mi bỗng nhiên dương lên. Công chúa điện hạ, phu nhân hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi muốn mẫu thân ngươi an toàn lời nói, lập tức rời đi cái kia người Đông Phương, trở lại duy đàn cổ bảo đi. Cùng đối đãi chúng ta tiến một bước chỉ lệnh. Ghi nhớ, tất phải lập tức rời đi cái kia người Đông Phương. Nếu không, chúng ta không bảo đảm phu nhân an toàn. Điện thoại bên kia, vang lên một cái trầm thấp giọng nam, không chậm không nhanh nói, ngữ khí âm trầm. Ngươi là ai? Ngươi đem mẹ ta thế nào rồi? Azelena gấp đến độ kêu to lên, vừa mới ngừng lại nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Xoạch một tiếng, bên kia không khách khí chút nào cúp điện thoại. Là phu nhân số điện thoại, Tiêu Phàm song mi chăm chú nhào lên. Hỏi, cứ việc Azelena không có mở loa ngoài, nhưng lấy hắn giác quan nhạy cảm trình độ, vừa rồi kia một phen đối thoại,
tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Đúng, cái số này, mẹ ta một mực tại dùng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giao đến trong tay người khác đi, mẹ ta. Nàng nhất định là bị người bắt cóc. Tiêu Phàm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cứu nàng. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Azelena chân tay luống cuống, nắm chắc Tiêu Phàm tay, gấp đến độ nói năng lộn xộn. Mặc dù Azelena từ nhỏ bị người bắt đi, cùng Simeon Vương Phi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Gần 2 năm hai mẹ con mới lần nữa đoàn tụ, nhưng dù sao cũng là ruột thịt mẫu nữ, máu mủ tình thâm, bây giờ tay của mẫu thân cơ bỗng nhiên rơi xuống trong tay người khác, mà lại người kia miệng ra uy hiếp chi ngôn. Để Azelena làm sao không trong lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Azelena kiều nộn tay nhỏ, nhẹ nói Azelena. Không nên gấp, vấn đề không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Những người này mục tiêu là ngươi, không phải phu nhân. Cho nên chỉ cần ngươi là an toàn, phu nhân chính là an toàn. Ngươi hiểu ý của ta không? Azelena liên tục gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu, luôn miệng nói, Tiêu Phàm, ta không rõ, vì cái gì mục tiêu của bọn hắn là ta. Simeon gia tộc tài phú cũng không có nắm giữ trong tay ta, là nắm giữ tại mẹ ta trong tay. Tại Azelena nghĩ đến, những người này nhất định là tại ngấp nghé Simeon gia tộc to lớn tài phú cùng ẩn hình toàn lực. Như vậy, bọn hắn hẳn là bắt cóc mình, hướng mẫu thân bắt chẹt cách xù tiền chuộc. Giống như bây giờ, trực tiếp bắt cóc Phương Phi, lại chạy tới uy hiếp nàng, để nàng lập tức rời đi Tiêu Phàm, thực tế là rất không có đạo lý. Tiêu Phàm lắc đầu, nói Azelena, chuyện này cùng tài phú không có quan hệ, không hề có một chút quan hệ. À, kia, cùng cái gì có quan hệ? Azelena hoàn toàn bị làm hồ đồ. Nói cho cùng, nàng chỉ là người 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Cứ việc trải qua không ít long đong, cuối cùng còn chưa nói tới kiến thức rộng rãi, càng không có xử trí đột phát sự kiện phong phú kinh nghiệm. Đi, chúng ta rời đi trước cái này. Có một số việc, ta trên đường giải thích cho ngươi. Tiêu Phàm kéo một phát Azelena tay, nhanh chân rời khỏi phòng. Rất nhanh, một đài Lamborghini xe thể thao, liền lái rời cái trấn nhỏ này, mở lên thông hướng duy đàn cổ bảo đường cao tốc. Azelena, ngươi đối Simeon gia tộc, hiểu bao nhiêu? Tiêu Phàm một bên lái xe thể thao, tại đường cao tốc bên trên nhanh như điện chớp, vừa nói. Cứ việc Tiêu Phàm là lần đầu đến quốc gia này, nhưng có toàn cầu vệ tinh hướng dẫn hệ thống ủng hộ, hắn hoàn toàn có thể tại bất kỳ một quốc gia nào làm từ giá du. Azelena khẽ lắc đầu, rất không minh bạch đáp, ta không hiểu nhiều, mụ mụ rất ít cùng ta nói tới Simeon gia tộc lịch sử. Ta ngẫu nhiên hướng nàng hỏi thăm, nàng luôn luôn nói, tương lai ta sẽ biết. Lúc ấy Azelena cũng không phải rất để ý. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác ra không đúng. Làm Simeon gia tộc duy nhất pháp định người thừa kế, Simeon Vương Phi tựa hồ hẳn là rất nóng lòng tại đem gia tộc lịch sử quang vinh nói cho nàng mới đúng. Simeon gia tộc tại cái địa khu này thế lực cùng lực ảnh hưởng, là như thế to lớn, theo lý, Vương Phi không cần thiết đem gia tộc lịch sử giấu giếm nàng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, Azelena đối với mình thân là huyết tộc công chúa một chuyện, cũng còn không hiểu rõ. Nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, Simeon Vương Phi chậm chạp không chịu đem chân tướng bẩm báo. Tiêu Phàm, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Có phải hay không chúng ta đắc tội cái gì lợi hại thế lực? Azelena buồn rầu hỏi, suy nghĩ của nàng, vẫn như cũ dừng lại ở thế tục tài phú, quyền lực dạng này phương diện bên trên. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem tình huống thật nói cho Azelena. Hiện tại Azelena cảm xúc rất không ổn định, lại là đang lao vùn vụt trên xe đua. Vạn nhất gây nên Azelena cảm xúc kịch liệt ba động, vậy liền không ổn. Hiển nhiên Azelena lo nghĩ bất an, Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái, chỉ tay một cái, Azelena lập tức liền hai mắt nặng nề, chậm rãi tựa ở ra thật trên ghế ngồi, tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày nay, Azelena giấc ngủ chất lượng, coi là thật chẳng ra sao cả, thừa cơ hội này, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Dù nhưng đã rời đi duy đàn cổ bảo vài ngày, nhưng bọn hắn một mực là vừa đi vừa nghỉ. Bởi vậy cách cổ bảo cũng không quá xa, lấy trước mắt đường xá cùng Lamborghini tốc độ, sau 4, 5 tiếng, liền có thể chạy về cổ bảo. Cứ việc có thể khẳng định, Simeon Vương Phi sớm đã không tại cổ bảo, bất quá Tiêu Phàm phải về cổ bảo tìm manh mối. Nhất định phải đạt được một kiện Vương Phi thường ngày vật dụng, Tiêu Phàm mới tốt lên quẻ thôi diễn Vương Phi trước mắt vị trí đại khái phương vị. Vô cực môn thuật bói toán, tại phương diện này là rất có hiệu quả. Khó trách Thanh Dương Tổ sư từng nói. Trung thổ thế giới hiểu được xem bói mệnh lý chi học môn phái tu chân, lớn bị tà ma ngoại đạo ghen ghét. Quả nhiên không phải là không có lý do.
Từ khi vì Azelena thôi diễn máu tướng, nhìn thấy kia huyết hải một màn, Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, liền một mực lo lắng bất an. Nhất là hóa kiếp xá lợi thế mà kháng cự Azelena, không chịu cùng nàng hợp thể, càng thêm tăng thêm Tiêu Phàm lo nghĩ chi ý. Không có thay cướp chi vật, loại này tử kiếp là không cách nào có thể giải. Mặc dù Tiêu Phàm đã đặt chân thiên nhân cảnh, pháp lực thâm hậu, thuật pháp cao minh, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Càng như vậy, Tiêu Phàm mới càng là rõ ràng, rất nhiều chuyện bất đắc dĩ người biết rất rõ ràng nó sẽ phát sinh, lại vẫn cứ không cách nào cải biến. Loại này dày vò, mới thật để người khó chịu. Sơ Đát cùng trong đó kỳ hiện thân về sau, Tiêu Phàm nỗi lòng lo lắng ngược lại an định lại. Chỉ cần đối phương bắt đầu hành động, vậy là tốt rồi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần Azelena thời khắc ở tại bên cạnh mình, thời khắc mấu chốt, luôn luôn có biện pháp có thể nghĩ. Thực tế không được, vậy liền lấy thân thay cướp. Phản chính mình đã luyện hóa một viên hóa kiếp xá lợi, lại không khỏi muốn vi phạm tiền bối cao tăng ý tứ. Không biết nguyên nhân gì, cao tăng không muốn vì Azelena thay cướp. Chỉ bất quá, hóa kiếp xá lợi lại thần kỳ, dù sao cũng là tử vật, Tiêu Phàm tự tin có thể trưởng khống được. Lamborghini tại đường cao tốc bên trên phi nhanh, trong bầu trời đêm, to lớn rơi hút máu mở ra hai cánh, hướng tây nam phương hướng bay đi, tại không trung xẹt qua một đạo màu đen trường hồng, nhanh chóng vô so. Như thế cực tốc phi độn, đã đến sơ đát cực hạn, thể nội pháp lực liên tục không ngừng trôi qua ra ngoài, trên trán đại hãn gợn sóng mà hạ. Nhưng mà sơ đát không dám dừng lại, cũng không phải sợ Tiêu Phàm đuổi theo, mà là nhất định phải ngay lập tức chạy trở về, hướng thân vương điện hạ báo cáo thất bại nguyên nhân. Đối với làm việc không đắc lực thuộc hạ, thân vương điện hạ từ trước thủ thiếu nhân từ. Đối thân vương điện hạ, mỗi một vị tuần tra sứ người đều xuất phát từ nội tâm kính sợ. Khi trăng khuyết dần dần thăng lên đỉnh đầu thời điểm, màu đen rơi hút máu từ trong mây đen hiện ra thân hình, hơi một bàn xoáy, liền hướng phía dưới bên cạnh một cái tọa lạc tại rừng già rậm rạp bên trong tiểu trấn bắn thẳng đến xuống dưới. Sau một khắc, tại một tòa cổ lão trong đình viện, hiện ra sơ đát bộ dáng, màu đen quần áo, đấu bồng màu đen, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Sơ đát vừa hạ xuống địa, không lo được thở dốc, liền vội vã hướng lóng lánh u ám đèn đuốc đại sảnh đi đến. Rất nhanh, sơ đát liền xuyên qua tương đối náo nhiệt đại sảnh, đi tới một gian âm u trong mật thất. Một vị dáng người cao nam tử, hai tay chắp sau lưng, đứng tại trên ban công, ngửa đầu nhìn ra xa tinh không xa xôi. Mặc dù là đưa lưng về phía sơ đát, kia cỗ bức người khí tức, lại đâu đâu cũng có. Sơ đát nơm nớp lo sợ đi ra phía trước, quỳ một chân trên đất, run giọng nói, bẩm báo thân vương điện hạ, chúng ta thất thủ. Không thể nghi ngờ, vị này uy nghiêm nam tử, chính là trong miệng hắn Simeon thân vương. Thất thủ rồi, thân vương điện hạ cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Đúng vậy, thân vương điện hạ, cái kia gọi Tiêu Phàm người Đông Phương quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới giao thủ một cái, trong nháy mắt, trong đó kỳ liền bị hắn giết rơi. Ta nếu là hơi chần chờ vài giây đồng hồ, chỉ sợ cũng rất khó lại còn sống trở về hướng thân vương điện hạ bẩm báo tình huống. Sơ đát vội vã nói, trên trán mồ hôi lạnh rò rỉ mà xuống, cũng không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Bất quá dù coi như tình thế khẩn trương như vậy, vị này tuần tra sứ giả thuyết lời nói cũng vẫn là rất chú ý kỹ xảo. Đem mình lâm trận bỏ chạy rất khéo léo miêu tả thành một loại nào đó thắng lợi ta nếu không thông minh cơ linh một chút, như vậy hiện tại liền nối tới người báo cáo tình huống người đều không có. Chương 634, Emina. Thật sao, Simeon thân vương rốt cục quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía sơ đát. Vị này thần bí huyết tộc thân vương, nhìn tướng mạo ước chừng tại chừng 40 tuổi, chính là một cái nam nhân có mị lực nhất tuổi tác. Xem ra hắn là cố ý đem mặt mũi của mình bảo trì tại cái tuổi này, không còn lên biến hóa gì. Dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, thân sắc kiên nghị, nhìn qua có thể biết ngay, tính cách cực kỳ cứng cỏi. Là loại kia không đạt mục tiêu thể không bỏ qua người. Trên trán ẩn ẩn mang theo một tia lệ khí, để người gặp một lần phía dưới, liền là trong lòng loại bỏ loại bỏ. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì vị này Simeon thân vương, đúng là hắn tại Càn Khôn đỉnh huyết hải huyễn tượng bên trong nhìn thấy nam tử kia, há mồm thôn phệ Azelena, chính là hắn. Cùng lúc đó, từ ban công chỗ tối tăm, chuyển ra một vị thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ này ước chừng 30 tuổi ra mặt, mặc một bộ màu đen bó sát người lễ phục, hai ngọn núi cao ngất, bụng dưới bằng phẳng, hai chân thon dài, dáng người lồi lõm sáng long lanh, cực kỳ gợi cảm, chỉ là dung mạo có chút lãnh khốc, đem trên người nàng kia cỗ nhu hòa nữ nhân vị phá hư phải sạch sẽ.
vị này thiếu phụ xinh đẹp hình tượng, cực kỳ sinh động thuyết minh cái gì gọi là hoa hồng có gai. Vừa thấy được cái này tên thiếu phụ xinh đẹp, Sơ Đát nguyên bản khẩn trương thần sắc trở nên càng thêm bất an, sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng trên ban công hai người. Cái kia người Đông Phương, thật lợi hại như vậy. Sơ Đát, ngươi hẳn phải biết, hướng ta nói láo, sẽ là như thế nào hạ tràng. Chốc lát, Simeon thân vương thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, lại nghe được Sơ Đát không rét mà run. Vĩ đại thân vương điện hạ, ta là ngài trung thành nhất người hầu. Tuyệt đối không dám hướng ngài nói láo, cái kia người Đông Phương. Xác thực rất lợi hại. Sơ Đát toàn thân mồ hôi đầm đìa, không đợi Simeon thân vương hỏi lại. Liền vội vã không nén nổi đem Tiêu Phàm cùng trong đó kỳ giao thủ quá trình kỹ càng nói ra, giảng đến đặc sắc chỗ, thậm chí còn đánh hai thủ thế. Cái này Sơ Đát khẩu tài không sai, giảng được sinh động như thật, để người có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Simeon thân vương nghe được song mi nhíu chặt, lợi hại như vậy, một mực lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không nói một lời thiếu phụ xinh đẹp, cũng có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, Emina đại sứ, ta chưa hề nói nửa chữ nói láo. Sơ Đát vội vàng đáp, ngữ khí 10 điểm kính cẩn, rất rõ ràng, đối vị này thiếu phụ xinh đẹp, Sơ Đát trong lòng vẻ kính sợ, không dưới đối Simeon thân vương kính sợ. Simeon thân vương hỏi, Azelena vẫn luôn đi cùng với hắn. Mà lại hắn cũng không có đuổi theo ngươi. Đúng vậy, thân vương điện hạ, mấy ngày nay công chúa điện hạ vẫn luôn đi cùng với hắn, bọn hắn lái xe du lãm mấy cái phong cảnh danh thắng khu. Giống như cái này người Đông Phương rất để ý công chúa điện hạ an nguy, không chịu rời đi quá xa. Thiếu phụ xinh đẹp Emina khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tựa hồ mang theo một tia trào phúng, nói như vậy, vị này đến từ Đông Phương Tiêu tiên sinh, còn là một vị tận chức tận trách hộ hoa sứ giả. Khó trách vương phi điện hạ sẽ đem Azelena giao đến trong tay hắn. Xem ra nàng sớm có dự cảm. Simeon thân vương lạnh lùng nói, Miranda cũng là Simeon gia tộc dòng chính truyền nhân, có Simeon gia tộc thuần chính nhất huyết mạch. Tiềm năng của nàng chi lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Thiếu phụ xinh đẹp Emina nhếch miệng lên, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Bất quá từ ánh mắt của nàng bên trong cũng có thể nhìn ra được. Nàng không phục lắm, chỉ là không nguyện ý công nhiên phản bác Simeon thân vương thôi. Simeon thân vương lại quay đầu nhìn về phía nàng. Lạnh lùng nói, Emina, từ giờ trở đi, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Ta mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương pháp, trong vòng 7 ngày, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy Azelena. Tuân mệnh, thân vương điện hạ, Emina nhẹ nhàng khẽ khom người, mỉm cười đáp, trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo hưng phấn chi ý, tựa hồ đối với sẽ phải chấp hành nhiệm vụ, tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, tận khả năng bắt sống cái kia người Đông Phương. Miranda có thể coi trọng hắn. Nguyện ý đem Azelena giao đến trên tay của hắn, nhưng thấy người này huyết thống cũng không đơn giản, hẳn là rất tốt tế phẩm. Vĩ đại thiên tổ, sẽ rất thích đến từ Đông Phương máu mới. Simeon thân vương lại nhàn nhạt phân phó vài câu. Thân vương điện hạ, ngài kiểu nói này, ta đều có chút chờ mong. Emina nói, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi, tại thật dày gợi cảm trên môi chậm rãi liếm một vòng, một bức rủ xuống thèm ướt át bộ dáng, tựa hồ rất chờ mong nhấm nháp đến từ Đông Phương thuần khiết huyết mạch. Mặc Tư Bảo tiểu trấn phát sinh phen này đối thoại, Tiêu Phàm tự nhiên nghe không được, không biết đã có người nhớ thương hắn máu mới. Giờ phút này Tiêu chân nhân lái tính năng chắc tuyệt Lamborghini xe thể thao, chậm rãi chạy tiến vào duy đàn cổ bảo đại môn. Ra ngoài ý định chính là, cổ bảo đại quản gia Tát Khắc Kém tiên sinh, thế mà còn không có chìm vào giấc ngủ, mà là xuyên được chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ một mực tại cùng đợi bọn hắn trở về, Tiêu Phàm xác định. Mình cũng không có gọi điện thoại thông chi Tát Khắc Kém hoặc là cổ bảo những quản sự khác nhân viên. Mắt thấy Lamborghini tại cổ bảo bên trong chậm rãi dừng lại, Tát Khắc Kém lập tức tiến ra đón, tự tay mở cửa xe, cúi người chào thật sâu, kính cẩn nói, Tiêu tiên sinh, ngài tốt. Ngài cùng công chúa điện hạ cuối cùng trở về, có một vị khách nhân tôn quý, đang đợi hai vị. Đại quản gia, mẹ ta đâu? Nàng có hay không tại? Ở mấy phút đồng hồ trước, Azelena vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một hơi ngủ không sai biệt lắm 5 tiếng, Azelena rốt cục bổ túc tinh thần, cái này ngay miệng, nàng mới lười đi quản khách nhân nào không khách nhân, tôn quý hay không. Nàng chỉ quan tâm mẫu thân mình an nguy, mặc dù biết rõ giờ này khắc này, Simeon Vương Phi không có khả năng còn tại cổ bảo, nhưng cũng ôm vạn nhất chi nghĩ, có lẽ vừa rồi chỉ là có người cùng nàng nói đùa đâu. Tát Khắc Kém vội vàng nói, công chúa điện hạ, phu nhân không ở nhà.
Mikhail bá tước chính là vì chuyện này đến, hy vọng lập tức có thể nhìn thấy Tiêu tiên sinh cùng công chúa điện hạ, có phi thường tin tức trọng yếu, muốn cùng hai vị thương lượng. Mikhail bá tước, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng dương lên, nói đến, vị này bá tước tiên sinh, cùng Tiêu Phàm là người quen biết cũ. Tiêu Phàm đã sớm biết, Mikhail cũng là huyết tộc một viên. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn cùng Simeon Vương Phi quan hệ cũng rất mật thiết. Dù sao Tiêu Phàm là người Đông Phương, đối huyết tộc nội bộ một chút tình huống, biết rất ít. Đúng vậy, Tiêu tiên sinh, bá tước tiên sinh là phu nhân lão bằng hữu. Trước mắt hắn ngay tại phu nhân trong thư phòng chờ, phân phó ta nói, chỉ cần cùng Tiêu tiên sinh cùng công chúa điện hạ vừa về đến, lập tức liền mời hai vị đi gặp nhau. Tát khắc kém khom người nói, tốt, dẫn đường, Tiêu Phàm không chút do dự, vung tay lên, nói. Dưới mắt, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Mikhail bá tước, có thể vì hắn giải hoặc. Azelena sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, rất hiển nhiên, nàng trước kia cũng không biết Simeon Vương Phi có như thế một vị lui tới mật thiết bằng hữu. Vị này Mikhail bá tước, lại có thể tiến vào Simeon Vương Phi thư phòng, mà lại là tại Vương Phi không có ở đây thời điểm, cũng vẫn như cũ có được dạng này đặc quyền. Cần gấp nhất chính là, Tát khắc kém tựa hồ đối với loại tình hình này tập mãi thành thói quen. Nói cách khác, Mikhail bá tước cùng Simeon Vương Phi ở giữa loại này quan hệ thân mật, đã bảo trì thời gian rất dài. Azelena đột nhiên cảm giác được, mình bị coi nhẹ, chẳng lẽ không phải là nàng cùng mẫu thân quan hệ thân mật nhất ha? Làm sao còn có cái này rất nhiều bí mật giấu giếm nàng? Huống hồ, Azelena ở sâu trong nội tâm, đều ở hoài niệm lấy phụ thân của nàng. Đối với bất luận cái gì tiếp cận Simeon Vương Phi nam tử, đều có thiên nhiên cảnh giác, thậm chí là phản cảm. Chỉ bất quá, hiện tại rõ ràng không phải so đo những chi tiết này thời điểm. Tiêu Phàm tựa hồ nhận biết vị kia Mikhail bá tước, Tát khắc kém dẫn Tiêu Phàm cùng Azelena đi tới Vương Phi cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, kính cẩn nói, bá tước tiên sinh, Tiêu tiên sinh cùng công chúa điện hạ đã đến. Lập tức, cửa thư phòng mở ra, một vị khí độ nghiễm nhiên nam sĩ. Đứng ở nơi đó, chính là Mikhail bá tước. Cửa phòng nhưng thật ra là khép, Mikhail bá tước tự mình tới mở cửa, chính là biểu thị mình đối Tiêu Phàm tôn trọng. Mikhail bá tước vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng, nhưng tinh tế xem xét, liền có thể tại bá tước trên mặt nhìn thấy ẩn tàng rất khá vẻ lo âu. Nhất là lo nghi ánh mắt, cơ hồ không có chút nào che giấu. Tiêu tiên sinh, công chúa điện hạ, hai vị cuối cùng trở về. Vừa thấy được Tiêu Phàm cùng Azelena, Mikhail liền nhẹ nhàng thở phào một cái, khẽ cười nói. Bá tước tiên sinh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Tiêu Phàm cũng tao nhã lễ phép hàn huyên nói. Tạ tạ tiêu tiên sinh quan tâm, liền cá nhân ta đến nói, còn có thể. Nhưng thế cục trước mắt, thực tế là rất không lạc quan. Mikhail nói, dài dài thở dài một cái. Bá tước tiên sinh, xin hỏi, ngài tại sao lại xuất hiện ở mẫu thân của ta trong thư phòng? Giữa các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Mẫu thân của ta đi nơi nào? Nàng hiện tại an toàn không an toàn? Mikhail lời còn chưa dứt, Azelena liền không kịp chờ đợi hỏi, bắn liên thanh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Mikhail rất chân thành đánh giá nàng vài lần, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ta cùng ngài mẫu thân là nhiều năm hảo bằng hữu. Quan hệ giữa chúng ta, có thể truy tố đến rất xa xưa quá khứ. Rất xa xưa quá khứ. Kia rốt cuộc là bao lâu trước đó đâu? Azelena nhìn không được truy hỏi kỹ càng sự việc. Thực tế Mikhail cái này tự sự khẩu khí để Azelena cảm thấy là lạ, trong đầu tóc thẳng mao. Cụ thể bao lâu, ta còn thực sự nhớ được không phải rõ ràng như vậy. 400 năm, không không, có lẽ 500 năm. Azelena không khỏi cười, rất kỳ quái mà nhìn xem Mikhail, tựa như đang nhìn một người ngoài hành tinh, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nói, ngài đang nói đùa à, bá tước tiên sinh. Bá tước tiên sinh, Tiêu Phàm song mi cũng có chút nhau. Mikhail nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc càng thêm nghiêm túc, nói Tiêu tiên sinh, tình huống bây giờ phi thường khẩn cấp, ta không thể giấu giếm nữa. Là thời điểm nói cho công chúa điện hạ chân tướng. Cái gì chân tướng? Azelena lập tức cảnh giác hỏi, kìm lòng không đặng nắm chặt Tiêu Phàm tay, hướng về thân thể hắn dựa vào. Công chúa điện hạ, người tất cần biết, Simeon gia tộc. Chính là huyết tộc truyền thừa. Chương 635, huyết tộc truyền thừa. Không, ngươi nói hưu nói vượn, ta mới không phải hấp huyết quỷ. Azelena bỗng nhiên bộc phát, hướng về phía Mikhail hét dầm lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thần sắc thậm chí kích động, nước mắt tại nàng xanh lam trong con ngươi không ngừng xoay tròn. Mikhail yên lặng nhìn xem nàng,
tựa hồ đối với Azelena kích động sớm có đoán trước, ánh mắt nhu hòa, nhưng thần sắc cực kỳ kiên định. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái, đem kích động không thôi Azelena kéo, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng của nàng, ôn nhu an ủi Azelena, không nên kích động, nghe bá tước tiên sinh nói hết lời. Không, không, Tiêu Phàm, người nhất định phải tin tưởng ta không phải hấp huyết quỷ, ta không phải. Azelena bỗng nhiên khóc lớn lên, nhào vào Tiêu Phàm trên bờ vai, nước mắt chảy ra mà ra. Azelena, ngươi là công chúa của ta. Tiêu Phàm thiếp ở bên tai của nàng, nhẹ hôn nhẹ nàng mềm mại vành tai, không ngừng an ủi. Mikhail nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, huyết tộc truyền thừa, cùng trong tưởng tượng của ngươi hấp huyết quỷ, là không giống, hoàn toàn không giống. Hấp huyết quỷ chính là hấp huyết quỷ, có cái gì không giống? Azelena từ Tiêu Phàm trong ngực ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ hướng Mikhail kêu lên. Tiêu Phàm cùng Mikhail liếc nhau, đều âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần Azelena chịu mở miệng hỏi, vậy thì có hí. Sở dĩ Simeon Vương Phi vẫn luôn chưa từng đem bí mật này báo cho Azelena, chính là lo lắng nàng không thể nào tiếp thu được. Dựa theo Vương Phi kế hoạch ban đầu, là hy vọng cùng Azelena lại nhiều đợi một thời gian ngắn, mẫu nữ ở giữa lại thân mật chút. Lại ăn ý chút, sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp. Bất động thanh sắc để Azelena biết được chân tướng sự thật, đem tâm lý xung kích xuống đến điểm thấp nhất. Thực tại bất kỳ một cái nào nữ hài nhi, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận mình là hấp huyết quỷ sự thực như vậy. Công chúa điện hạ, cho tới bây giờ, người có cảm giác đến mình không giống bình thường à? Người cần hút máu mới có thể sinh tồn tiếp sao? Mikhail lập tức hỏi, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Câu nói này lập tức đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Azelena lập tức ồn ào, không có không có, ta không cần hút máu, ta cho tới bây giờ đều không có hút qua máu. Ta không phải hấp huyết quỷ. Công chúa điện hạ, thuần chính huyết tộc truyền nhân, xác thực cần huyết dịch mới có thể sinh tồn. Nhưng chúng ta không tất yếu giống phim ảnh TV bên trong miêu tả như thế. Hút người sống máu, kia là dưới cùng huyết tộc mới có thể làm sự tình. Bọn hắn cũng không phải là thuần chính huyết tộc truyền nhân, mà là về sau người bị lây, kỳ thật chỉ là chúng ta người hầu mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không thể đại biểu thuần chính huyết tộc. Giống chúng ta dạng này thuần khiết huyết mạch truyền nhân, bình thường tại bình thường trong đồ ăn hấp thu một chút huyết dịch dinh dưỡng, vậy liền đầy đủ. Chúng ta không cần chuyên môn hút máu để duy trì sinh mệnh. Mà lại, chúng ta cũng không e ngại ánh nắng. Mikhail không chậm không nhanh giải thích nói, ngữ khí 10 điểm chân thành, con mắt dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, hắn lần này giải thích không chỉ là nói cho Azelena nghe, càng nhiều hơn chính là tại hướng Tiêu Phàm làm một cái nói rõ. Lấy Tiêu Phàm tại Đông Phương thuật pháp truyền thừa địa vị mà nói, hắn hẳn là khinh thường cùng hấp huyết quỷ làm bạn. Ngươi gạt người, Azelena trừng lớn vũ mị con mắt, mặt mũi tràn đầy không chịu tin thần sắc. Thật nếu là như vậy, vậy chúng ta cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Mikhail không khỏi cười, từ lời này bên trong, Azelena trên thực tế giữa bất chi bất giác đã thừa nhận máu của mình tộc thân phận. Bởi vì nàng nói rất đúng chúng ta, khác nhau rất lớn, Mikhail khẽ cười nói, bởi vì chúng ta rất trường thọ, công chúa điện hạ, những vấn đề này, không phải mấy câu có thể giải thích rõ ràng, mời hai vị vào nhà trước. Chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, được, lần này, lại là Tiêu Phàm chủ động đồng ý, lôi kéo Azelena tay, tiến vào Simeon Vương Phi thư phòng. Azelena cắn môi, cúi đầu thấp xuống, yên lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng đi tiến gian phòng. Tát Khắc Kém cùng theo vào, cho Tiêu Phàm cùng Azelena chuẩn bị nước trà. Tát Khắc Kém tiên sinh, người cũng là huyết tộc người sao? Azelena bỗng nhiên mở miệng hỏi, chần chờ một chút, cuối cùng không có sử dụng hấp huyết quỷ xưng hô như vậy. Bởi vì thụ đến đại lượng tác phẩm văn học lừa dối, đối với Azelena dạng này cô nương xinh đẹp mà nói, hấp huyết quỷ tựa hồ mãi mãi cũng là một cái nghĩa xấu. Tát Khắc Kém sững sờ ngơ ngác một chút, quan sát Mikhail. Lúc này mới kính cẩn nói, công chúa điện hạ, đúng vậy, ta cũng là huyết tộc người. Rất sớm trước kia, ta liền vì Simeon gia tộc phục vụ. Hơn mấy trăm năm, công chúa điện hạ, bá tước tiên sinh nói đến rất chính xác, thuần chính huyết tộc người, cùng trong phim ảnh hấp huyết quỷ, là hoàn toàn khác biệt. Huyết mạch của chúng ta truyền thừa, vô cùng cổ lão. Bởi vì gen không giống bình thường, tuổi thọ của chúng ta đều rất dài. Tuổi thọ rất dài, chẳng lẽ không phải là trường sinh bất lão sao? Azelena lập tức hỏi, Mikhail nói, công chúa điện hạ, chân chính trường sinh bất lão, là không tồn tại. Trời cơ chi đạo, giảng cứu vốn là theo điểm luân hồi, tự nhiên cân bằng.
huyết mạch của chúng ta truyền thừa mặc dù không giống bình thường, tuổi thọ so với người bình thường muốn lâu dài được nhiều, nhưng tuyệt không phải trường sinh bất lão. Thời gian vừa đến, chúng ta cũng giống vậy sẽ già yếu, đồng dạng sẽ tử vong. Đương nhiên, nếu có đại lượng sinh mệnh tinh khí bổ sung, tuổi thọ của chúng ta có thể tiến một bước kéo dài. Nhưng mà, trường sinh bất lão, kia thật chỉ là một cái mơ ước thôi. Đừng bảo là chúng ta huyết tộc làm không được, vũ trụ ở giữa rất nhiều cái khác cao các loại chủng tộc, không có cái kia một chủng tộc có thể làm được. Cái này căn bản là nghịch thiên hành sự. Mikhail những lời này, nghe vào đã không giống lắm là xuất từ một vị huyết tộc bá tước miệng, phản ngược lại càng giống là một vị đông phương tu chân chi sĩ tại luận đạo. Tiêu tiên sinh a không, ta hẳn là xưng hô ngài vì tiêu chân nhân, quý quốc cổ đại, có rất nhiều tu chân môn phái. Mọi người theo đuổi, cũng là con đường trường sinh, nhưng là trên thực tế chỉ là hữu hiệu kéo dài sinh mệnh, muốn trường sinh bất lão, trừ phi có thể phi thăng tiên giới, trở thành thần tiên. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, kỳ thật, dựa theo Phật giáo kinh điển ghi chép, chỉ có Phật có thể trường sinh bất tử. Thần đều không có loại này bản sự, thiên thần chỉ là tuổi thọ so với người bình thường càng lâu một chút, cuối cùng vẫn là sẽ già yếu sẽ chết, cái gọi là thiên nhân ngũ suy, nói chính là thiên thần sắp qua đời tình hình. Mikhail thở thật dài một cái, nói, kỳ thật liền xem như Phật, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chân chính vĩnh sinh bất diệt. Nếu không, Phật giáo liền sẽ không có quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật thuyết pháp. Ngay cả Phật tổ đều cần lấy chuyển thế phương thức đến truy cầu vĩnh sinh bất diệt chi đạo, có thể thấy được muốn trường sinh bất tử, ra sao trở gian nan. Vị này huyết tộc bá tước, tri thức cực kỳ uyên bác, không những đối với đông phương đạo giáo truyền thừa rất có nghiên cứu, đối Phật giáo điển tịch, khẳng định cũng đọc lướt qua không ít. Tiêu Phàm cười cười, nói, bá tước tiên sinh, ngài hẳn là thỏa mãn. Dù sao các người huyết tộc truyền thừa, trời sinh liền so với người bình thường tuổi thọ dài hơn nhiều. Mà nhân loại chúng ta nghĩ muốn đạt tới các người tự nhiên tuổi thọ, không biết phải hao phí bao lớn tâm huyết, kinh lịch gian nan dường nào tu luyện, mới có thể có như vậy một chút hy vọng. Tại Càn Khôn đỉnh tu di không gian bên trong, Tiêu Phàm từng tại Thanh Dương Tổ sư nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều tu chân chi đạo bí mật. Biết tại tất cả người tu chân bên trong, nhân loại tự nhiên tuổi thọ là ngắn ngủi nhất, coi như tu luyện tới kim đan kỳ, cũng bất quá chỉ là mấy trăm tuổi thọ mệnh mà thôi. Thẳng nếu không thể tiến thêm một bước, đại nạn tiến đến thời điểm, đồng dạng sẽ vẫn lạc mà chết, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trên thế gian. Mà một chút chủng tộc khác người tu chân, tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều, động một tí hơn ngàn năm, hơn mấy ngàn mười nghìn năm rất phổ biến, thậm chí còn có tự nhiên tuổi thọ dài đến mấy chục ngàn năm thiên địa linh thú. Tương đối mà nói, huyết tộc truyền thừa tại phương diện này, còn không coi là bao nhiêu khó lường. Giống Mikhail bá tước dạng này thuần chính huyết tộc người, đến cùng có thể sống bao lâu, Tiêu Phàm không phải rõ ràng như vậy, nhưng đoán chừng cũng sẽ không quá nghịch thiên, hẳn là tại ngàn năm trên dưới. Tiêu chân nhân, mọi thứ có lợi thì có hại, đây là khẳng định. Các ngươi thuần khiết nhân loại tuổi thọ mặc dù tương đối ngắn, nhưng thân thể của các ngươi lại là có tiềm lực nhất, cơ hồ có thể tiếp nhận bất luận cái gì cải tạo. Tuyệt đại bộ phân công pháp, các ngươi đều có thể tu luyện. Mà lại tại trí lực cùng ngộ tính phương diện, thuần khiết nhân loại cũng cực kỳ xuất sắc. Các ngươi đạo gia truyền thừa, vẫn luôn giảng cứu đốn ngộ, Phật gia cũng có cảnh tỉnh kiểu nói này. Đây chính là thuần khiết nhân loại ngộ tính phi phàm trực tiếp thể hiện. Giống chúng ta huyết tộc, mặc dù tự nhiên tuổi thọ so nhân loại các ngươi muốn lâu một chút, nhưng thân thể cải tạo tiềm lực liền thì nhỏ hơn nhiều. Chính là bởi vì dạng này, có thật nhiều công pháp, chúng ta hoàn toàn không thể tu luyện, coi như miễn cưỡng tu luyện, hiệu quả cũng kém vô so. Nói đến đây, Mikhail ánh mắt sáng ngời đánh giá Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Tiêu chân nhân, ngài hiện tại không đến 30 tuổi. Pháp lực liền đã dạng này dày đặc, sức chiến đấu kinh người. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, bá tước tiên sinh, theo ta được biết, trong nhân loại thích hợp tu luyện dù sao cũng là cực thiểu số. Giống tiêu chân nhân dạng này thiên phú dị bẩm, kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, càng là 10.000 có một. Dùng tiêu chân nhân tới làm kiểu mẫu nói rõ, không khỏi quá tiểu chúng, không có sức thuyết phục. Là cực thiểu số. Nhưng mỗi một cái đạp lên truy cầu con đường trường sinh nhân loại người tu chân, chỉ muốn có thành tựu, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật. Điểm này, cùng dựa vào thời gian tích lũy, chậm rãi tu luyện ra một chút pháp lực chủng tộc khác, có bản chất khác nhau. Một cái là chủ động tiến thủ, một cái là làm từng bước, hoàn toàn khác biệt. Mikhail bá tước rất chân thành nói, nhìn ra được, hắn kỳ thật đối với nhân loại người tu chân 10 điểm tôn sùng.
Mà lại, liền nhân khẩu cơ số mà nói, thuần khiết huyết tộc truyền nhân cùng thuần khiết nhân loại số lượng, cách biệt quá xa. Tiêu Phàm liếc hắn một cái, chậm rãi nói, bá tước tiên sinh, vẻn vẹn chỉ là tại cái không gian này, mới là tình hình như vậy. Tại những không gian khác, đến cùng là loại kia sinh vật chiếm cứ về số lượng ưu thế tuyệt đối, coi như khó nói. Mikhail bá tước sắc mặt không khỏi hơi đổi, tựa hồ Tiêu Phàm lời nói này đến cái nào đó trọng điểm, để hắn cảm thấy có chút chẳng phải tự tại. Chương 636, phân liệt Simian gia tộc. Bá tước tiên sinh, ta muốn biết, mẹ ta tình huống, đến cùng thế nào rồi? Azelena hỏi, nàng rốt cục không còn xoắn suýt với mình là huyết tộc vấn đề này. Bởi vì nhìn qua, Tiêu Phàm tựa hồ sớm đã biết chuyện này, lại cũng không có vì vậy đối nàng sinh ra bất luận cái gì phản cảm. Nàng bây giờ đã là Tiêu Phàm nữ nhân, Tiêu Phàm nếu là không thích nàng, như thế nào lại cùng nàng hợp làm một thể? Điểm này cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm thái độ như vậy, để Azelena rốt cục có thể miễn cưỡng tiếp nhận thân phận mới của mình. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thích ứng, còn cần một cái quá trình. Nhưng mà chỉ muốn cửa thứ nhất qua, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mikhail lắc đầu, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ta không nghĩ đối với ngài nói láo. Phu nhân tình huống, không phải tốt như vậy, có rất lớn khả năng, nàng đã bị bắt cóc. Vì cái gì, rốt cuộc là ai, tại sao phải bắt cóc mẹ ta? Azelena lại một lần nữa kêu lên. Mikhail bá tước trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, chốc lát, mới chậm rãi nói, công chúa điện hạ, nếu như suy đoán của ta không có sai lầm lời nói, bắt cóc phu nhân người, là một cái tự xưng là Simian thân vương người. Simian thân vương, ngươi nói đùa cái gì? Cha ta sớm đã không tại cõi đời này. Azelena bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trừ phụ thân của nàng, trên thế giới này, làm sao có thể còn có một vị Simian thân vương? Mikhail bá tước lắc đầu, nói công chúa điện hạ, Simian gia tộc là chúng ta huyết tộc lưu truyền xa xưa nhất truyền thừa, cũng là thuần chính nhất huyết mạch. Nhưng là, tại trước đây thật lâu, Simian gia tộc cũng bởi vì nội bộ ý kiến không hợp, chia ra thành hai cái chi nhánh, ai cũng tự xưng chính tông. Đương nhiên, chúng ta đều cho rằng, duy đàn bảo truyền thừa, mới là chính tông Simian gia tộc. Ngài là Simian gia tộc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Tương lai, ngài cùng Tiêu Chân Nhân nhi tử, sẽ thành một đời mới Simian thân vương. Azelena vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm song mi nhăn lại, lạnh nhạt nói, bá tước tiên sinh, điểm này, ta làm sao trước đó cũng không biết. Rất hiển nhiên, Mikhail bá tước bọn hắn không hiểu nhiều lắm người Đông Phương truyền thống quan niệm con của ta, chỉ có thể kế thừa ta gia tộc vinh quang. Cháu trai cùng ngoại tôn, là hai cái khái niệm khác nhau. Tiêu Phàm rất thích Azelena, nếu như Azelena mang con của hắn, Tiêu Phàm sẽ cao hứng phi thường. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị, Tiêu Phàm sẽ đồng ý để con của mình trở thành huyết tộc truyền thừa một viên. Cho dù là trở thành một đời mới Simian thân vương, Mikhail bá tước đối với vấn đề này lại tựa hồ như đã sớm trong lòng có chuẩn bị, nghe vậy nói Tiêu Chân Nhân. Chúng ta không có muốn lừa gạt ý của ngài. Mấy trăm năm qua, bởi vì một số tác phẩm văn học phủ lên, cùng số ít thấp cùng hấp huyết quỷ sở tác sở vi, để chúng ta huyết tộc thanh danh không phải tốt như vậy. Nếu như ngươi là xuất phát từ nội tâm thích công chúa điện hạ, chúng ta cho rằng, ngươi sẽ không để ý huyết mạch của chúng ta cùng nhân loại hơi có sự khác biệt. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, bá tước tiên sinh, điểm này, ta xác thực không ngại. Ta là xuất phát từ nội tâm thích Azelena. Nhưng là, có quan hệ đời sau Simian thân vương sự tình, chúng ta cần lại cẩn thận thương lượng. Hiện tại tạm thời không cần xoắn suýt vấn đề này. Coi như những ngày này, Azelena đã mang thai. Muốn sinh hạ tiểu hài, cũng phải là 10 tháng về sau. Nam hài nữ hài còn không biết. Nếu như là nữ hài, dựa theo Simian gia tộc truyền thống, là không thể trở thành thân vương. Nếu thật là nam hài, có phải là muốn để hắn kế thừa Simian gia tộc? Lên ngôi vì Simian vương, vậy còn muốn nhìn Tiêu Chân Nhân có đồng ý hay không? Cái này không phải việc cấp bách, đúng vậy, Tiêu Chân Nhân, ta cũng cho là như vậy. Azelena hỏi, cái kia tự xưng là Simian thân vương, rốt cuộc là ai? Mikhail bá tước nói, công chúa điện hạ, rất hổ thẹn. Người này phi thường thần bí. Cho tới nay, liền không có người biết hắn tình huống thật. Chỉ nghe nói, hắn là Simian gia tộc một cái khác chi nhánh thủ lĩnh, tự xưng Simian thân vương, nhưng thấy tận mắt hắn đích xác rất ít người. Liền xem như cùng hắn mặt đối mặt, cũng không biết hắn phải chăng lấy chân diện mục gặp người. Tiêu Phàm chậm rãi nói, nếu như hắn thật là Simian gia tộc một cái khác chi nhánh thủ lĩnh,
như vậy hắn tự xưng Simeon thân vương, cũng không tính không hợp thói thường. Mikhail khẽ vuốt cằm, nói Tiêu chân nhân nói đúng. Kỳ thật cũng không ít tộc nhân, cho rằng kia một chi mới thật sự là Simeon truyền thừa, huyết mạch thuần khiết. Năm đó Simeon gia tộc phân liệt về sau, song phương phát sinh qua mấy lần lớn xung đột, thậm chí có thể nói là chiến tranh. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ mâu thuẫn đã không thể điều hòa đến loại trình độ này à? Đúng vậy, chuyện này, năm đó huyên náo rất lợi hại. Phân liệt song phương đều có tùy tùng, lẫn nhau đều nghi áp đảo đối phương, thành làm chúa tể, chiến tranh liền không thể tránh né. Mấy trận đại chiến xuống tới, trên cơ bản thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi, cuối cùng mới tại các trưởng lão hòa giải phía dưới, cuối cùng đình chỉ chiến tranh, miễn cưỡng bắt tay giảng hòa. Qua nhiều năm như vậy, cứ việc không tiếp tục phát sinh lớn xung đột, lẫn nhau ở giữa, trên cơ bản còn là ở vào đối địch. Chỉ bất quá một cái tại Mặc Tư Bảo, một cái tại Duy Đàn Bảo, đồ vật cách xa nhau, bình thường miễn cưỡng có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Mikhail bá tước thuyết minh sơ qua một chút Simeon gia tộc năm đó phân liệt tình hình. Mặc Tư Bảo, Tiêu Phàm xương cung mày, bỗng nhiên dương lên, tựa hồ đối với cái này địa danh rất mẫn cảm. Azelena cũng có chút giật mình, hỏi chính là cái kia Mặc Tư Bảo sao? Cối say thịt, Mikhail cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, công chúa điện hạ, chính là cái kia tại một trận chiến thời kỳ được xưng là cối say thịt Mặc Tư Bảo. Mặc Tư Bảo cối say thịt, tại một trận chiến thời kỳ, hoặc là nói, tại cả nhân loại chiến tranh sử thượng, đều đại đại hữu danh. Đại chiến thế giới thứ nhất thời kỳ, nước đồng minh cùng hiệp ước quốc tại cái trấn nhỏ này triển khai từ trước tới nay kịch liệt nhất trận địa công phòng chiến. Nó thảm liệt trình độ, là trong lịch sử bất luận cái gì một tràng chiến dịch đều không thể so sánh. Tại gần thời gian một năm bên trong, song phương đầu nhập quân đội vượt qua 100 cái sư, cuối cùng tử vong gần 300.000 người, thụ thương tiếp cận 600.000 người. Thương vong cực kỳ thảm trọng, tại kia phiến nhỏ hẹp trận địa bên trong, quả nhiên là thi tích như sơn, máu chảy thành sông. Vì vậy, Mặc Tư Bảo cái trấn nhỏ này, được xưng là cối xay thịt, đồ trận cùng địa ngục. Simeon gia tộc một cái khác chi nhánh, ngay tại Mặc Tư Bảo định cư. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, khả năng này không phải trùng hợp, trong lúc này. Có lẽ hơi có chút ở bên trong liên quan, mặc dù Mikhail bá tước khăng khăng, thuần chính huyết tộc người, cũng không cần hút máu để duy trì sinh mệnh. Nhưng mà hấp huyết quỷ xưng hô thế này, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Simeon gia tộc một cái khác chi nhánh, đem Mặc Tư Bảo cái này đã từng núi thây huyết hải đồ trận, tuyển vì gia tộc mình căn cơ sở tại địa, chẳng lẽ liền không có nguyên nhân khác. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, rất cẩn thận mà hỏi thăm, bá tước tiên sinh, Simeon một cái khác chi nhánh gia tộc, là rất sớm trước kia liền định cư tại Mặc Tư Bảo, hay là về sau rời quá khứ. Ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Mikhail bá tước, Mikhail bá tước chậm rãi nói, là về sau rời quá khứ, ước chừng tại chiến tranh kết thúc 5 năm về sau. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Azelena nói, bá tước tiên sinh, vậy bọn hắn hiện tại bắt cóc mẹ ta, là nghĩ lại một lần nữa nhắc lên hai cái giữa gia tộc chiến tranh sao? Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải hai cái gia tộc, nhưng lúc này ai cũng sẽ không để ý dạng này nói sai. Mikhail nhìn nàng một cái, trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói, công chúa điện hạ, chỉ sợ bọn họ không phải muốn nhắc lên chiến tranh, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Là ta, vì cái gì? Lần này, Azelena lại thất kinh. Ta không biết vì cái gì. Ta chỉ là tiếp vào điện thoại của bọn hắn, nói nếu như muốn phu nhân an toàn, liền nhất định phải tại trong vòng 7 ngày, mang công chúa điện hạ ngài tiến về Mặc Tư Bảo. Nếu không, bọn hắn liền sẽ thương tổn phu nhân. Mikhail ăn ngay nói thật. Azelena lại nhẹ nhàng thở phào một cái, nói như vậy, mẹ ta hiện tại hay là an toàn. Mikhail nói, căn cứ tình huống đến phỏng đoán, hẳn là dạng này. Nhưng cái này vẻn vẹn bọn hắn nói, tình huống thật phải chăng như thế, nhưng không nhất định. Mặc Tư Bảo gia tộc chi nhánh, tính cách xa còn lâu mới có được Duy Đàn Bảo chi nhánh như vậy bình thản. Bọn hắn là phần tử hiếu chiến. Nếu như không phải là bởi vì bị quản chế Vu trưởng lão sẽ áp lực, bọn hắn đã sớm bắt đầu đi đến mở rộng con đường. Azelena sắc mặt lại là biến đổi. Tiêu Phàm nói, bá tước tiên sinh, lúc trước Simeon gia tộc đến cùng là thế nào phân liệt, ngài biết nội tình sao? Mikhail lắc đầu, song nghi chăm chú nhau, nói, rất xin lỗi, Tiêu chân nhân. Rất sớm trước kia, Simeon gia tộc liền phân liệt, khi đó, ta cùng phu nhân đều còn không có xuất sinh đâu. Phân liệt nguyên nhân, tại chúng ta huyết tộc lịch sử ghi chép bên trong cũng không có kỹ càng ghi chép.
Phu nhân nghe gia tộc lão nhân nói, tựa như là bởi vì lý niệm vấn đề. Một bộ phân hiếu chiến tộc nhân, nghĩ phải nhanh khuếch trương thế lực. Một bộ khác phân tính cách tương đối ôn hòa tộc nhân, phản đối làm như thế. Dù sao tộc nhân của chúng ta, nhân số quá ít. Mà chỉ có chính thức có được thuần khiết huyết mạch huyết tộc người, mới không e ngại ánh nắng, có thể tại ban ngày tự do hoạt động. Những cái kia về sau gia nhập chúng ta huyết tộc nhân loại, bọn hắn gen tồn tại trời sinh khuyết điểm, ban ngày là không có cách nào ra hoạt động. Dạng này một chi sợ hãi ánh nắng quân đội, muốn chân chính thực hiện đối với nhân loại hữu hiệu thống trị, quả thực chính là người si nói mộng. Phu người cùng ta, vẫn luôn kiên trì, chúng ta huyết tộc người, phải cùng nhân loại chung sống hòa bình, trợ giúp lẫn nhau, mới là tốt nhất sách lược. Toàn diện khai chiến, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cho song phương đều tạo thành khó để bù đắp tổn thất. Mikhail rất thành khẩn nói, khiến người rất khó hoài nghi hắn thành khẩn. Bá tước tiên sinh, ta rất đồng ý ý kiến của ngươi. Xin thứ cho ta mạo muội, ta rất muốn hỏi một chút, có phải là thật hay không giống có chút tác phẩm văn học miêu tả như thế, nhân loại bình thường chỉ cần bị hấp huyết quỷ cắn về sau, liền lại biến thành hấp huyết quỷ, từ đây trở thành huyết tộc một viên. Mikhail cười khổ lắc đầu, nói Tiêu chân nhân, ngài hẳn phải biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thật nếu là như vậy, chỉ sợ sớm tại một số năm trước, vũ khí nóng còn không có phát minh lúc đi ra, toàn bộ địa cầu liền đã bị huyết tộc hoàn toàn chiếm lĩnh. Trên thực tế, chỉ có thể chất đặc thù nhân loại, tại bị huyết tộc người cắn về sau, mới lại biến thành hấp huyết quỷ. Loại này thể chất đặc thù người số lượng cực kỳ ít ỏi, tỷ lệ 10.000 có một. Thì ra là thế, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Chương 637, gia tộc thực lực. Màu bạc trắng Lamborghini xe thể thao, Mercedes-Benz tại xuyên lục địa trên đường lớn. Đầu này đẳng cấp cao xuyên lục địa đường cái, thông hướng châu Âu Tây Bộ tiểu trấn Mạc Tư Bảo. Lái xe chính là Tiêu Phàm, Azelena tại trên ghế lái phụ. Từ Duy Đàn Bảo tiến về Mạc Tư Bảo, cần ngang qua tốt mấy cái quốc gia, hành trình mấy ngàn cây em. Như thế khoảng cách dài lái xe, tương đương mệt mỏi. Bất quá đối với Tiêu Phàm đến nói, loại trình độ này thể lực tiêu hao, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế, tại lái xe ngang qua hơn phân nửa châu Âu đại lục thời điểm, Tiêu Phàm còn có thể đồng thời điều tức vận khí, không rơi xuống tu luyện. Cuối cùng lựa chọn lái xe tiến về Mạc Tư Bảo, là Tiêu Phàm sau khi cân nhắc hơn thiệt làm ra quyết định. Lấy tốc độ mà nói, đương nhiên là ngồi đi máy bay nhất nhanh. Duy Đàn Bảo bản thân liền có được thuộc về mình chuyên cơ. Nhưng tương đối mà nói, máy bay tại không trung cũng không phải như vậy an toàn, một khi lọt vào tập kích, Tiêu Phàm khó mà chiếu cố tất cả mọi người chu toàn. Vô cực môn môn quy giáo nghĩa, vẫn chưa đem thế nhân chia làm tam lục cửu các loại, thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa là bởi vì Azelena mà lên ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không thể đem nhân viên phi hành đoàn trí chi không để ý. Tương đối mà nói, lái xe tiến về Mạc Tư Bảo, chỉ là thời gian cần phải hơi lâu một chút, hệ số an toàn lại rất cao. Tiêu Phàm không vội, hắn có nhiều thời gian. Đã mục tiêu của đối phương là Azelena, chỉ cần Azelena cùng với mình, như vậy quyền chủ động liền từ đầu đến cuối tại trên tay mình. Tại nhân thủ không đủ tình huống dưới. Đương nhiên là đánh phòng thủ phản kích so đánh tiến công chiến muốn có nắm chắc được nhiều. Đối với Mạc Tư Bảo Simeon gia tộc phòng ngự tình huống, Mikhail bá tước cũng biết không nhiều, chỉ biết thuộc về Simeon gia tộc kia tòa nhà biệt thự lớn tọa lạc tại vị trí nào, biệt thự bên trong tình huống, biết một chút bên ngoài đồ vật. Đây là nhiều năm qua, Duy Đàn Bảo phương diện cùng Mikhail bá tước tốn hao đại lượng tâm huyết, dẫn dụ Mạc Tư Bảo gia tộc cái nào đó bên ngoài nhân viên làm phản, mới đến bộ phân tình báo. Mạc Tư Bảo gia tộc hạch tâm thành viên, rất khó tiếp xúc đạt được. Coi như tiếp xúc đến, cũng chưa chắc liền có thể thành công dẫn dụ. Xúi dục, đã tại trưởng lão hội hòa giải phía dưới, hai cái gia tộc chi nhánh xem như miễn cưỡng ký kết ngưng chiến hiệp định, như vậy một chút quá rõ ràng động tác, liền không thể làm. Tất cả mọi người nhất định phải thủ quy củ, làm cho quá giới hạn, chẳng khác nào là khởi động lại chiến sự. Như thế một chút điểm tình báo, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thực tế tác dụng. Tiêu Phàm hy vọng tại xâm nhập Mạc Tư Bảo biệt thự trước đó, làm đến càng nhiều thực dụng tình báo. Tỷ như nói biệt thự trên mặt đất kiến trúc tình huống cùng dưới mặt đất kiến trúc tình huống, lực lượng phòng ngự như thế nào phân bố. Lại tỷ như nói giống sơ đát cùng trong đó kỳ như thế tuần tra sứ người, Mạc Tư Bảo phương diện có bao nhiêu. Mặc dù một cái tuần tra sứ người thực lực tại Tiêu Phàm trong mắt chưa nói tới quá mạnh, nếu như số lượng đông đảo lời nói, như ong vỡ tổ xông tới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngoài ra, Mikhail bá tước còn nói cho Tiêu Phàm,
những này tuần tra sứ người là phân đẳng cấp, hết thảy phân cấp 3, thấp nhất chờ là người tuần tra, TSPT chờ thì là tuần tra sứ người, đẳng cấp cao nhất thì là tuần tra đại sứ. Tuần tra sứ người là Mạc Tư Bảo gia tộc trung kiên chiến lực. Thấp nhất chờ người tuần tra, nếu như là thuần chính huyết tộc huyết mạch. Như vậy có thể ngắn ngủi biến thân trở thành rơi hút máu hình thái, tiến hành cự ly ngắn phi đột, phát huy ra vượt qua trạng thái bình thường sức chiến đấu. Nếu như là về sau mới gia nhập huyết tộc nhân loại, vậy liền không có được biến thân năng lực. So ra mà nói, có thể bị tuyển chọn trở thành người tuần tra nhân loại hấp huyết quỷ, đều có cực nó cường hãn chiến lực, trăm dặm chọn một. Đây cũng là dưới cùng hấp huyết quỷ có thể có được tối cao chức vụ. Tuần tra sứ người trở lên, nhất định đều là thuần chính huyết tộc người, có thể tùy thời biến thân trở thành rơi hút máu, sức chiến đấu mạnh, ở xa người tuần tra phía trên. Tại Tiêu Phàm trong mắt, người tuần tra cơ bản liền có thể bỏ qua không tính. So tuần tra sứ người còn muốn yếu đến nhiều thực lực, tin tưởng Mạc Tư Bảo phương diện. Sẽ không ngốc đến để những người tuần tra này chạy đến Tiêu Phàm tới trước mặt lấy trứng chọi với đá. Tuần tra sứ người nếu như số lượng không phải quá nhiều lời nói, ngược lại cũng không cần nghĩ nhiều. Coi như nhất thời bán hội, Tiêu Phàm không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, tại không có liên lụy tình huống dưới, muốn hất ra bọn hắn tuyệt đối không coi là nhiều khó khăn sự tình. Chân chính để Tiêu Phàm coi trọng, là Mikhail trong miệng nói tuần tra đại sứ. Nghe nói, tuần tra đại sứ dù coi như tại thuần khiết huyết tộc người bên trong, cũng có thể xưng thiên phú kiệt xuất nhất tuấn ngạn, năng lực mạnh, xa tại bình thường tuần tra sứ người phía trên. 3 năm cái thậm chí nhiều hơn tuần tra sứ người hợp lại cùng nhau, cũng chưa chắc là một tên tuần tra đại sứ đối thủ. Tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Tiêu Phàm nghe xong liền biết, đây tuyệt đối không phải mấy thêm mấy đơn giản như vậy. Một tên có thể đối phó 3 năm tên tuần tra sứ người tuần tra đại sứ, tại một đôi một trong tranh đấu, chỗ có thể phát huy trung cực chiến lực, tuyệt không chỉ dừng ở mấy tên tuần tra sứ người sức chiến đấu thêm vào. Loại này đẳng cấp bên trên khác biệt, thể hiện tại chiến đấu lực phương diện, chính là biến hóa về chất. Một chút sức sát thương cực mạnh công pháp, công lực không đến cái kia phân thượng, kia là tuyệt đối không thi triển ra được. Coi như lại nhiều tuần tra sứ người hợp lại cùng nhau, cũng không làm nên chuyện gì. Tỷ như nói, một viên đạn pháo nổ chết 10 người, 10 chuôi tay súng các mở một súng, cũng có thể giết chết 10 người. Nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là, 10 chuôi uy lực của súng lục chung vào một chỗ liền có thể cùng một ổ đại pháo uy lực tướng chờ. Đối với trốn ở trong lô cốt địch nhân đến nói, tay súng thậm chí cơ súng mở 100 súng cũng không đả thương được một cây mồ hôi mao, đại pháo đi lên, một pháo liền đem lô cốt nổ bay. Cũng may Mikhail bá tước cũng nói, loại này cực nó cường hãn tuần tra đại sứ, số lượng phi thường thưa thớt, dù coi như tại Mạc Tư Bảo gia tộc, cũng là 10 điểm hiếm thấy. Dù sao thiên tài thành tốt hiện lên, dựa vào khổng lồ cơ số. Mặc kệ là cái nào Simeon gia tộc chi nhánh, thuần khiết huyết tộc người số lượng cũng không nhiều. Cùng loại dạng này trung kiên chiến lực, duy đàn bảo gia tộc cũng giống vậy có được. Nếu không, chịu không cho tới hôm nay, đã sớm bị Mạc Tư Bảo gia tộc chiếm đoạt. Nhưng là, Mikhail bá tước cũng rất thản nhiên nói cho Tiêu Phàm, duy đàn bảo bên này thực lực, năm gần đây không bằng Mạc Tư Bảo. Duy đàn bảo đã từng có được một tên thực lực cường hãn tuần tra đại sứ, thế nhưng là tại mấy năm trước, bởi vì tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng. Cho nên cưỡng ép đi tu luyện một loại nghịch thiên công pháp, kết quả tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Vị này tuần tra đại sứ vẫn lạc, dẫn đến duy đàn bảo thực lực giảm lớn. Mà Simeon Vương Phi xảy ra chuyện thời điểm, bên người nàng đi theo bảo hộ 2 vị tuần tra sứ người, cũng đồng thời xảy ra chuyện. 2 vị này tuần tra sứ người, cũng có thể nói là tuần tra sứ người bên trong người nổi bật, gần với tuần tra đại sứ trọng yếu chiến lực. Tăng thêm Simeon Vương Phi mình, duy đàn bảo phương diện. Liên tiếp tổn thất 4 tên đỉnh giai chiến lực. Còn lại mấy vị tuần tra sứ người, có 2 tên đang trưởng quản Simeon gia tộc tục vụ, mặt khác còn nhất định phải lưu lại 2-3 người đến phòng thủ duy đàn bảo. Nếu như đem những này tuần tra sứ người đều rút đi, vạn nhất Mạc Tư Bảo bên kia quy mô tiến công, duy đàn bảo một ngày đều không chịu đựng nổi. Tình huống hiện thật chính là như vậy, dưới mắt duy đàn bảo đã rất khó tổ chức lên một chi ra dáng đội ngũ, hiệp trợ Tiêu Phàm tiến về Mạc Tư Bảo cứu người. Đương nhiên, còn có Mikhail bá tước, Tiêu Phàm nhìn ra được, Mikhail trên thân linh lực ba động, mảy may cũng không tại Simeon Vương Phi phía dưới, so sơ đát cùng trong đó kỳ 2 vị này tuần tra sứ người phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, Mikhail bá tước không thuộc về Simeon gia tộc, hắn là khác một cái gia tộc thành viên trọng yếu, mà lại, bị trưởng lão hội trao quyền trưởng quản thế tục giới một chút trọng yếu tài sản. Cho nên,
Mikhail cứ việc cùng Simeon Vương Phi quan hệ mật thiết, quan hệ cá nhân rất sâu, nhưng mà làm một ngoại nhân, hắn lại không tiện nhúng tay Simeon gia tộc nội chiến. Một khi Mikhail bá tước nhúng tay vào, liền sẽ làm nguyên bản phức tạp vấn đề trở nên càng thêm phức tạp vô so, thậm chí có khả năng đem mặt khác huyết tộc gia tộc đều cuốn vào đến cái này vòng xoáy bên trong tới. Dạng này hiểm, người bình thường thật đúng là bốc lên không nổi. Bởi vì Simeon là thuần khiết huyết tộc trong truyền thừa quy mô gia tộc lớn nhất, thực lực mạnh nhất. So ra mà nói, Mikhail chỗ gia tộc, thực lực liền muốn yếu nhỏ hơn nhiều. Tùy tiện cuốn vào đến dạng này vòng xoáy bên trong đi, đối với Mikhail gia tộc mà nói, làm không tốt chính là tai họa ngập đầu. Coi như Mikhail bá tước cùng Simeon Vương Phi ở giữa quan hệ cá nhân lại sâu, cũng không dám lung tung làm ra quyết định như vậy. Bất quá, Mikhail hay là nói ra, có thể hiệp trợ Tiêu Phàm bảo vệ tốt Azelena. Azelena mặc dù cũng là thuần chính nhất Simeon gia tộc huyết mạch, có được cực mạnh tiềm lực, nhưng trước đó, lại vẫn không có mở ra phát ra tới, thậm chí ngay cả cơ bản nhất công pháp đều chưa từng tu luyện. Trước mắt Azelena, cùng bình thường nhất nhân loại tiểu cô nương không có gì khác nhau. Mang theo dạng này một cái vướng víu, xâm nhập Mặc Tư Bảo Simeon gia tộc hang ổ đi cứu người, đối mặt với không thể biết nguy hiểm, dù là Tiêu Chân Nhân tu vi lại cao, đó cũng là tuyệt đối cử động điên cuồng. Azelena giao cho Mikhail bá tước bảo hộ, Tiêu Phàm liền có thể khinh trang thượng trận. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại không chút do dự liền cự tuyệt Mikhail bá tước đề nghị, hắn kiên trì muốn dẫn Azelena cùng đi. Mikhail bá tước đương nhiên là một vị thân sĩ, mà lại Tiêu Phàm cũng không nghi ngờ hắn cùng Simeon Vương Phi giao tình. Điểm này, từ hắn có thể một mình tiến vào Simeon Vương Phi thư phòng liền có thể phán đoán được đi ra. Bất quá, Tiêu Phàm cuối cùng cùng hắn liên hệ không nhiều, đối huyết tộc từng cái gia tộc quan hệ trong đó càng là không hiểu ra sao, không biết bọn hắn có thứ gì dạng lợi ích liên lụy. Cái gọi là hữu nghị, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt, là rất khó trải qua ở khảo nghiệm. Tại dạng này thời kỳ phi thường, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không đem Azelena an nguy tùy tiện giao đến trong tay người khác đi, cho dù là Mikhail cũng không được. Người sáng suốt xem xét liền minh bạch, hiện tại Azelena mới thật sự là mấu chốt. Azelena tại trong tay ai, ai liền nắm giữ quyền chủ động. Nếu thật là Azelena bị Mặc Tư Bảo phương diện bắt đi, Tiêu Phàm chỉ có càng thêm bị động. Đương nhiên, Tiêu Phàm khẳng định cũng không có ý định mang theo Azelena đi tiến công Mặc Tư Bảo Simeon gia tộc cứ điểm. Tiến công trước đó, Tiêu Phàm sẽ thích đáng an bài tốt Azelena, cho nàng tìm một cái ẩn nấp dung thân chỗ. Thấy Tiêu Phàm cự tuyệt đề nghị của mình, Mikhail bá tước lộ ra rất có mấy phân bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, dưới mắt Azelena chỉ tin tưởng Tiêu Phàm không gật đầu, Azelena sẽ không theo bất kỳ ai khác đi. Chương 638, lấy đạo của người trả lại cho người. Dòng dã 3 ngày quá khứ, Lamborghini một đường thông suốt, trọn vẹn chạy hơn 4.000 km, đã nhanh chóng đỡ gần Mặc Tư Bảo chỗ nước biên cảnh. Châu Âu một thể hóa kiến thiết, làm cho ra vào quốc cảnh thủ tục giản tiện dị thường, nhiều khi ép căn bản không hề cái gì kiểm tra, đường cao tốc trực tiếp liên thông. Tiêu Phàm người nước Hoa thân phận, không có gây nên bất kỳ phiền phức, càng chưa từng trở thành chướng ngại. Ngẫu nhiên đụng phải trạm kiểm tra, cũng vẫn là thông suốt. Tiêu Phàm cứ việc không có học tập Thất Diệu Cung mê hồn thuật, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, ngắn ngủi khống chế một chút phổ thông đại não của con người, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Một người lái xe, 3 ngày chạy hơn 4.000 km, đối với phổ thông lái xe đến nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại Tiêu Phàm mà nói, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhiều châu Âu quốc gia đường cao tốc đường xá cực dai, cá biệt quốc gia còn không hạn tốc, cũng có thể cực tốc Mercedes-Benz. Tiêu Phàm mở như thế chậm, mỗi ngày hơn 1.000 km liền dừng lại nghỉ ngơi, chủ yếu là vì chiếu cố Azelena. Lại nói, tại trước mắt loại tình huống này, nếu như Mikhail phân tích đáng tin cậy, mục tiêu của bọn hắn là Azelena lời nói, như vậy hiện tại nóng nảy chính là Mặc Tư Bảo phương diện, mà không phải Tiêu Phàm. Ngày thứ 3 ban đêm, Lamborghini ngoặt xuống xa lộ, chuẩn bị tiến về cách đó không xa một cái trấn nhỏ tìm quán trọ ở lại nghỉ ngơi. Tiêu Phàm thoải mái mà cầm tay lái, tùy ý cùng Azelena nói chuyện phiếm, tận lực để nàng buông lỏng tâm tình. Tiêu Phàm, cẩn thận, nguyên bản mặt lộ mỉm cười Azelena bỗng nhiên la hoảng lên. Lamborghini đầu xe cách đó không xa, không biết lúc nào, bỗng nhiên thêm một người. Một tên áo đen váy đen mỹ nữ, cứ như vậy đứng tại đường cái chính giữa, mỉm cười nhìn qua chạy nhanh đến xe thể thao. Thần tình trên mặt cực kỳ dễ dàng, phảng phất đang thưởng thức cái gì cảnh đẹp, ép căn bản không hề phát giác được nguy hiểm.
Azelena nhớ được rất rõ ràng, vị trí kia, vốn là không ai, ai sẽ không có việc gì đứng ở đường cao tốc dẫn đạo đi lên. Ai ngờ một cái chớp mắt, cái này áo đen váy đen mỹ nữ liền đột nhiên xông ra, quả thực thật giống như ảo thuật đồng dạng. Cái này đầu người có mau bệnh a. Nhất làm cho Azelena giật mình là, Tiêu Phàm thế mà mảy may đều không có giảm tốc ý tứ. Ngược lại một cước giẫm tại chân ga bên trên, vừa mới giảm tốc xuống tới Lamborghini gầm lên giận dữ, thân xe bỗng nhiên lắc một cái, hướng về phía trước cái kia áo đen đầy đặn mỹ nữ mãnh đụng tới. Tiêu Phàm, Azelena giật nảy cả mình, kìm lòng không đặng duỗi tay nắm lấy bắt tay, thân thể về sau chăm chú tựa lưng vào ghế ngồi, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, nàng rõ ràng tại Tiêu Phàm trong mắt nhìn thấy một vòng nồng đậm sát cơ, thường ngày ôn tồn lễ độ Tiêu Phàm, phảng phất đổi người như. Trở nên cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy ngang ngược chi ý. Nhìn qua dồn sức đụng mà đến xe thể thao, áo đen mỹ nữ khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, Lamborghini liền đụng vào áo đen mỹ nữ trước người. Azelena một tiếng kêu sợ hãi, chăm chú nhắm mắt lại. Nhưng mà, dự tính bên trong cái chủng loại kia mãnh liệt va chạm cũng không có phát sinh. Azelena vội vàng mở to mắt, trước mắt nơi nào còn có áo đen mỹ nữ cái bóng. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy, vẻn vẹn chỉ là ảo giác của mình. Bất quá ngay sau đó, Azelena liền biết, đây không phải ảo giác. Một trận tràn ngập từ tính tiếng cười, thanh thanh sở sở xuyên thấu qua quý báu xe thể thao thiết kế phải cực kỳ đúng chỗ cách âm hệ thống, truyền đến trong tai của nàng. Thân yêu công chúa điện hạ, ngài vị này đến từ Đông Phương Bạch Mã Vương tử, nguyên lai là như thế thô lỗ sao? Không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, chậc chậc, quả thực liền cùng ngài xe tiêu đồng dạng, là một đầu man ngưu a. Yêu nhã nữ giọng thấp, tại Azelena bên tai tiếng vọng không dứt, ngươi là ai? Azelena kêu lên, nhưng nàng không thể xác định, người bên ngoài có thể hay không nghe tới thanh âm của nàng. Tiêu Phàm, cẩn thận. Sau một khắc, Azelena lại la hoảng lên, chỉ thấy xe phía trước, bỗng nhiên dâng lên một cỗ vòi rồng. Cùng Azelena trước kia tại trong TV nhìn thấy vòi rồng khác biệt, Lamborghini ngay phía trước cỗ này vòi rồng, là huyết sắc, đỏ lóng lánh, dù coi như là tại bịt kín trong xe. Azelena cũng có thể rõ ràng nghe được một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc, kém chút liền muốn nôn mửa liên tu. Huyết hồng vòi rồng phô thiên cái địa, bao phủ xuống. Sau đó, Azelena hoảng sợ nhìn thấy, vòi rồng chính giữa, lại có một người. Cái kia áo đen váy đen đầy đặn mỹ nữ. Không biết lúc nào, sau lưng của nàng mọc ra một đôi màu đen to lớn cánh thịt, mở ra đến khoảng chừng dài 2-3 mét, thỉnh thoảng hai cánh khẽ vỗ, liền có đại đoàn huyết phụ từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Gia nhập vào huyết sắc trong vòi rồng, làm cho vòi rồng uy lực lại tăng thêm một phân. Quả thực tựa như đến từ tà ác thế giới yêu linh. Hấp huyết quỷ, nàng là hấp huyết quỷ. Azelena thét lên không ngừng, trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc. Cứ việc nàng miễn cưỡng tiếp nhận mình huyết tộc công chúa thân phận, nhưng ở sâu trong nội tâm đối hấp huyết quỷ sợ hãi cùng chán ghét lại tuyệt không phải cái này khu khu mấy ngày liền có thể áp chế xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy khủng bố như vậy tình hình, Azelena lập tức liền đem mình thực tế thân phận ném đến lên 9 tầng mây. Azelena, đừng sợ, liền ở thời điểm này, một cái tay ấm áp trưởng đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, tràn đầy trìu mến chi tình. Phi nhanh bên trong Lamborghini, chậm rãi ngừng lại, phi thường bình ổn, không có bất kỳ cái gì dừng ngay cảm giác cùng khó chịu. Tiêu Phàm, vậy là cái gì? Huyết tộc tuần tra đại sứ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt. Hắn sớm đã tại áo đen mỹ nữ trên thân cảm nhận được vượt xa sơ đát cùng trong đó kỳ linh lực ba động, không hề nghi ngờ, nàng chính là Mikhail bá tước nói qua tuần tra đại sứ. Đương nhiên, nếu như đối phương là cái nam nhân lời nói, Tiêu Phàm thậm chí sẽ hoài nghi, là Simeon thân vương tự thân xuất mã. Nơi này đã tiếp cận Mặc Tư Bảo, một cái khác Simeon chi nhánh gia tộc người, cũng nên lộ diện. Azelena kinh hãi, đợi ở trong xe, không nên đến chỗ chạy. Không có chuyện gì, Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, lập tức mở cửa xe, đi xuống. Cửa xe mở ra nháy mắt, kia cỗ làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi máu tanh bỗng nhiên tuôn ra tiến vào trong xe, Azelena gấp vội vàng che miệng nhỏ, lúc này mới cố nén không có thật phun ra, nhưng cũng kìm nén đến bất thiện. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, một cái sữa lồng ánh sáng màu trắng nổi lên, lập tức mở rộng, đem Lamborghini bao phủ nó hạ. Azelena lập tức cảm thấy kia cỗ mãnh liệt mùi máu tanh như vậy ngăn cách bên ngoài, rốt cuộc ngửi không thấy một chút điểm. Tiêu Phàm lại giơ tay đánh ra ba cái phù lục, hóa thành một cái càng lớn màu đỏ vòng bảo hộ,
lại bọc tại sữa lồng ánh sáng màu trắng bên ngoài, liền cùng ở trong núi tiểu trấn lần kia đồng dạng, cho Azelena tăng thêm 2 tầng phòng hộ. Lấy huyết sắc vòi rồng uy danh, dựa vào dạng này 2 tầng vòng bảo hộ muốn ngăn trở vòi rồng ăn mòn, đó là đương nhiên không có khả năng, bất quá Tiêu Phàm cũng sẽ không để huyết sắc vòi rồng thật cuốn tới cái này 2 tầng vòng bảo hộ phía trên. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hô một trưởng đẩy ra. Lập tức cuồng phong gào thét, uyển như sơn băng hải thiếu, một cỗ to lớn cự lực, tịch đi lên, hướng na cỗ huyết sắc vòi rồng nghênh kích mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tay trái một dương, hơn 10 đạo đen bên trong suốt quang mang lóe lên. Hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, còn có thể trong hư không nhìn thấy hơn 10 đạo cái bóng nhàn nhạt. Cái này ngàn năm tuyết yêu lợi chảo cùng băng tủy hỗn hợp luyện chế ra đến băng phách phi đao, thế mà còn mang có nhất định ẩn hình hiệu quả. Đây là Tiêu Phàm luyện chế thời điểm không hề nghĩ tới. Nếu như là tại đất tuyết, băng phách phi đao ẩn hình hiệu quả sẽ tốt hơn. Đúng lúc này, Tiêu Phàm một trường đẩy ra cự lực, đã cùng huyết sắc vòi rồng đụng vào nhau. Khiến người giật mình một màn phát sinh, gào thét trường lực va chạm đến huyết sắc vòi rồng, thế mà không có chút nào ảnh hưởng, cứ như vậy bị vòi rồng hút thu vào, chưa từng kích thích một điểm bọt nước. Thậm chí ngay cả huyết sắc vòi rồng trước tiến vào tốc độ đều không có chậm lại nửa phân. Tiêu Phàm mỉm cười, tựa hồ đây hết thảy sớm tại trong dự liệu của hắn, tay trái bóp quyết, miệng lẩm bẩm, cao gần tất càn khôn đỉnh bắn ra, Tiêu Phàm tay phải 5 ngón tay liên đạn. Từng đạo hùng hậu pháp lực rót vào trong đỉnh, thoáng qua ở giữa, càn khôn đỉnh liền hình thành một cái 3 thước phương viên hấp lực vòng xoáy, đón lấy huyết sắc vòi rồng. Áo đen mỹ nữ khóe miệng lần nữa hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Thực tế càn khôn đỉnh quá nhỏ, quá không đáng chú ý, loại vật nhỏ này phóng xuất pháp thuật. Có thể lớn bao nhiêu uy năng, nhưng mà sau một khắc, áo đen mỹ nữ liền bỗng nhiên trừng lớn 2 mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Chỉ thấy máu của mình sắc vòi rồng bỗng nhiên chấn động, sau đó liền hướng về càn khôn đỉnh huyễn hóa ra hỗn độn đồ vòng xoáy kích bắn đi, uyển như bách xuyên quy hải, tranh nhau chen lấn tuôn hướng càn khôn đỉnh. Cứ việc này huyết sắc vòi rồng mùi nghe rất khó chịu, Tiêu Phàm lại từ bên trong cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh thuần máu nói chi lực. Thanh Dương tổ sư nói được rõ ràng, càn khôn đỉnh cần liên tục không ngừng thu nạp thiên địa tinh hoa, mới có thể tạo ra âm dương nhị khí, tẩm bổ lịch đại tổ sư sắp đặt ở trong đó tam hồn lục phách. Cái này máu nói chi lực cố nhiên tương đối tà dị, nhưng cũng coi là thiên địa tinh hoa một loại, cho càn khôn đỉnh bồi bổ phù hợp. Áo đen nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, chố mắt chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Trước đó, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người dạng này đối phó máu của nàng sắc vòi rồng. Nguyên bản máu của nàng sắc vòi rồng liền có thôn phệ hết thảy đặc thù công hiệu, Tiêu Phàm đẩy ra trưởng lực nhìn như kinh người, đụng một cái đến vòi rồng liền là bị thu nạp đi vào, không có chút nào kháng cự chi lực. Cái này còn không có được đến đắc ý đâu, cái này xảo trá người Đông Phương vậy mà liền lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại thôn phệ chi lực tựa hồ còn tại huyết sắc vòi rồng phía trên, cứ như vậy chậm trễ một lát, khí thế hùng hổ, cơ hồ bên trên tiếp thiên địa huyết sắc vòi rồng, lập tức liền thiếu đi không sai biệt lắm vô cùng một. Ad hit, áo đen mỹ nữ đau lòng không thôi, một câu chửi bậy bạo ra. Lập tức cũng không lo được đi suy nghĩ Tiêu Phàm đây là bảo vật gì, lợi hại như thế, luống cuống tay chân nâng vung tay lên, ngạnh sinh sinh đem huyết sắc vòi rồng cùng càn khôn đỉnh hỗn độn đồ ở giữa liên hệ chặt đứt. Này huyết sắc vòi rồng là nàng dùng để đối địch một đại sát thủ giản, ẩn chứa trong đó nàng bản nguyên chi lực, một khi địch nhân bị vòi rồng cuốn vào trong đó, lập tức liền sẽ bị ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực ăn mòn. Trở nên thần trí không rõ, mặc cho nàng bài bố. Bây giờ bị càn khôn đỉnh điên cuồng như vậy hấp thụ, lại trì hoãn một hồi, liền muốn thương tới bản nguyên. Cái này người Đông Phương, quả thật giống Sơ Đát nói như vậy, rất có mấy phân cổ quái. Chương 639, Di hình hoán ảnh. Mắt thấy áo đen mỹ nữ quyết định thật nhanh, chặt đứt huyết sắc vòi rồng cùng càn khôn đỉnh liên hệ, Tiêu Phàm cũng không truy kích, nâng tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh bay vụt mà quay về. Tiêu Phàm đem thần niệm chi lực hướng bảo trong đỉnh hơi tra một cái dò xét, liền là hài lòng gật gật đầu. Từ khi bước vào thiên nhân cảnh về sau, Tiêu Phàm thần niệm chi lực đại tăng, cùng càn khôn đỉnh câu thông liên hệ, cũng càng thượng tầng lâu. Loại này ẩn chứa máu nói chi lực vòi rồng, đúng là càn khôn đỉnh bồi bổ tài liệu tốt. Áo đen mỹ nữ thân thể lắc một cái, huyết sắc vòi rồng xoay nhanh lấy quay trở lại, trong chớp nhoáng liền tuôn ra tiến vào trong cơ thể của nàng, không thấy bóng dáng. Sau lưng to lớn cánh màu đen, cũng thu vào, thật giống như cả người đều trống rỗng lơ lửng trên hư không, tình hình lộ ra cực kỳ yêu dị.
khóe miệng nguyên bản mang theo ý cười, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một gương mặt trở nên âm trầm, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, cho thấy phải rất là tức giận. Chỉ bất quá vừa đối mặt, thiếu chút nữa bị thiệt lớn, cũng khó trách nàng tức giận không thôi. Tiêu tiên sinh, ngài thật khiến ta thất vọng, không nghĩ tới các ngươi người Đông Phương đều là kẻ trộm, dùng thủ đoạn như vậy. Tiêu Phàm liếc nàng một cái, lạnh nhạt hỏi, cô nương họ gì đại danh? Là Simeon gia tộc tuần tra đại sứ sao? Áo đen mỹ nữ cười lạnh nói, Tiêu tiên sinh, xem ra ngươi đối với chúng ta Simeon gia tộc, hiểu không ít nha. Không sai, ta chính là tuần tra đại sứ. Ta gọi Emina, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói tuần tra đại sứ thực lực, quả nhiên không phải bình thường tuần tra sứ người có thể chịu được so sánh, lĩnh giáo. Tiêu tiên sinh, nghe nói thủ hạ ta tuần tra sứ người trong đó kỳ, là bị Tiêu tiên sinh sát hại. Emina thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi, ngữ khí rất là bất thiện. Tất cả tuần tra sứ người, đều là thuần chính huyết tộc truyền thừa, từ ngàn năm nay, đoàn người vị trí thế giới này tài nguyên tu luyện tiêu hao hầu như không còn. Linh khí khuyết thiếu đến kịch liệt, muốn bồi dưỡng một cái hợp cách tuần tra sứ người. Tương đương không dễ dàng, mỗi một cái tuần tra sứ người, đều là gia tộc tinh anh chiến lực. Trong đó kỳ bị Tiêu Phàm giết chết, Mặc Tư Bảo gia tộc tổn thất không tiểu. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, thần sắc nhàn nhạt, Emina càng thêm tức giận. Quát Tiêu tiên sinh, người một cái người Đông Phương, ngạnh sinh sinh tham dự vào chúng ta Simeon gia tộc nội bộ sự vụ bên trong đến, còn giết hại gia tộc bọn ta tuần tra sứ người. Thật coi là Simeon gia tộc dễ khi dễ sao? Tiêu tiên sinh chẳng lẽ muốn bốc lên Đông Tây Phương người tu chân ở giữa đại chiến? Đông Tây Phương người tu chân ở giữa đại chiến? Tiêu Phàm liền cười, Emina tiểu thư, ta nhìn ngươi tựa hồ đối với trước mắt trung thổ tu chân giới tình huống, còn rất không hiểu rõ a. Liền trước mắt loại tình hình này, Đông Tây Phương có thể còn lại mấy tu chân giả? Coi như muốn chiến, chỉ sợ cũng chiến không dậy a. Emina cũng là cười lạnh một tiếng. Nói Tiêu tiên sinh, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi cô lậu quả văn, loại tình huống này lập tức liền sẽ cải biến, cùng thông đạo một lần nữa mở ra, vậy coi như. Hắc hắc, Emina tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, phía sau lập tức liền nuốt trở vào, báo chi lấy hai tiếng cười lạnh. Tiêu Phàm sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Song mi nhíu chặt, tiếp cận Emina, trầm giọng hỏi, Emina tiểu thư, người đang nói cái gì thông đạo? Chẳng lẽ các ngươi lại dám đánh mở không gian thông đạo sao? Tu di trong không gian, Thanh Dương Tổ sư đã từng nói, một chút đã từng đổ sụp không gian thông đạo có khả năng nặng mới mở ra. Quả thật như thế, không biết sẽ có thứ gì dạng yêu ma quỷ quái sẽ xuyên thấu qua không gian thông đạo đi tới trung thổ thế giới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Đương nhiên, cũng có khả năng dẫn đầu mở ra thông đạo liên thông là một cái nhân loại khác người tu chân không gian giao diện. Có thể đem đại lượng người thần thông quảng đại loại người tu chân tiếp đón được trung thổ thế giới đến, đoạt trước một bước thành lập vững chắc căn cứ địa, chống cự tà ma ngoại đạo ăn mòn. Thậm chí trực tiếp đem những cái kia thông hướng cái khác tà ma giao diện thông đạo triệt để phong ấn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, loại này thuần túy cực vận khí sự tình, Tiêu Phàm hay là không thích lắm. Bị bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vì đó, cũng liền thôi, thường xuyên dạng này đi cực vận khí. Tuyệt đối không phải thành thục bảo hiểm cách làm. Thanh Dương Tổ sư nói được rõ ràng, càn khôn đỉnh là không gian bảo vật, tại hoàn cảnh đặc định dưới, là mở ra không gian thông đạo chìa khóa. Đã chìa khóa tại trên tay mình, như vậy mở ra không gian thông đạo chuyện như vậy, Tiêu Phàm nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách khống chế ở trong tay chính mình. Emina lại không còn cùng Tiêu Phàm đàm luận cái đề tài này, hướng vững vàng dừng ở giữa đường Lamborghini nhìn lướt qua, trên mặt tức giận khí sắc, bỗng nhiên quét sạch sành xanh. Lạc Lạc cười một tiếng, nói Tiêu tiên sinh, chúng ta Simeon gia tộc nhất quán khoan dung độ lượng rộng lượng. Tiêu tiên sinh cũng là Đông Phương lớn có danh vọng cao nhân, trong đó kỳ sự tình, chúng ta có thể không truy cứu. Chỉ cần Tiêu tiên sinh đem công chúa điện hạ giao cho chúng ta là được. Tiêu Phàm cười cười, nói Emina tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta rất sợ các ngươi truy cứu? Azelena là bạn lữ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ giao cho các ngươi sao? Emina sắc mặt thoáng qua trầm xuống, nói Tiêu tiên sinh, xin ngươi đừng lầm, Azelena là chúng ta Simeon gia tộc công chúa, mời nàng trở lại gia tộc bọn ta đi, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Mời, các ngươi bắt cóc Azelena mẫu thân, đây chính là các ngươi mời phương thức. Tiêu Phàm tiếu dung có chút lạnh, Emina cảm giác phải sự kiên nhẫn của mình, ngay tại một chút xíu bị mài rơi. Kỳ thật ngay từ đầu. Nàng căn bản không có ý định cùng Tiêu Phàm nói chuyện phiếm nói chuyện,
Emina bản thân cũng không phải cái lắm mồm người. Trực tiếp đem Tiêu Phàm xử lý, Thanh Azelena mang đi, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá vừa ra tay thiếu chút nữa ăn thiệt thòi nhỏ, Emina mới rốt cục phát giác, Tiêu Phàm không phải dễ đối phó như vậy, không thể không nén xuống tính tình, cùng Tiêu Phàm bàn điều kiện. Tiêu tiên sinh, ta tin tưởng ngài là người thông minh. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể giao dịch, mấu chốt liền nhìn giao dịch điều kiện có thích hợp hay không. Azelena là chúng ta Simeon gia tộc công chúa, ta nhất định phải mang nàng trở về. Điểm này, không có chỗ để đàm phán. Bất quá, đã Tiêu tiên sinh đưa nàng an toàn hộ tống đến nơi này, chúng ta cũng không để ý hướng Tiêu tiên sinh thanh toán một chút thù lao. Tiêu tiên sinh cần gì, cứ mở miệng, chỉ cần không tính quá không hợp thói thường lời nói, ta nghĩ ta đều có thể đáp ứng. Nếu như Tiêu tiên sinh là ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp huyết tộc nữ hài lời nói, cũng không quan hệ, ta có thể đưa hai ngươi. Ta hướng Tiêu tiên sinh cam đoan là 100% xử nữ, đồng thời 100% xinh đẹp. Tiêu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới, rất lãnh đạm nói, Emina tiểu thư, xem ra ngươi là lãnh khốc người vô tình, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là tình cảm, càng không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng. Đã như vậy, ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là mời ngươi lập tức rời đi, không muốn lại nơi này dây dưa không rõ. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Emina ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nguyên bản trầm thấp mang theo từ tính nữ giọng thấp, lập tức trở nên 10 điểm bén nhọn, đâm người màng nhĩ. Người Đông Phương, người quá kiêu ngạo phải buồn cười. Bá Emina sau lưng đôi kia đã thu lại màu đen cánh thịt, bỗng nhiên mở ra, lập tức đem trời chiều quang mang hoàn toàn che đậy. Sau một khắc, hai cánh khẽ vỗ, Emina hóa thành một tia chớp màu đen, bỗng nhiên hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Trong bóng đen hàn quang lóe lên, Emina trong tay nhiều một thanh sắc bén lợi kiếm. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, thoảng qua mang theo khinh thường chi ý. Cận thân vật lộn, thế nhưng là hắn cường hạng, mặc dù dưới mắt hắn đã bước vào thiên nhân cảnh, thể nội ngưng kết kim đan, có thể xếp vào người tu chân hàng ngũ. Nhưng mà nhiều năm qua luyện thành một thân siêu phàm nhập thánh võ công, xuất thần nhập hóa quyền thuật thủ pháp, nhưng lại chưa vứt bỏ. Võ công cùng quyền thuật thủ pháp, tại pháp thuật lúc công kích, tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng cận thân vật lộn hiệu quả vẫn như cũ không phải thường minh hiển. Một tên huyết tộc nữ tử, vậy mà lộ ra lợi kiếm chuẩn bị cùng hắn vật lộn, Tiêu chân nhân đương nhiên vui lòng phụng bồi. Tiêu Phàm phía sau hai chi ngân sắc cự xí hư ảnh lóe lên, cả người nhẹ nhàng ly khai mặt đất, không tránh không né, trực tiếp hướng về Emina nghênh kích đi lên. Khi Tiêu Phàm phía sau ngân sắc cự xí hư ảnh thoáng hiện thời điểm, Emina hai mắt có chút híp mắt một chút, hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Cứ việc chỉ là một cái hư ảnh, Emina vẫn cảm giác được một cỗ cực kỳ uy mãnh viễn cổ man hoang khí tức. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất đối mặt mình chính là một đầu đến từ viễn cổ man hoang cự ưng, mà không phải một cái nhã nhặn thậm chí hơi có vẻ gầy yếu Đông Phương nam tử. Emina tốc độ nhanh, Tiêu Phàm tốc độ càng không chậm, thoáng qua ở giữa, hai người liền đã gần trong gang tấc. Tiêu Phàm tay phải thành hổ chảo cầm nã chi hình, hướng phía trước tìm tòi, liền muốn thi triển tay không đoạt giao sắc kỹ xảo. Cầm nã Emina. Trước mắt bóng đen lóe lên, bỗng nhiên liền mất đi Emina thân ảnh, ngay sau đó, Lạc Lạc yêu kiều cười thanh âm tại Tiêu Phàm sau lưng vang lên, Tiêu Phàm mãnh xoay người, chỉ thấy hàn quang lóa mắt, ngân sắc lợi kiếm thẳng hướng mình trước ngực đâm tới. Còn không có cùng Tiêu Phàm làm ra phản ứng, bóng đen lại lóe lên, Emina lại không thấy bóng dáng. Cái này huyết tộc nữ tử, vậy mà ở giữa không trung liên tục sử xuất di hình hoán ảnh thân pháp. Cái gọi là di hình hoán ảnh kỳ thật cũng là thuấn di thân pháp một loại, chỉ là tương đối mà nói, vẫn còn tương đối cấp thấp. Nhưng ở giữa không trung thi triển đi ra, cũng đã vô cùng ghê gớm. Trong chốc lát chỉ kiến không bên trong bóng đen trùng điệp, Emina đảo mắt liền huyễn hóa ra vô số thân ảnh, đem Tiêu Phàm bao quanh bao vây lại, Lạc Lạc tiếng cười duyên không ngừng, mang theo nói không nên lời mị hoặc chi ý. Ngay từ đầu còn không có gì, liên tục không ngừng tiếng cười duyên hợp lại cùng nhau, lập tức liền uy lực đại tăng. Khiến người trong bất chi bất giác hoa mắt chóng mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ bực bội cảm xúc. Cao thủ tranh chấp, đây chính là đại húy kỵ, mà huống hồ, quanh người bóng đen lít nha lít nhít, tựa như ảo mộng, trong chớp mắt, lại nơi nào được chia ra ai là chân thân ai là hư ảo. Tiêu Phàm bình tức tĩnh khí, trong mắt lục mang lấp lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông. Kỳ thật những này đều là hư ảnh, Emina chân thân, sớm đã vô thanh vô tức bay đến Tiêu Phàm đỉnh đầu, miệng hơi mở. Một cỗ xương máu dày đặc trực phún mà xuống, lại là cùng huyết sắc vòi rồng đồng dạng máu nói chi lực,
chỉ là so vòi rồng đậm đặc phải nhiều, uy lực tự nhiên cũng là không như bình thường. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không ngăn đỡ, càng không nghênh kích, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, như là sao băng, từ giữa không trung gấp rơi mà hạ. Chương 640, chém giết. Ngay tại Emina thi triển di hình hoán ảnh thân pháp, ý đồ vây khốn Tiêu Phàm thời điểm, hai tên người áo đen không biết từ chỗ nào hiện thân mà ra, cực nhanh hướng dừng ở đường cái chính giữa Lamborghini bay đi. Từ khí tức bên trên phán đoán, đây là hai tên tuần tra xứ người. Trước đó vài ngày tại Tiêu Phàm trong tay trốn được tính mệnh Sơ Đát, chính là trong đó một trong. Đừng nhìn Emina miệng thảo luận phải nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ cũng không thế nào đem Tiêu Phàm để ở trong lòng, kỳ thật làm tương đối chuẩn bị đầy đủ. Ngay từ đầu liền không có ảo tưởng có thể nhất cử đánh bại Tiêu Phàm, sau đó nghênh ngang đem Azelena mang đi. Thiết định sách lược chính là Emina tự thân xuất mã, cuốn lấy Tiêu Phàm, cho hai tên thủ hạ lợi dụng sơ hở cướp đi Azelena tranh thủ thời gian. Có thể thấy được Emina là một cái rất hiện thực người. Đã thụ lĩnh nhiệm vụ, liền lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu thứ nhất. Chỉ tiếc, nàng hay là đánh giá thấp Tiêu Phàm đối Azelena quan tâm trình độ. Giống như nàng, Tiêu Phàm mục tiêu thứ nhất là cam đoan Azelena an toàn, có thể hay không diệt sát địch nhân, chỉ là phụ. Emina đơn giản như vậy dương đông kích tây kế sách, nếu là có thể giấu được Tiêu Phàm, kia mới thật gọi kỳ quái. Hai tên tuần tra xứ người chưa đến gần Lamborghini, Tiêu Phàm đã từ trên trời giáng xuống, kia cỗ vào đầu chấn áp mà dưới to lớn cự lực, làm cho hai người lập tức cảm thấy hô hấp không thông suốt. Vù vù hai tên tuần tra xứ người không chút do dự lộ ra phía sau to lớn màu đen cánh thịt, trong nháy mắt liền hoàn thành rơi hút máu biến thân. Thân thể của hai người cường hãn trình độ lập tức tăng lên rất nhiều, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Sơ Đát cắn răng một cái, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng lông xù gương mặt. Hai tay ngay cả dương, hơn 10 mai huyết sắc tiểu khoan liên tiếp hướng giữa không trung Tiêu Phàm kích bắn đi. Một tên khác tuần tra xứ người không ngừng chút nào, ngược lại dưới chân tăng lực, hướng về lẳng lặng đậu ở chỗ đó Lamborghini xe thể thao vào tới. May mà nơi này đang đứng ở một cái góc rẽ, một tòa núi nhỏ che khuất bên này hết thảy, nếu không, chỉ sợ tại trên đường cao tốc phi nhanh cái khác cỗ xe sẽ rất nhanh phát giác nơi này phát sinh hết thảy, sau đó lập tức báo cảnh. Đối mặt với liên tiếp phóng tới hơn 10 mai máu khoan, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh ra. Bị Tiêu Phàm diệt sát cái kia tuần tra xứ người trong đó kỳ, đã từng đối Tiêu Phàm sử dụng qua loại này máu khoan, bị Tiêu Phàm dùng càn khôn đỉnh thu đi rồi, cẩn thận nghiên cứu một phen. Liền phát hiện những này máu khoan kỳ thật cũng không phải là thể rắn, mà là dùng một loại nào đó máu đen ngưng kết mà thành ám khí. Chỉ cần bắn chúng so sánh cứng rắn vật thể, liền sẽ lập tức biến hình, hóa thành huyết vụ, ô nhiễm đối thủ pháp khí bảo vật, hoặc là trực tiếp khiến trong địch nhân độc hôn mê. Không rõ nội tình người, nếu như cùng bọn hắn lần đầu giao thủ, bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng mắc lừa. Tiêu Phàm lấy càn khôn đỉnh thu lấy mấy cái máu khoan đến tiến hành nghiên cứu. Trùng hợp đánh bậy đánh bạ, phá giải môn này ác độc công pháp. Về phần máu khoan có thể ô nhiễm pháp khí bảo vật công năng, đối mặt với càn khôn đỉnh dạng này đỉnh giai bảo vật, song phương đẳng cấp cách biệt quá xa. Tự nhiên là không hề có tác dụng, liền xem như Tiêu Phàm bản nhân, cũng không biết muốn dùng phương pháp thế nào, mới có thể hủy hoại càn khôn đỉnh. Liền trước mắt mà nói, Tiêu Phàm đối càn khôn đỉnh hiểu rõ vẫn còn phi thường nông cạn giai đoạn, biết rất ít. Nghĩ đến càn khôn đỉnh chân chính uy năng, phát huy đến cực hạn thời điểm, tuyệt không chỉ một tí tẹo như thế hiệu dụng. Hiểu rõ những này máu khoan tình huống về sau, Tiêu Phàm tự nhiên biết nên như thế nào đối phó. Nhìn như phổ thông một trường, lại ẩn chứa cực mạnh kinh lực, hô một tiếng, hơn 10 mai máu khoan lập tức bị trường lực bao phủ ở bên trong, bắt đầu xoay tít đảo quanh, mất đi chính xác. Tiêu Phàm một trường này, ẩn hàm thái cực diệu lý, lấy nhu thắng cương. Máu khoan được nhu hòa kinh lực bao vây lấy, không cách nào vỡ ra, hóa thành huyết vụ đả thương địch thủ, rất nhanh liền sẽ động lực hao hết, mặc cho Tiêu Phàm xử trí. Tiêu Phàm lại phất tay một dương, hơn 10 mai máu khoan cải biến phương hướng, hướng một tên khác tuần tra xứ người kích bắn đi, đồng thời một dương tay trái, 6-7 tấm phù lục hóa thành hỏa hồng hỗn độn lưới lớn, quay đầu hướng na tên tuần tra xứ người bao phủ xuống đi. Cái này một như gió bão mưa rào ngay cả điểm công kích, lập tức liền làm phải tên kia tuần tra xứ người luống cuống tay chân, không thể không dừng lại thân hình, trước ứng phó một vòng này công kích lại nói. Hơn 10 mai máu khoan ngược lại không ở chỗ này người lời nói dưới, dù sao loại này máu khoan cũng là hắn thường dùng ám khí, biết ứng đối như thế nào. Bất quá cũng không dám đón đỡ,
chỉ có thể lấy xảo kình đem những này máu khoan mang thiên phương hướng. Ngay sau đó, phù lục hóa thành lưới lớn, liền đem tên này tuần tra sứ người không khách khí chút nào vây ở trong đó. Tên này tuần tra sứ người lập tức oa oa kêu to lên, trên thân phàm là cùng hỗn độn lưới lớn tiếp xúc địa phương, đều toát ra một cỗ khói xanh, ẩn ẩn mang theo khét lẹt khí tức, giống như bị nóng bỏng bàn ủi bị phỏng đồng dạng. Những bùa chú này, chính là Tiêu Phàm bản thân pháp lực biến thành, hạo nhiên chính khí là hết thảy tà ma ngoại đạo công pháp khắc tinh. Cái này tuần tra sứ người mặc dù là thuần chính huyết tộc huyết mạch, tu luyện công pháp đã đi vào tà đạo, lập tức liền bị hạo nhiên chính khí chỗ khắc chế. Mà lại song phương cấp bậc chênh lệch khá xa, hạo nhiên chính khí ỷ mạnh hiếp yếu, cái này một tướng hắn vây kín, lập tức liền bị khắc chế ở, lại có cái khác thủ đoạn thần thông, cũng không thi triển ra được. Bì bồng sơ đát giật nảy cả mình, miệng bên trong phát ra kêu to một tiếng, hữu tâm muốn xông tới giải cứu đồng bạn, trực giác lại nói cho hắn, hay là nhanh lên chạy trốn tương đối đáng tin cậy. Song phương thực lực chênh lệch thực tế quá xa, coi như liều lĩnh vào tới. Mình cũng không có cách nào phá vỡ tấm kia quỷ dị màu đỏ tươi lưới lửa, đem đồng bạn giải cứu ra. Thoảng qua như thế một trần chờ, liền đem Sơ Đát đưa tiến vào quỷ môn quan. Sự thật chứng minh, mặt đối với mình không thể cùng kháng đối thủ thời điểm, tuyệt đối không được trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, co cẳng liền chạy, chính là tốt nhất sách lược. Rất nhiều người chính là bằng vào cái này sách lược, bảo trụ một cái mạng. Sơ Đát lần trước chạy đủ nhanh. Lần này có lẽ là bởi vì Emina liền ở bên người nguyên nhân, do dự lần này. Còn không có cùng Sơ Đát làm ra quyết định, từ trên trời giáng xuống Tiêu Phàm liền đã đến đỉnh đầu của hắn, Sơ Đát chỉ cảm thấy chói mắt hồng quang bỗng nhiên ở trước mắt sáng lên, không trung nhiệt độ giống như là bỗng nhiên đề cao mấy độ, một cỗ cực kỳ nguy hiểm trực giác, mãnh xông lên đầu. Sơ Đát trong lòng vong hồn đại mạo, bỗng nhiên một cái màu đen cánh thịt, liền muốn bỏ trốn mất dạng, cũng đã không kịp. Trước mắt hồng mang lóe lên, một cỗ nóng bỏng vô so hỏa tuyến, từ đầu cắt xuống. Đây là Sơ Đát trên thế gian sau cùng cảm giác, sau đó, liền lâm vào vô biên đen trong bóng tối. Bị hỗn độn hỏa lưới bao vây lấy một tên khác tuần tra sứ người, hoảng sợ nhìn thấy, Sơ Đát bị Tiêu Phàm trong tay một thanh lửa trường đao màu đỏ từ đầu chẻ thành hai mảnh, sau đó liền hóa thành một cỗ khói đen, tiêu tán tại không trung. Không biết chuôi này lửa trường đao màu đỏ, đến cùng là loại nào kinh khủng vũ khí. Sơ Đát ngay cả nửa phân giấy giụa kháng cự chỗ trống đều không có, nháy mắt hôi phi yên diệt. Sơ Đát, giữa không trung, truyền đến Emina vừa sợ vừa giận tiếng thét chói tai, tràn đầy nổi giận cùng không dám tin chi ý. Cứ như vậy chỉ chớp mắt ở giữa, ở trước mặt nàng, nàng hai tên thủ hạ liền một chết một bị thương. Dùng ít địch nhiều, hơn nữa còn muốn bảo vệ Azelena không việc gì, Tiêu Phàm cũng là không chút khách khí, thống hạ sát thủ. Thậm chí không tiếc hao phí pháp lực, vận dụng viêm linh chi nhận. Cũng may Sơ Đát tu vi không cao, Tiêu Phàm không cần toàn lực thôi động viêm linh chi nhận, chỉ cần phóng xuất ra hỏa diễm đao bộ phân uy năng là được, pháp lực hao phí, cũng là không tính quá nhiều. Huống chi bước vào thiên nhân cảnh, ngưng kết ra kim đan về sau, Tiêu Phàm thể nội pháp lực chi dày đặc, cùng trước kia hoàn toàn là cách biệt một trời. Cơ sở lục tương cùng phi thăng ba pha khác nhau, còn là không phải thường minh lộ vẻ. Chỉ là ngay cả cái kia thần bí khó dò Simeon thân vương mặt đều chưa từng thấy đến, liền đã pháp bảo ra hết, Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Emina đại sứ, nhanh cứu ta. Mắt thấy Tiêu Phàm tay cầm đã biến thành ám trường đao màu đỏ, chuyển hướng mình, bị vây ở hỗn độn hỏa trong lưới một tên khác tuần tra sứ người bì bồng, càng là vong hồn đại mạo, không lo được bị hỗn độn hỏa lưới đốt thiêu đốt thống khổ, khàn cả giọng hướng không trung áo đen mỹ nữ cầu cứu. Cái này ngay miệng, Tiêu Phàm muốn giết hắn. Hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Emina một tiếng giận mắng, miệng hơi mở, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài. Theo cỗ này huyết thủy phun ra, Emina sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mấy phân. Hai tay một dương, kia cỗ huyết thủy lập tức huyễn hóa thành một viên thật dài huyết thương. Emina song tay nắm chặt lại, cầm chuôi này thật dài huyết thương, sau lưng hai con màu đen cánh thịt mãnh lực một cái, một cơn lốc gào thét mà lên. Cánh thịt lại bỗng nhiên thu hồi. Đưa nàng thân thể bao khỏa trong đó. Emina cả người như là ra khỏi nòng đạn pháo, hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Cực nhanh vô so, cùng lúc đó, kia cỗ nồng đậm mùi máu tanh, đập vào mặt, thậm chí so Emina tốc độ càng nhanh. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn qua lăng không mà dưới Emina, vững vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm là nghĩ lại lãnh giáo một chút vị này huyết tộc tuần tra đại sứ nhanh đến khiến người lóa mắt thân pháp. Emina khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý, bỗng nhiên tay phải một dương,
kia cán từ nàng tự thân tinh huyết huyễn hóa mà thành huyết thương, rời tay bay ra, bắn thẳng đến Tiêu Phàm. Oanh, huyết thương tại Tiêu Phàm đỉnh đầu chỗ hóa thành vô số huyết vũ, bao phủ xuống. Một chiêu này, cùng Emina lúc trước thúc đẩy huyết sắc vòi rồng khốn địch tác dụng là đồng dạng, chỉ bất quá, cái này huyết thương là nàng tự thân tinh huyết biến thành, công hiệu hoàn toàn không phải huyết sắc vòi rồng có thể so, mà lại tốc độ cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu Phàm bất ngờ không đề phòng, tuyệt đối không kịp tế ra kia trừ đỉnh nhỏ màu đỏ đến thu lấy những này tinh huyết. Chỉ cần Tiêu Phàm bị một giọt máu mưa nhiễm đến, rất nhanh liền sẽ bị huyết độc lan tràn toàn thân, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hiển nhiên huyết vũ liền muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn bao phủ nó dưới, Emina cười ha hả. Nàng đã quyết định, cùng bắt lấy cái này người Đông Phương, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Nhìn xem vị này Azelena công chúa điện hạ đông sàng con rể, đến cùng có thứ gì không giống bình thường chỗ. Thậm chí ngay cả tâm cao khí ngạo Miranda Vương Phi, đều cam tâm tình nguyện đem độc thân ái nữ hai tay phụng đưa cho hắn. Emina không ngại hảo hảo nhấm nháp một chút, vị này phò mã độ úy hương vị. Mà lại, đang hút khô máu tươi của hắn trước đó, Emina còn quyết định muốn thử trước một chút Tiêu Phàm phương diện khác bản sự. Cái này gọi toàn bộ là nhân tài. Chương 641, tiềm năng. Emina, cẩn thận, sau một khắc, bị vây ở hỗn độn hỏa trong lưới bỉ bồng, không lo được trên người mình kịch liệt đau nhức, lớn tiếng kêu lên. Emina tươi cười đắc ý, im bặt mà dừng. Hơn 10 đạo đen bên trong trong suốt tia chớp, quỷ dị tại nàng bốn phía nổi lên. Băng phách phi đao, Emina cơ hồ lập tức liền phát giác được không đúng, những này phi đao khẳng định là có thể huyễn hóa ra băng tuyết chi lực, đem trong đó kỳ vây khốn. Cuối cùng bị mất mạng cái chủng loại kia lợi hại ám khí. Cùng Tiêu Phàm thứ vừa đối mặt thời điểm, tựa hồ nhìn thấy cánh tay hắn khẽ động, tựa như là thả ra một vài thứ, thật lâu chưa gặp dị thường, Emina cũng không có lại để ở trong lòng. Không nghĩ tới Tiêu Phàm lúc ấy chính là đem những này phi đao thả ra, mai phục lâu như vậy, mới rốt cục lần nữa kêu gọi ra. Loại này có thể một mực ở trong hư không ẩn tàng, thời khắc mấu chốt mới đột nhiên hiện thân pháp bảo, Emina mặc dù không phải chưa nghe nói qua, nhưng rất ít có qua cùng loại giao thủ kinh nghiệm. Đợi nàng phát giác không ổn, đã rơi vào băng phách phi đao trong vòng vây. Không cùng Emina lại có động tác gì, hơn 10 mai phi đao bỗng nhiên hướng ở giữa kích xạ mà đến, Emina chỉ cảm thấy một cỗ có thể đông lạnh triệt thiên địa kỳ hàn chi lực, bỗng nhiên tuôn ra, còn không có được đến có thi triển thủ đoạn, toàn thân huyết mạch lập tức liền bị đông cứng, ngay sau đó, cả người đều bị đông cứng thành một cái cự đại băng u cục, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Bị vây ở lửa trong lưới bỉ bồng, gắt gao tiếp cận không trung băng u cục, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngay sau đó, hắn lại âm thanh kêu to lên. Lần này, lại không phải vì Emina, mà là vì mình. Hạo nhiên chính khí đã xâm nhập vào hắn trong xương tủy, toàn thân trên dưới. Vô một chỗ không đau, đầy trời mưa máu, cũng tại lúc này nhao nhao rơi xuống. Nhưng là, không có nhân chủ cầm mưa máu, pháp lực giảm đi. Một chút tử biến thành không có chút nào linh tính tử vật. Máu hết mưa, Tiêu Phàm toàn thân bạch sắc quang mang lập lòe tỏa sáng, uy lực lớn hàng mưa máu, bị hắn hộ thể linh quang tất cả đều ngăn tại bên ngoài, trên thân không có nhiễm đến một tia nửa điểm. Tiêu Phàm tay phải khẽ động, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, lần nữa hiển hiện ra. Phía sau một đôi ngân sắc cự xí hư ảnh lóe lên, cả người nhất thời phi độn mà lên, hướng về giữa không trung bị đông tại huyền băng bên trong Emina bay đi. Emina gắt gao tiếp cận hắn, trong mắt tràn ngập oán độc quang mang, nhưng bị huyền băng cóng đến rắn rắn chắc chắc, coi như trong lòng lại đau hận Tiêu Phàm, giờ phút này cũng như dê đợi làm thịt, toàn không có lực phản kháng. Tiêu Phàm hờ hững nhìn Emina một chút, nhẹ nhàng lay động đầu, hai tay nắm ở viêm linh chi nhận chuôi đao, đem dài hơn 1 mét ám trường đao màu đỏ, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Pháp lực cuồn cuộn rót vào, thân đao nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, đồng thời nhan sắc càng ngày càng tiên diễm. Băng phong bên trong Emina, trong mắt to lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Vị này kiệt ngạo bất tuần huyết tộc tuần tra đại sứ. Rõ ràng tại Tiêu Phàm trong mắt nhìn thấy không che giấu chút nào sát cơ. Cái này ngay miệng, Tiêu Phàm không có ý định cùng với nàng nói cái gì nhân tha thứ chi đạo. Miranda Vương Phi còn tại Mặc Tư Bảo gia tộc trong khống chế, Tiêu Phàm lẻ loi một mình. Đã muốn bảo vệ Azelena, lại phải nghĩ biện pháp cứu ra Vương Phi. Đối mặt thế cục thực tế không thể lạc quan. Emina là Mặc Tư Bảo gia tộc trọng yếu chiến lực, thừa dịp dưới mắt đã chế trụ nàng. Đưa nàng một đao diệt sát, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ như vậy, khẳng định sẽ để cho Mặc Tư Bảo phương diện sức chiến đấu, nhận rất lớn suy yếu.
Oanh giơ lên đỉnh đầu Viêm Linh chi nhận, lưỡi đao phía trên giấy lên hừng hực liệt diễm. Không có đặt chân thiên nhân cảnh thời điểm, Tiêu Phàm muốn đem Viêm Linh chi nhận uy lực thúc xử đến trình độ như vậy, không sai biệt lắm muốn quán chú toàn thân pháp lực, trong thời gian ngắn rất khó dùng lần thứ hai. Bởi vậy lúc kia, Viêm Linh chi nhận tại Tiêu Phàm trong tay, là làm trung cực sát khí đến sử dụng, đối với địch nhân phải nhất kích tất sát. Nếu không, pháp lực tiêu hao quá lớn Tiêu Phàm mình liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Dưới mắt, Tiêu Phàm pháp lực đại tăng, trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng 2-3 lần Viêm Linh chi nhận, miễn cưỡng cũng có thể làm được đến. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được, Viêm Linh chi nhận uy lực chân chính, xa xa chưa từng phát huy ra. Chuôi này đao dưới mắt nhiều nhất cũng chính là bị pháp lực quán trú rất ít một tiểu bộ phân, còn có cực lớn tiềm lực chờ lấy hắn đi mở mang. Tiêu Phàm tin tưởng, chờ hắn đem thiên nhân cảnh tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, khẳng định còn có thể tiến một bước kích phát Viêm Linh chi nhận tiềm lực. Nếu như có thể đột phá tầng thứ nhất bình cảnh, bước vào tầng cảnh giới thứ hai, hiệu quả nhất định sẽ còn nâng cao một bước. Bất quá liền trước mắt uy lực như vậy, chém giết bị vây ở huyền băng bên trong không cách nào động đậy Emina, hẳn là đầy đủ. Tiêu Phàm trong mắt, bỗng nhiên bắn ra một cỗ mãnh liệt ngang ngược chi khí. Viêm Linh Trảm, Tiêu Phàm quát to một tiếng, một đạo thật dài hỏa tuyến, hướng về cách đó không xa băng u cục chém thẳng tới, đem hư không nhuộm thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Bị vây ở huyền băng bên trong Emina, nguyên vốn mặt hơi tái sắc, bị nóng rực đao mang chiếu dọi đến đỏ bừng, trong mắt vẻ sợ hãi nháy mắt chuyển hóa thành dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Trong nháy mắt, Emina chặt chẽ bao vây lấy mình cặp kia màu đen cánh thịt bỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc, phảng phất lập tức bị máu tươi tràn ngập trong đó, cùng Viêm Linh chi nhận phát ra đao mang đồng dạng, lóa mắt sinh huy. Xùy Viêm Linh chi nhận phát ra đao mang cùng phong ấn Emina huyền băng đan vào một chỗ. Một cỗ khói xanh bay lên, huyền băng lên tiếng trả lời mà ra. Ngay tại đao mang sắp bổ tới Emina đỉnh đầu thời điểm, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô so huyền băng đột nhiên bị một cỗ cự lực sụp ra, Emina đỏ tươi hai cánh dùng sức một cái, thân thể cực nhanh vô cùng hướng về sau vào tới. Bá nóng bỏng đao mang một bổ xuống, Emina một tiếng thê lương thét lên, cánh trái bên trên máu tươi phun ra ngoài, một đoạn nhỏ cánh thịt bị liệt diễm một quyển, lập tức hóa thành khói xanh, theo gió phiêu tán. Loại biến cố này cũng là vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng dạng, thật dài Viêm Linh chi nhận lần nữa giơ lên, bộc phát ra lóa mắt chói mắt hỏa hồng quang trạch. Emina quát to một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đối diện hóa thành một chùm huyết vũ, hướng về Tiêu Phàm phun bắn đi. Tiêu Phàm trong tay Viêm Linh chi nhận một dương, huyễn hóa ra một mặt hỏa thuẫn, tất cả huyết vũ lập tức tại liệt diễm bên trong hóa thành khói xanh. Emina cũng không có trông cậy vào cái này một ngụm máu tươi thật có thể thương tổn được Tiêu Phàm, nàng chỗ tranh, chính là một chút thời gian. Huyết vũ đem Tiêu Phàm hơi ngăn cản một chút, Emina đôi kia tàn khuyết không đầy đủ cánh thịt, mãnh lực một cái, cuốn lên một cơn gió lớn, Emina cả người hóa thành một đạo hắc mang, hướng nơi xa bay đi. Viêm Linh chi nhận quang mang dần dần ảm đạm, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, hỏa diễm đao biến mất không thấy gì nữa. Nâng tay khẽ vẫy, hơn 10 mai đen bên trong trong suốt băng phách phi đao bay nhanh mà quay về, bị Tiêu Phàm thu nhập càn khôn đỉnh tu di không gian bên trong. Mắt nhìn lấy đi xa kia một đạo hắc mang, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lay động đầu, chậm rãi hạ xuống thân hình. Emina mặc dù đã thụ thương, tốc độ bay vẫn như cũ xa tại bình thường tuần tra xứ người phía trên, Tiêu Phàm ghi nhớ lấy Azelena an nguy, không có ý định đuổi theo. Tại vừa rồi loại kia gần như tuyệt cảnh dưới tình hình, Emina vẫn như cũ có thể thoát thân mà đi, cũng quả thật làm cho người có chút không tưởng được. Từ Emina màu đen cánh thịt bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi đến xem, Tiêu Phàm kết luận, vị này huyết tộc tuần tra đại sứ tất nhiên là sử dụng một loại nào đó kích phát tiềm lực bí thuật, mới có thể trong nháy mắt thực lực đại trướng, đồng thời mượn nhờ Viêm Linh chi nhận phá vỡ huyền băng nháy mắt, trong ngoài hợp lực, nhất cử thoát khốn. Bình thường đến nói, bất kỳ cái gì một loại có thể trong nháy mắt kích phát tiềm lực bí thuật, đều không ngoại lệ sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại. Emina sử dụng bí thuật kích phát tự thân tiềm lực trước đây, bị Viêm Linh chi nhận bổ trúng cánh ở phía sau, thụ thương không thể bảo là không nặng. Tiêu Phàm tin tưởng, dù coi như vị này tuần tra đại sứ có thể vì lại lớn, lần này cũng đủ nàng chịu, trong thời gian ngắn, hẳn là rất khó khôi phục đỉnh phong chiến lực. Trở lại Lamborghini bên cạnh xe, Tiêu Phàm tay phải bắn ra, một đạo pháp quyết đánh ra, nguyên bản gắt gao vây khốn tuần tra xứ người bị bồng hỗn độn hỏa lưới, bỗng nhiên dập tắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này từ phù lục lâm thời tạo thành lưới lửa, tại phù lục uy năng hao hết về sau, tự nhiên cũng sẽ tiêu tán.
phanh bì bồng té ngã trên đất, toàn thân bị lưới lửa ăn mòn vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, sớm đã thoi thóp, ngay cả đứng lên cũng không nổi, mắt nhìn lấy chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, bì bồng trong mắt lộ ra khó mà ức chế ý sợ hãi, toàn thân đều run rẩy lên. Tiêu tiên sinh, tha mạng, bì bồng há to miệng, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm không rên một tiếng, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào bì bồng thể nội, lập tức đem pháp lực của hắn đều giam cầm lại, lại móc ra một tấm bùa chú, đánh vào bì bồng trên thân, ngay lập tức đem kia cỗ khét lẹt mùi áp chế xuống. Bì bồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tựa như một cái bánh chưng, lại cũng khó có thể động đậy mảy may, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, không biết Tiêu Phàm sẽ xử trí như thế nào chính mình. Tiêu Phàm vừa rồi không chút do dự diệt sát Sơ Đát, lại không chút do dự vung đao chém giết Emina, tại bì bồng trong mắt, cái mới nhìn qua này nho nhã ung dung đông phương nam tử, đã sớm thành hung ác tàn bạo đại danh từ. Nếu như Tiêu Phàm muốn tiêu diệt mình, bì bồng mảy may cũng không nghi ngờ. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý hắn, đi qua, đánh lái Lamborghini đuôi dương, nhấc tay một đài, bì bồng liền đằng không mà lên, ngã tiến vào đuôi dương bên trong, phanh một tiếng, Tiêu Phàm đắp lên đuôi dương. Hướng về cách đó không xa một đài màu trắng vận động hình xe con mỉm cười. Kia là vừa vặn bắn tới xe con, xuyên lục địa đường cao tốc cái cửa ra này, thông hướng một cái rất nhỏ tiểu trấn, ngày bình thường không có cái gì cỗ xe đi qua nơi này, Tiêu Phàm bọn hắn đánh cho long trời lở đất, cái này hứa thời gian dài, mới có như thế một đài xe con trải qua nơi đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá lái xe tên tiểu tử kia cùng ngồi ở ghế cạnh tài xế vị kia bạn gái. Ngược lại là toàn bộ hành trình mắt thấy Tiêu Phàm cuối cùng lực bổ Emina cùng giam cầm bì bồng quá trình, sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm, miệng há lớn, cho tới nay chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến Tiêu Phàm cười đến gần, trẻ tuổi tiểu hòa tử mới luống cuống tay chân muốn nổ máy xe, lại nơi nào còn kịp. Tiêu Phàm nâng vung tay lên, tiểu hòa tử cùng hắn bạn gái liền hôn mê bất tỉnh, thẳng đến phía trước Lamborghini đi một hồi lâu, hai người mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mơ hồ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đã sớm bị Tiêu Phàm từ trong trí nhớ của bọn hắn lau đi, rốt cuộc không nhớ nổi. Loại này có thể biến mất người ngắn ngủi ký ức pháp môn, Tiêu Phàm trước kia cũng biết, chỉ bất quá khi đó hắn chưa từng tu luyện thiên nhân tướng, thi triển loại này tiểu pháp thuật, cần hao phí đại lượng tâm thần, thời gian cũng kéo rất dài. Bước vào thiên nhân cảnh về sau, thi triển loại này tiểu pháp thuật liền trở nên tương đối đơn giản. Chương 642, Huyết tộc Thánh địa. Trăng lên giữa trời, Emina hóa thân rơi hút máu, rốt cục từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mặc Tư Bảo biệt thự hậu viện. Emina không có từ tiền viện đi, như vậy, nàng nhất định phải xuyên qua đại sảnh mới có thể đi thấy Simeon thân vương. Trong đại sảnh, mỗi đêm đều sẽ có không ít tộc nhân ở nơi đó tụ hội. Emina dưới mắt cái này dáng vẻ chật vật, nếu như bị những tên khốn kiếp kia nhìn thấy, không biết bọn hắn sẽ ở trong lòng cười thành cái dạng gì chút đấy. Đương nhiên. Mặt ngoài bọn hắn khẳng định là không dám thở mạnh một cái, ai dám ngay mặt chế giễu Emina đại sứ, kia là xác định vững chắc sống được không kiên nhẫn. Giống như trước mắt hai cái này thủ vệ, chính là bộ này bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên dáng vẻ. Mặc dù bọn hắn ở trong lòng kỳ quái đến muốn mạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Emina đại sứ thế mà lại bị thương thành dạng này. Chẳng lẽ thân vương đã xé bỏ ngưng chiến hiệp định? Lần nữa cùng Duy Đàn Bảo bên kia khai chiến rồi sao? Nhưng là cũng không đối a, nếu thật là toàn diện khai chiến, tại sao không có động viên? Emina hiện tại, xác thực chật vật không chịu nổi, thụ thương cánh thu không nổi đến, kia thiếu gần nửa đoạn cánh thịt, người đạo trưởng kia dài vết thương, đều chứng minh Emina đại sứ vừa mới đụng phải sỉ nhục thất bại, kém chút liền chạy không trở lại. Emina thân kinh bách chiến, cùng loại cánh thịt thụ thương tình huống, trải qua không ít lần, dĩ vãng vô luận cánh thụ thương đa trọng đều có thể thu được. Duy chỉ có lần này, là một ngoại lệ, Tiêu Phàm chuôi này hỏa diễm đao bên trên, bám vào tinh viêm chi lực thực tế quá mức bá đạo, trực tiếp xâm nhập vào trong kinh mạch của nàng, kém chút đưa nàng bản nguyên chi hỏa đều điểm. Nếu thật là như thế, tung hoành ngàn năm Emina đại sứ. Sợ sẽ muốn tại kia không biết tên ngoài trấn nhỏ vẫn lạc rơi. Cái này người Đông Phương, ở nơi nào tìm tới lợi hại như vậy binh khí? Quả thực là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, đối những thủ vệ kia bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống quái bộ dáng, Emina dưới mắt ép căn bản không hề tâm tư đi so đo. Nàng tất phải lập tức đem mình thất bại tình huống hướng thân vương điện hạ báo cáo. Còn có Tiêu Phàm cường hãn đến biến thái sức chiến đấu. Liên tiếp qua ba đạo thủ vệ xâm nghiêm chạm gác,
Emina đi tới một cái bịt kín trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh bố cục cực kỳ cổ quái, đồ nhiên bốn vách tường, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng không có một cái cửa sổ, chỉ có trước sau hai đạo ra vào cửa, mà lại là hai đạo đều là hết sức trầm trọng cửa sắt. Nhất định phải nghiệm chứng vân tay không sai, máy tính mới sẽ mở cửa sắt ra, để người ra vào. Đây là một cái thâm tàng trong lòng đất đại sảnh, nếu như có thể cầm tới cả tòa đại lâu kiến trúc bản vẽ, liền có thể nhìn thấy, tại kiến trúc trên bản vẽ, đại sảnh chiếm diện tích kỳ thật rất không tiểu. Nhưng tiến vào đại sảnh về sau, lập tức liền sẽ phát hiện, đại sảnh nội bộ không gian, cùng bên ngoài chiếm diện tích quy mô hoàn toàn kém xa. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là đại sảnh vách tường đủ dày. Dày đến khiến người hoàn toàn không tưởng được tình trạng, một cái dạng này đại sảnh, kiến tạo dày như vậy thật vách tường, cũng chỉ có một cái lý do nơi này cất giấu cực kỳ quý giá đồ vật. Nhưng là, trong đại sảnh cái gì cũng không có, nếu như nhất định phải nói ngoại lệ lời nói. Chính là chính giữa đại sảnh, có một cái cổ quái hình lục giác đồ án. Nhìn qua, tương đương phức tạp, mà lại đồ án phi thường cổ phác, một loại nặng nề cảm giác tang thương, đập vào mặt. Rất có năm tháng, lần thứ nhất tiến vào tòa này đại sảnh người, tuyệt đối khó mà hiểu rõ, đây rốt cuộc là cái thứ gì. Emina sải bước đi tới, đứng tại hình lục giác đồ án chính giữa. Rất nhanh, hình lục giác đồ án liền thả ra ánh sáng dịu dịu. Dần dần đem Emina thân thể bao khỏa trong đó, càng ngày càng là mơ hồ. Rất nhanh, ánh sáng dịu dịu chìm xuống, hình lục giác đồ án lại khôi phục lại lấy lúc trước cái loại này cổ phác vô hoa điệu thấp bộ dáng, đứng ở trong đó Emina, lại hư không tiêu thất không gặp. Sau một khắc, trong lòng đất không biết bao sâu địa phương, có một cái đồng dạng đại sảnh, trong đại sảnh đồng dạng hình lục giác đồ án, dần hiện ra nhu hòa quang trạch, Emina thân thể tại hình lục giác đồ án chính giữa hiện ra. Cái này vậy mà là một cái siêu tự nhiên truyền tống trận, có điểm giống khoa huyễn cố sự bên trong nói nguyên tử truyền tống, sắp cần truyền tống người hoặc là vật phẩm, trước phân giải làm nguyên tử, lấy tốc độ ánh sáng trải qua khoảng cách dài truyền tống về sau, lại tại mục đích một lần nữa tổ hợp phục hồi như cũ. Kỳ thật, cái gọi là nguyên tử truyền tống kỳ thật tương đương phiền phức, xa còn lâu mới có được vặn vẹo không gian truyền tống như vậy thuận tiện mau lẹ, đồng thời độ tin cậy còn muốn cao hơn nhiều. Không gian một khi bị bóp méo, hai điểm ở giữa, liền rốt cuộc không phải thẳng tắp ngắn nhất. Nếu như bị những cái kia chuyển A xử lý không gian nghiên cứu nhà khoa học nhìn đến trước mắt loại tình hình này, chỉ sợ lập tức liền sẽ trợn mắt hốc mồm, đuổi đều đuổi không đi. Đối đây hết thảy, Emina sớm đã thành thói quen. Có chút lung lay đầu, tiêu trừ sạch sử dụng truyền tống trận mang tới cảm giác khó chịu, liền là nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra một cái cửa đá, đi ra ngoài. Sâu trong lòng đất tòa này an trí truyền tống trận đại sảnh. Xa xa so trên mặt đất tòa kia đại sảnh còn rộng rãi hơn được nhiều, cũng muốn thêm ra một vài thứ. Truyền tống trận 6 cái sừng chỗ đối ứng phương hướng, mấy bước bên ngoài, đứng sừng sững lấy 6 cái thô to cây cột, những cây cột này cao tới 2 trượng, từ nhan sắc đến xem, hẳn là thanh đồng tính chất. Mỗi cái thanh đồng cây cột đỉnh, đều điêu khắc một con sinh động như thật rơi hút máu, chừng chân nhân chiều cao, hai cánh xòe ra, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra cực kỳ hung hãn quỷ dị. Mỗi một cái rơi hút máu đều chính đối truyền tống trận. Nhìn qua, đây cũng là một loại nào đó phòng hộ trận pháp, chuyên môn ứng đối truyền tống trận dị biến tình huống. Emina đẩy ra cửa đá, lập tức huyết quang chói mắt. Tại cái này không biết bao sâu sâu trong lòng đất, lại có một cái không nhỏ hồ nước. Cùng phổ thông hồ nước khác biệt chính là, cái này lòng đất hồ nước chi bên trong chảy xuôi, không phải nước, mà là máu. Máu tươi, một cái hoàn toàn do máu tươi tràn ngập hồ nước. Hoặc là nói, một mảnh huyết hải. Đây là một cái cự hình động đá vôi, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Động đá vôi lòng đất, thì là mênh mông vô bờ huyết hải. Trong động đá vôi không có gió, cho nên huyết hải mặt ngoài cũng không có gợn sóng chập trùng, chỉ ở huyết hải trên mặt toát ra từng cái bọt khí, phát ra ủng ục thanh âm. Tựa hồ tại huyết hải dưới đáy, có một cái cự đại hỏa lò, đang không ngừng cho huyết hải tăng nhiệt độ. Kỳ quái là, dạng này một cái hoàn toàn do máu tươi rót đầy hồ nước. Vậy mà không có chút nào mùi máu tươi phát ra, toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi đều không có cái gì mùi vị khác thường. Hoặc là, hồ này bên trong nổi lên, cũng không phải là sền sệt máu tươi, mà là một loại cùng loại máu tươi màu đỏ nước ngầm. Nhưng là kia nhan sắc, kia sền sệt hình dạng, thực tế rất giống máu tươi. Truyền tống đại sảnh ngay tại huyết hải bên cạnh một cái trên đài cao. Emina mới vừa đi ra đại sảnh, đứng tại trên đài cao. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm liền vang lên, dưới đất động đá vôi trên không ù ù lăn lộn. Thân vương điện hạ,
Emina vội vàng rủ xuống cao ngạo đầu lâu, kính cẩn trả lời một tiếng. Nhìn qua, ngay cả ngươi cũng thất bại rồi. Theo lần này đối đáp, một đạo bóng người màu đen. Dần dần từ động đá vôi chính giữa mái vòm bên trên hạ xuống tới, lơ lửng tại huyết hải ngay phía trên, cách mặt biển ước chừng cao hơn 10 trượng thấp, huyết hải bọt khí bên trong không ngừng xuất hiện từng tia nhiệt khí, phảng phất vạn lưu về như biển, hướng về không trung người áo đen lướt tới, từng tia từng sợi chui vào đến áo đen trong cơ thể con người. Tình hình kia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết người áo đen này tại hấp thu huyết hải tinh hoa. Tên này người áo đen, chính là từng tại biệt thự hiện thân qua Simeon thân vương. Chỉ bất quá giờ này khắc này, sắc mặt của hắn nhìn qua 10 điểm hồng nhuận, không có chút nào tái nhợt chi ý. Đúng vậy, thân vương điện hạ, ta rất hổ thẹn, Emina cao ngạo đầu lâu rủ xuống phải thấp hơn, kinh sợ, phô phục lúc trước kia cao ngạo bộ dáng. Sơ đát cùng bì bồng đâu? Simeon thân vương ánh mắt, rơi vào Emina thiếu một đoạn khét lẹt cánh thịt phía trên, song nghi có chút nhào. Emina dưới mắt bộ dáng này, đủ chật vật, qua nhiều năm như vậy. Simeon thân vương còn chưa hề thấy Emina bị thua thiệt lớn như vậy. Emina vội vàng nói, khởi bẩm thân vương điện hạ, sơ đát bị cái kia người đông phương tại chỗ chém giết, bị bồng bị hắn bắt đi. Simeon thân vương chân mày nhíu chặt hơn, ẩn ẩn có không vui chi ý. Simeon thân vương không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng lần này, Emina không khỏi bị bại quá thảm chút. Không những mình thân chịu trọng thương, còn tổn thất hai tên tuần tra sứ người. Thậm chí bị bồng còn bị người bắt sống đi. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thân vương điện hạ, đều là lỗi của ta đánh giá thấp cái kia người đông phương năng lực. Hắn quá cường hãn, Emina cũng không từ chối trách nhiệm, cung kính thanh âm. Thật sao, nói như vậy, ta đối cái kia Tiêu Phàm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Emina chần chờ một lát, hay là cắn răng nói, thân vương điện hạ, ta cho rằng, chúng ta cần thiết một lần nữa ước định trước mắt gặp phải thế cục. Tiêu Phàm chẳng những pháp lực thâm hậu, mà lại người sở hữu mấy kiện 10 điểm pháp bảo lợi hại. Nhất là hắn chuôi đao kia, ẩn chứa mãnh liệt hỏa chi lực, hẳn là thời kỳ thượng cổ còn sót lại thần binh lợi khí. Nói, Emina đem chiến đấu trải qua chọn muốn hướng Simeon thân vương tiến đi báo cáo, cường điệu vạch ra viêm linh chi nhận chỗ đáng sợ. Tại Emina nghĩ đến, Càn Khôn đỉnh mặc dù có thể hấp thu nàng thả ra huyết phụ, nhưng không có cái gì năng lực công kích, tương đối mà nói. Hay là viêm linh chi nhận càng đáng sợ một chút. Emina có thể cảm nhận được rõ ràng, viêm linh chi nhận mang theo bạo ngược khí tức, tuyệt đối là có thể đưa nàng triệt để diệt sát hung khí. Đối mặt Tiêu Phàm cùng hắn viêm linh chi nhận, qua nhiều năm như vậy, Emina lần thứ nhất cảm thấy vẫn lạc nguy hiểm. Có loại sự tình này, thời kỳ thượng cổ còn sót lại thần binh lợi khí, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại binh khí này, cho dù có sót lại đến, cũng hẳn là không người có thể sử dụng mới đúng. Simeon thân vương lẳng lặng nghe nàng nói xong, song nghi có chút dương lên, tự lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên thân thể khẽ động, từ huyết hải bên trong lòng không phiêu nhiên mà xuống, đi tới Emina bên người, đưa tay liền hướng Emina không trọn vẹn cánh thịt tìm kiếm. Emina vội vàng hướng thân vương bên kia nghiêng thân thể, lấy thuận tiện thân vương điện hạ điều tra nàng thương thế bên trong cơ thể. Quả nhiên là thập phần cường đại hỏa linh lực. Chốc lát, Simeon thân vương chậm rãi thu về bàn tay. Chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, xem ra phân tích của ngươi không sai, cái này cố cường đại hỏa linh lực, có cực lớn có thể là đến từ thời kỳ thượng cổ. Cái này gọi Tiêu Phàm người đông phương, thật đúng là ngoài dự liệu a. Thân vương điện hạ, kia kế hoạch của chúng ta. Emina một lời chưa tất, Simeon thân vương liền đưa tay đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, nguyên kế hoạch tuyệt đối không thể thay đổi, 3 ngày sau đó, huyết tế nhất định phải đúng hạn cử hành. Chúng ta vì chuyện này chuẩn bị rất nhiều năm. Thành bại ở đây dơ lên, tuyệt đối không thể bởi vì cái này người đông phương ngoài ý muốn cắm vào tiến đến, liền cải biến chúng ta kế hoạch đã định. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phân khoan nhượng. Emina bận bịu tức nói, thế nhưng là, thân vương điện hạ, vạn nhất tại cử hành huyết tế thời điểm, Tiêu Phàm lại chạy tới quấy rối. Vậy làm sao bây giờ? Có như thế một cái kẻ địch cường hãn liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bất kỳ cái gì kế hoạch đều muốn vô cùng cẩn thận mới được. Tùy thời đều có bị phá hư khả năng. Simeon thân vương cười lạnh một tiếng, nói ta còn sợ hắn không dám tới đâu. Lần này huyết tế, hiến tế sinh linh, càng cường đại càng tốt, huyết thống càng thuần khiết càng tốt. Mira đạt có thể nhìn chúng người, tuyệt sẽ không là huyết thống hỗn tạp không thuần ra hỏa. Emina giật nảy cả mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn qua Simeon thân vương. Ăn một chút nói, thân vương điện hạ, ý của ngài là nói, Tiêu Phàm cũng là huyết tế đối tượng.
Thế nào, không được sao? Simeon thân vương hỏi ngược lại. Emina không khỏi nở nụ cười khổ. Có thể là có thể, nhưng cũng phải có cái năng lực kia làm được mới được. Simeon thân vương hiển nhiên cũng nhìn ra Emina ở sâu trong nội tâm vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, Emina, người có phải hay không sợ hãi? Không có, tuyệt đối không có sợ hãi, thân vương điện hạ, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Hừ hừ, hắn không có loại cơ hội này. Mấy ngày nay, ta nhất định phải tỏa trấn ở đây, không thể ra ngoài, không có cách nào tự mình đi đối phó hắn. Nhưng cái kia cũng không có gì. Thời khắc mấu chốt, có thể đem hắn dẫn tới nơi này, ta tự mình đối phó hắn. Emina nuốt ngụm nước miếng, đồng thời đem tuôn ra lời đến khóe miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Simeon thân vương lại tựa hồ như đối nàng ý nghĩ trong lòng rõ như lòng bàn tay. Sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Emina, người có phải hay không cảm thấy, liền xem như ta tự thân xuất mã, cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Emina lập tức hết sức khó xử nói, thân vương điện hạ, ta không phải ý tứ kia, ta là cảm thấy, vì không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch áp dụng, vẫn là phải thận nặng một chút, không thể quá mạo hiểm. Hắc hắc, coi như hắn thật sự có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, kia cũng đừng gấp. Chỉ cần tại thích hợp thời điểm, đem hắn dẫn tới nơi này, ta tự nhiên có biện pháp thu thập hắn. Đương nhiên, dẫn hắn đến thời điểm, các ngươi phải tận lực tiêu hao nhiều hơn thực lực của hắn. Ở đây, ta cũng không tin còn có ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Simeon thân vương nói, mở ra năm ngón tay thon dài tay phải, lại nắm thật chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay lạc lạc rung động. Hiển nhiên Simeon thân vương quyết tâm đã định, Emina cũng không dám lại nhiều nói. Huống hồ, Emina mình cũng cảm thấy, thật nếu là có thể đem Tiêu Phàm dẫn dụ tới nơi này, tại cái này huyết hải chi địa, xác thực không người có thể chiến thắng Simeon thân vương. Tại trong biển máu, Simeon thân vương chính là bất tử thân. Coi như Tiêu Phàm lại cường hãn, hắn cũng không thể nghịch thiên. Emina, Mikhail tình huống thế nào rồi? Simeon thân vương lập tức chuyển di chủ đề, hỏi. Emina vội vàng đáp, thân vương điện hạ, Mikhail không có có dị động. Dựa theo trưởng lão hội quy định, hắn khả năng không lớn có can đảm công khai tham dự vào chúng ta Simeon gia tộc nội bộ sự vụ bên trong tới. Hừ, không nên quá tin tưởng những lão gia hỏa kia uy nghiêm, nhất là không muốn bị Mikhail bên ngoài đồng hồ cho lừa gạt. Người này, là cái dã tâm bừng bừng gia hỏa, tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thủ quy củ. Nếu có thể, hắn sẽ không chút do dự lấy thay chúng ta. Emina há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Dù coi như tại trong huyết tộc, Mikhail bá tước cũng một mực là lấy phong độ thân sĩ nghe tiếng. Vị này bị các trưởng lão nhất trí trao tặng đại quyền bá tước tiên sinh, tại Emina trong suy nghĩ có tương đối tốt đẹp ấn tượng. Lại không biết tại thân vương trong mắt, hắn vậy mà là như vậy một nhân vật nguy hiểm. Mật thiết giám thị hắn, không muốn phớt lờ. Vâng, thân vương điện hạ. Emina khom người đáp, tốt, người bây giờ hảo hảo trị liệu một chút thương thế. Cái dạng này không thể được, hiện tại, chúng ta mỗi người đều cần bảo trì thịnh vượng nhất sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu. Simeon thân vương rốt cục bắt đầu quan tâm Emina thương thế. Vâng, đa tạ thân vương điện hạ. Emina vội vàng đáp ứng một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động, phi thân lên, đi tới huyết hải trên không, từng tia từng sợi huyết khí, lập tức hướng nàng bay tới, nhao nhao chui vào đến nàng thụ thương cánh thịt bên trong. Chỉ bất quá sau một lát, khét lẹt một mảnh miệng vết thương, liền ẩn ẩn lộ ra một tia huyết quang, tựa hồ có huyết dịch tại một lần nữa lưu động, bắt đầu nảy mầm bước phát triển mới sinh cơ. Cái này dưới đất huyết hải, quả nhiên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ máu đạo tinh hoa, đối mỗi một cái huyết tộc người, đều là đại bổ thánh địa. Chương 643, che đậy pháp trận. Cách Mặc Tư Bảo không xa tiểu trấn, Tiêu Phàm trở lại ô tô quán trọ gian phòng, thần sắc rất là nghiêm trọng. Azelena có chút bất an đứng dậy, thấp giọng hỏi, thế nào? Cái kia bì bồng, đều nói thứ gì? Nàng biết, vừa rồi Tiêu Phàm là đi thẩm vấn cái kia tuần tra sứ người đi. Ở trong núi thần miếu phụ cận tiểu trấn trên không kia một trận chiến đấu, Azelena vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, mà vừa mới tại tiểu trấn không xa trận đại chiến kia, Azelena tại trong ô tô thấy thanh thanh sở sở. Cuối cùng đối Mikhail nói tới tuần tra sứ người, tuần tra đại sứ, có nhất trực quan nhận biết. Nguyên lai văn nghệ tác phẩm bên trong miêu tả có quan hệ hấp huyết quỷ hết thảy, có rất nhiều đều là thật, cũng không phải là xuất từ hư cấu. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, nàng đối Tiêu Phàm nhận biết, lại cao hơn một bậc thang. Mình âu yếm nam nhân càng lợi hại, Azelena tự nhiên là càng vui vẻ. Hắn biết được không nhiều,
Tiêu Phàm đơn giản đáp, Bì Bồng mặc dù là tuần tra xứ người, tại Mặc Tự Bảo gia tộc cũng coi là cao tầng bên trong một viên, nhưng chân chính hạch tâm cơ mật, hắn còn tiếp xúc không đến. Nhất là Simeon thân vương cơ mật, bọn hắn càng là biết không nhiều. Bì Bồng chỉ là nói cho Tiêu Phàm, Simeon thân vương là một cái rất thần bí người rất mạnh mẽ, so Emina đại sứ còn phải cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ gây nên Tiêu Phàm coi trọng. Cứ việc vừa rồi một trận chiến, hắn lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Emina, lại cũng đã pháp bảo ra hết. Tuần tra đại sứ mạnh, danh bất hư truyền. Nếu như Mặc Tư Bảo vị kia tự xưng Simeon thân vương huyết tộc thủ lĩnh, thật như là Bì Bồng lời nói, so Emina còn phải cường đại hơn nhiều lời nói, đúng là cái kình địch. Mẹ ta tình huống, thế nào rồi? Hắn biết sao? Azelena quan tâm hỏi, từ lần trước có người lấy Simeon vương phi điện thoại cho Azelena đánh qua một điện thoại về sau, liền không còn có tin tức. Bên kia tựa hồ hết sức bảo trì bình thản, nhận định Azelena nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hắn không biết, nhưng là hắn nói, trước đây không lâu, mấy vị khác tuần tra xứ người cùng Emina. Xác thực đi ra một lần nhiệm vụ, cứ việc Bì Bồng không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ, ta đoán chừng, hẳn là nhằm vào Miranda phu nhân đi. Emina, chính là vừa rồi cái kia cùng ngươi đại chiến hút, cái kia huyết tộc nữ nhân, nhiều năm quen thuộc, vẫn là để Azelena đối hấp huyết quỷ có nhất định thành kiến. Tại biết rõ chính mình là thuần khiết huyết tộc truyền nhân tình huống dưới, Azelena rốt cục vẫn là đổi miệng. Là nàng, Azelena liền rất giật mình, trần chờ nói, Tiêu Phàm, đối phó mẹ ta, cần phải xuất động nhiều người như vậy sao? Tại trong mắt của nàng, Simeon vương phi cao quý trang nhã, phong hoa tuyệt đại, nhưng thực tế không giống sức chiến đấu rất cường hãn dáng vẻ, bất kỳ cái gì một vị tuần tra xứ người xuất thủ, hẳn là đều đã đủ rồi. Tiêu Phàm cười cười, nói, Azelena, ngươi đánh giá quá thấp Miranda phu nhân thực lực. Ta mặc dù không có ở trước mặt được chứng kiến phu nhân thân thủ, bất quá phỏng đoán nàng sẽ không so Emina yếu bao nhiêu. Phu người sở dĩ sẽ thất thủ bị bắt, hơn phân nửa hay là bởi vì nhận đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị. Azelena mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, mẹ ta thật có lợi hại như vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, nghe Mikhail bá tước ngữ khí, tựa hồ đối với thuần chính huyết tộc truyền thừa phi thường tôn sùng. Ta cho là hắn loại này tôn sùng không phải mù quáng. Ta từng điều tra ngươi mạch tượng, Azelena, ngươi có được phi thường kinh tiềm lực của con người. Nếu như loại tiềm lực này toàn bộ kích phát ra tới, ngươi tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Khẳng định xa xa tại Emina dạng này tuần tra đại sứ phía trên. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm nghiêm túc, không có nửa phân mở ý đùa giỡn. Thật sao, ta làm sao không có chút nào biết. Azelena đầu tiên là giật nảy cả mình, lập tức nở nụ cười, cảm thấy Tiêu Phàm chính là đang trêu chọc nàng chơi vui. Mình nếu là có Emina lợi hại như vậy, không không, dù là chỉ có vô cùng một lợi hại như vậy, năm đó cũng sẽ không bị Viễn Đông Chi Hổ thi đấu vũ người cưỡng ép bắt đi. Đương nhiên, Tiêu Phàm nói là tiềm lực, nhưng Azelena cho rằng dù coi như là tiềm lực, cũng không có khả năng. Giống Emina như thế phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, Azelena ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sao, ngươi về sau chậm rãi liền sẽ biết. Tiêu Phàm vuốt vuốt nàng đầu đầy tóc vàng, khẽ cười nói. Bất quá Tiếu Dung chỉ là một cái thoáng tức thì, sắc mặt lập tức lại trở nên ngưng trọng lên. Azelena, chúng ta tối nay không có thể ở chỗ này, nhất định phải đi đường suốt đêm. Azelena có chút không hiểu, vì cái gì? Nơi này cách Mặc Tư Bảo không phải rất gần sao? Tiêu Phàm lắc đầu, nói chính là bởi vì nơi này cách Mặc Tư Bảo quá gần, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta muốn đưa ngươi đi một cái hơi xa một chút địa phương, để ngươi ở nơi đó nhiều ở vài ngày, chờ ta thanh Miranda phu nhân cứu ra lại nói. Ngươi muốn bỏ xuống ta một người sao? Azelena lập tức liền bối rối, nước mắt mênh mông. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái, nói Azelena, ngươi hẳn là minh bạch, đây không phải muốn bỏ xuống ngươi. Mặc Tư Bảo gia tộc thực lực rất mạnh, ta nhất định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối. Kỳ thật Azelena cực kỳ thông minh. Nghe xong liền minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, cũng biết Tiêu Phàm nói là lẽ phải. Nàng chỉ là không có chút nào nguyện ý cùng Tiêu Phàm tách rời mà thôi. Hoài Xuân thiếu nữ chính vào tình nồng thời khắc, hận không thể đem hai người hòa làm một thể, nơi nào bỏ được tách ra rồi. Tiêu Phàm, nếu là thật không có nắm chắc, vậy liền đáp ứng điều kiện của bọn hắn tốt, ta. Azelena nheo mắt nhìn Tiêu Phàm sắc mặt, ấp a ấp úng nói. Nàng là thật thay Tiêu Phàm lo lắng. Mặc dù Tiêu Phàm đánh bại Emina, chém giết một tên tuần tra xứ người,
bắt sống một tên khác tuần tra sứ người Bỉ Bồng, nhưng Bỉ Bồng cũng nói, Simeon thân vương năng lực, còn tại Emina phía trên. Tiêu Phàm lẻ loi một mình đi xông người ta hang ổ, trình độ uy hiếp chi cao, có thể suy ra. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Azelena, người biết rõ ta sẽ không đồng ý. Còn lại lời nói, Azelena liền nói không được, Tiêu Phàm tính cách, nàng hiểu rõ. Nếu như người này sẽ tại thời khắc mấu chốt, để nữ nhân của mình tới chống đỡ vạc, Azelena liền sẽ không như thế điên cuồng địa, khăng khăng một mực yêu hắn. Đi, Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, nói. Lamborghini xe thể thao rất nhanh liền rời đi tiểu trấn, lái vào trong màn đêm mịt mờ. Một ngày sau đó, một đài không chút nào thu hút màu đen xe con, xuất hiện tại mấy trăm cây em bên ngoài tòa nào đó thành phố lớn. Lái xe không phải Tiêu Phàm cũng không phải Azelena, mà là một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, Tiêu Phàm cùng Azelena ngồi ở ghế sau. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba đổi xe, quý báu Lamborghini, sớm tại trạm thứ nhất liền đã đổi lại. Tại ven đường khác biệt ba tòa thành thị, đổi ba lần xe. Tiêu Phàm tin tưởng, người khác muốn dựa vào bảng số xe truy tung bọn hắn, kia là không thể nào. Đến thành phố này về sau, Tiêu Phàm lại một hơi đổi bốn lần xe taxi, cuối cùng mới tại một tòa không chút nào thu hút dân cư trước ngừng lại. Tiêu Phàm tại cái này xa hoa thành phố lớn, thuê một gian nhà dân. Loại này phòng cho thuê môi giới, trên mạng có rất nhiều. Căn này nửa mới không cũ chung cư phòng, chính là Tiêu Phàm vì Azelena lâm thời an bài trụ sở. Hai người xuống lầu mua một chút nhất định đồ dùng hàng ngày, cùng đầy đủ Azelena 10 ngày qua ăn đồ ăn, lần nữa về đến phòng về sau, liền chăm chú đóng cửa phòng, không còn có lộ mặt qua. Tiêu Phàm hoa dòng dã 6 cái canh giờ, vì Azelena cái này lâm thời điểm dừng chân bố trí tốt phòng hộ pháp trận. Cái này phòng hộ pháp trận, cũng không có quá mạnh năng lực phòng ngự, tác dụng chủ yếu nhất, chính là che đậy khí tức. Đem Azelena khí tức hoàn toàn ngăn cách, Tiêu Phàm tin tưởng, trừ phi đối phương pháp lực xa so hắn thâm hậu, tạo nghệ cao hơn hắn minh được nhiều, mới có thể phát giác Azelena cái này chỗ ẩn thân. Chỉ cần sắp xếp cẩn thận Azelena, Tiêu Phàm liền có thể tâm vô bàng vụ đi đối phó Mặc Tư Bảo gia tộc. Khi hoàn thành cái cuối cùng trận cước bố trí, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nguyên bản lấy hắn hiện tại thiên nhân cảnh tầng thứ nhất tu vi, bố trí dạng này thuần túy che đậy khí tức phòng hộ pháp trận, hoàn toàn không cần đến như thế phí sức, càng thêm không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Vấn đề hay là xuất hiện ở Azelena trên thân, Tiêu Phàm vốn chỉ là nghĩ bố trí một cái tương đối đơn giản chút phòng hộ pháp trận, ai ngờ sau khi bố trí xong, lại phát hiện căn bản cũng không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào che đậy Azelena trên thân kia cỗ đặc thù khí tức. Làm thuần chính nhất Simeon vương tộc huyết thống, Azelena kinh người tiềm lực cứ việc chưa kích phát, kia cỗ đặc thù khí tức, lại rất khó che lấp được. Tiêu Phàm không thể không ổn định lại tâm thần, bước cương đạp đấu, một lần nữa bố trí một cái cường đại hơn nhiều phòng hộ trận. Azelena vội vàng cấp Tiêu Phàm nâng đi lên một chén nóng hôi hổi nước trà, lại cầm lấy khăn ướt giấy vì Tiêu Phàm lau cái trán rỉ ra mồ hôi, nheo mắt nhìn Tiêu Phàm sắc mặt, thấp giọng nói, Tiêu Phàm, ta cảm thấy, Mikhail bá tước làm người tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn, có phải là cân nhắc cùng hắn hợp tác? Tiêu Phàm tiếp nhận nước trà, mỉm cười, nói, yên tâm đi, Azelena, khỏi phải ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đi. Bá tước tiên sinh là loại kia không chịu cô đơn người, cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Azelena chớp lấy thật dài tiệp mao, nhẹ gật đầu, tựa hồ thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thật như Tiêu Phàm lời nói, Mikhail cũng tham dự vào lời nói, chỉ ít Tiêu Phàm cũng không phải là một người một mình phấn chiến. Mấy trăm cây em bên ngoài Mặc Tư Bảo, sâu trong lòng đất. Simeon thân vương xếp bằng ở huyết hải trên không, hai mắt khép hờ, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng ý cười. Cách hắn cách đó không xa, có một cái hình người kén máu, nhẹ nhàng chập trùng. Simeon thân vương bỗng nhiên giơ bàn tay lên, trống rỗng nhẹ nhàng vạch một cái, cách đó không xa kén máu lên tiếng trả lời mà ra, lộ ra Emina gương mặt. Vị này huyết tộc tuần tra đại sứ toàn thân trần trụi, hai tay ôm ở trước ngực, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, phía sau một đôi thu nạp to lớn cánh thịt, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có một đạo tinh tế cháy đen vết thương, biểu hiện ra cái này trích nhục xí đã từng bị trọng thương. Emina, nên hành động. Simeon thân vương nhìn Emina trắng noãn thân thể một chút, chậm rãi nói, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Chương 644, Huyết Linh Đại Pháp. Thanh lãnh ánh trăng vương vãi xuống. Mặc Tư Bảo Simeon gia tộc trong biệt thự, số lớn người tuần tra trận địa sẵn sàng.
Nhà này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn biệt thự cùng lân cận lấy biệt thự một cái nông trường, là Mạc Tư Bảo Simeon gia tộc thành lũy. Ngày bình thường, tại biệt thự này cùng phụ cận trong nông trại, tụ tập rất nhiều máu tộc nhân. Cùng Duy Đàn Bảo Simeon gia tộc ngưng chiến về sau, Mạc Tư Bảo Simeon gia tộc sinh hoạt kỳ thật rất hài lòng, trên cơ bản không có người nào tới quấy rầy bọn hắn. Simeon gia tộc khổng lồ thực lực, làm cho mọi người có thể tại Mạc Tư Bảo biệt thự cùng nông trường thanh thản ổn định trải qua thoải mái nhàn nhã tháng ngày. Nhưng là hôm nay, Mạc Tư Bảo bên trong cơ hồ tất cả phổ thông máu tộc người cũng đã rút lui, chỉ còn lại có người tuần tra trở lên tinh anh nhân viên. Không ít người tuần tra đều hết sức tò mò, loại tình huống này đã mấy chục năm không từng xuất hiện. Tầm 10 năm trước đó, đã từng có người tại trên báo chí soạn văn, trực chỉ bọn hắn nơi này là hấp huyết quỷ đại bản doanh, đề nghị quốc gia phái ra quân đội tiến hành tiễu trừ, một lần kia huyên náo sôi trào dương dương, lại cũng không có như hôm nay dạng này như lâm đại địch. Simeon thân vương lấy cực kỳ cường thế thủ đoạn, đem dư luận ngạnh sinh sinh ép xuống. Lúc này, nghe nói là vì đối phó một cái đường xa mà đến người Đông Phương. Một người, cái này khiến đại đa số người tuần tra đều rất cảm thấy giật mình. Cái này cần là cái hạng người gì, mới đáng giá toàn bộ Mạc Tư Bảo gia tộc trịnh trọng như vậy việc. Cần biết mỗi một cái người tuần tra, tại trần tục thế giới, đều đã là không tầm thường cao thủ, những người bình thường kia cái gọi là tinh anh, tại huyết tộc người tuần tra trước mặt, cơ hồ đều là không chịu nổi một kích. Trên thực tế, bình thường những người tuần tra này bên trong đa số người, đều bị gia tộc cắt cử đến các nơi, trưởng quản lấy chuyện trọng yếu. Tại nhóm người này bên trong, không thiếu tại trần tục thế giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đứng đầu. Cỡ lớn tập đoàn công ty tổng giám đốc, đều có mười mấy cái. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ là biệt thự bình thường nhất người thủ vệ. Chẳng những đại đa số có thể người tuần tra bị điều về biệt thự, coi như ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng tuần tra xứ người. Đều bị điều trở về. Những này tuần tra xứ người bên trong mỗi một vị, tại trần tục thế giới đều là kim tự tháp đỉnh nhân vật trọng yếu. Trong đó mấy vị, thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia chính quyền thay đổi, quyết định ai mới có thể ra mặc cho nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng là, nghe nói những đại nhân vật này bên trong, đã có hai vị chết tại kia người Đông Phương trong tay, còn có một vị bị bồng đại nhân, thì trực tiếp bị bắt tù binh. Đối với cao ngạo Simeon gia tộc truyền nhân mà nói, đây là khó mà chịu được sỉ nhục. Emina đại sứ đã truyền xuống hiệu lệnh, cái kia gọi Thiêu Phàm người Đông Phương, sắp hướng biệt thự khởi xướng tiến công, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, đem hắn nhất cử diệt sát. Nếu không, Mạc Tư Bảo Simeon gia tộc ngàn năm cơ nghiệp, có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số ánh mắt đều khẩn trương nhìn chăm chú lên ngoài cửa, lại không người nghĩ đến muốn ngẩng đầu lên, hướng không trung nhìn lên một cái. Thanh lãnh trong bầu trời đêm, Tiêu Phàm tính tính huyền phù ở trên, trong hai mắt lục mang lấp lóe. Vận khởi thiên nhãn thần thông, bắt đầu đánh giá biệt thự hết thảy. Mạc Tư Bảo ngôi biệt thự này chiếm diện tích, so nạp thẻ thành phố thủ lĩnh đại thượng sư biệt thự chiếm diện tích còn rộng lớn hơn, bản thân liền là một cái cự đại trang viên, tăng thêm phụ cận nông trường, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ tiểu trấn 4 phần có một địa bàn. Cái này thực sự quá khoa trương chút, khó trách hơn 10 năm trước, có người muốn tại trên báo chí soạn văn xưng biệt thự này là hấp huyết quỷ đại bản doanh. Mạc Tư Bảo gia tộc phong cách hành sự, thực tế quá trương dương, cùng Duy Đàn Bảo gia tộc phong cách hành sự có rõ ràng khác nhau. Cứ việc tại Đông Âu địa khu, Duy Đàn Bảo gia tộc có cường đại đến cực điểm lực ảnh hưởng, ít nhất ở ngoài mặt, Miranda Vương Phi là rất điệu thấp. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự này trừ chiếm diện tích rộng lớn, ngược lại cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Tiêu Phàm hay là rất nhanh liền khóa chặt biệt thự đông bộ một chỗ kiến trúc viện lạc. Nơi đó công trình kiến trúc tương đối tập trung, cùng Bì Bồng lời nhắn nhủ tình huống cơ bản ăn khớp. Bì Bồng nói, nơi đó có một cái thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng trọng yếu nhất chỗ. Đến tại cái gì mới là trọng yếu nhất chỗ, Bì Bồng cũng không biết giá trị, chỉ phỏng đoán nói, khả năng này là Simeon thân vương trụ sở bí mật. Cái chỗ kia, là cả cái biệt thự vòng cấm, trừ Simeon thân vương, cũng chỉ có Emina một người có thể tiến vào. Những người khác, thậm chí là tuần tra xứ người bên trong được coi trọng nhất người, cũng bị nghiêm khắc cảnh cáo, tuyệt đối không cho phép tới gần, nếu không liền lại nhận nhất xử phạt nghiêm khắc. Theo Bì Bồng nói, loại tình huống này đã tồn tại rất nhiều năm, trên cơ bản, từ thế kỷ trước 30 đầu thập niên, một lần thế chiến vừa mới hết thảy đều kết thúc không đến 3-4 năm, Simeon gia tộc một di chuyển đến nơi đây, dựng lên cái này tòa cự đại biệt thự bắt đầu, kia một khối liền bị chia làm vòng cấm. Trừ Emina bên ngoài, tuyệt đối cấm chỉ những người khác tới gần. Khi đó,
Bì Bồng còn vẻn vẹn chỉ là một tên người tuần tra. Đã nhiều năm như vậy, Bì Bồng đã từ người tuần tra tiến hóa trở thành tuần tra xứ người, loại tình hình này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, hắn đạt được cảnh cáo vẫn là không cho phép tới gần. Về phần gia tộc tại sao phải di chuyển đến Mạc Tư Bảo cái trấn nhỏ này đến, Bì Bồng cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, chỉ nghe nói là bởi vì nơi này có đầy đủ nhiều máu tươi. Mạc Tư Bảo đồ trận, không phải nói chơi vui. Đối người khác mà nói, nơi này là làm người địa ngục kinh khủng, nhưng đối huyết tộc người mà nói, nơi này lại là thiên đường. Đối điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là có chút nghi vấn. Bởi vì Mikhail Bá Tước đã từng đối Azelena nói, thuần chính huyết tộc hậu duệ, không giống những cái kia thấp trở hấp huyết quỷ, không cần dựa vào hút máu tươi mới có thể sinh tồn, cũng không sợ ánh nắng. Bất kể nói thế nào, Mạc Tư Bảo gia tộc Simeon thân vương đều có thể nói là thuần chính nhất huyết tộc truyền thừa, vì sao lại lựa chọn tại Mạc Tư Bảo đồ trận an cư lạc nghiệp đâu? Bì Bồng giải thích nói, thuần chính huyết tộc hậu duệ xác thực không cần mỗi ngày hút máu mới mà sống, chỉ cần tại bình thường ẩm thực bên trong thu hoạch được một chút huyết dịch liền đầy đủ sinh tồn tiếp. Nhưng đại lượng máu tươi lại có trợ giúp tu luyện huyết linh đại pháp người tăng lên công lực. Huyết linh đại pháp, vừa nghe tới cái tên này lúc, Tiêu Phàm xác thực lấy làm kinh hãi. Chỉ bằng vào danh tự này cũng có thể phân tích đạt được, cái này huyết linh đại pháp hẳn là huyết tộc truyền thừa lợi hại công pháp. Quả nhiên, Bì Bồng lập tức liền chứng thực Tiêu Phàm cái này suy đoán. Bì Bồng nói cho Tiêu Phàm, cái gọi là huyết linh đại pháp đúng là bọn hắn huyết tộc truyền thừa chí cao vô thượng tâm pháp, từ xưa đến nay, chỉ có 8 cái thuần chính nhất huyết mạch gia tộc có tư cách tu luyện, đừng bảo là những cái kia giữa đường xuất gia bị cắn về sau trở thành huyết tộc một viên dưới cùng hấp huyết quỷ, liền xem như Simeon gia tộc dạng này một cùng một huyết tộc đại gia tộc, cũng chỉ có số người cực ít có như thế thiên phú, có thể tu luyện huyết linh đại pháp. Tỷ như Mạc Tư Bảo Simeon gia tộc, cũng chỉ có Simeon thân vương cùng Emina đại sứ có thể tu luyện huyết linh đại pháp. Emina đại sứ cũng bất quá là trước đây ít năm mới mở đầu tu luyện cái này môn vô thượng tâm pháp, hay là Simeon thân vương hoa vô số tâm huyết, ở trên người nàng đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng thời gian, trợ giúp nàng cải thiện thể chất, mới làm cho Emina miễn cưỡng có tư cách phải dòm huyết linh đại pháp diệu cảnh. Liền hiện tại, cái khác 7 đại huyết tộc gia tộc, phải chăng mỗi nhà có thể có một cái tu luyện huyết linh đại pháp thiên tài, đều thật không tốt nói. Chí ít giống Mikhail Bá Tước chỗ tiểu gia tộc, chỉ sợ là ngay cả một cái dạng này thiên tài đều không có. Nghe Bì Bồng đối Simeon thân vương cùng huyết linh đại pháp giới thiệu, Tiêu Phàm một viên lòng trầm xuống. Hắn biết, cứ như vậy, cùng Simeon thân vương hòa đàm khả năng, trên thực tế đã rất tiểu rất tiểu. Bình thường mà nói, chỉ có song phương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm, mới có thể tiến hành đàm phán. Simeon thân vương Việt cường đại, liền càng tự phụ người, bình thường đều khinh thường tại cùng người đàm phán. Bọn hắn càng thích chinh phục. Vậy chẳng những là một loại siêu thoải mái cảm giác, mà lại càng thêm lợi ích thực tế. Chinh phục về sau, chẳng phải cái gì cũng có rồi sao? Làm gì còn phải thông qua đàm phán tới đến vật mình muốn? Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Phàm không có có thể trao đổi đồ vật. Simeon thân vương muốn là Azelena. Mặc kệ hắn muốn Azelena làm cái gì, Tiêu Phàm đều tuyệt không có khả năng đáp ứng. Chẳng những không thể đem Azelena giao cho bọn hắn, còn muốn đem Miranda vương phi muốn trở về. Dạng này chỉ tác thủ không trả giá đàm phán, nếu có thể đàm thành, Tiêu Phàm mình cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra chỉ có thể xông vào. Phía dưới trong biệt thự, khắp nơi đều có linh lực ba động, có thể thấy được Mạc Tư Bảo gia tộc ở đây mai phục mười mấy tên cao thủ. Để Tiêu Phàm cảnh giác chính là, những linh lực này ba động đại đa số đều tương đối yếu ớt, có thể thấy được cũng không phải là pháp lực cao cường hạng người. Tiêu Phàm đoán chừng, cái này mấy chục tên mai phục nhân thủ, cũng đều là người tuần tra. Cùng sơ đát trong đó kỳ bọn người tương đương linh lực ba động, Tiêu Phàm chưa phát giác. Về phần Emina khí tức, càng là không có. Emina mặc dù trốn được tính mệnh, nhưng thụ bị thương rất nặng, dưới tình huống bình thường, ngắn ngủi hai trong vòng 3 ngày, khẳng định không có cách nào phục hồi như cũ. Nhưng cân nhắc đến nàng tu luyện huyết linh đại pháp, vậy liền khó nói. Nơi này, thế nhưng là Mạc Tư Bảo đồ trận, có là máu tươi bổ sung. Không phải. Lúc trước Simeon thân vương lựa chọn nơi này đến làm vì gia tộc tổng bộ có tác dụng gì? Tiêu Phàm không tin tại biết rõ hắn muốn tới tình huống dưới, Simeon thân vương cùng Emina chỉ an bài một chút đẳng cấp thấp nhất người tuần tra tới đối phó hắn. Biệt thự này khẳng định còn có một số hắn không biết cấm chế, đem tuần tra xứ người cùng Emina đám người khí tức hoàn toàn che đậy. Ở giữa không trung lẳng lặng quan sát 30 phút sau tả hữu, Tiêu Phàm trong mắt lục mang dần dần ẩn liếm,
thiên nhãn thần thông tu luyện chưa lâu, tạm thời vẫn còn cất bước giai đoạn, hơi cao minh một điểm cấm chế, thiên nhãn thần thông liền bất lực. Tiêu Phàm sau lưng ngân sắc hai cánh huyễn ảnh bỗng nhiên lóe lên, thân thể bắt đầu chậm chậm hạ xuống, trong nháy mắt, liền vững vàng rơi vào chỗ kia tứ phía đều bị công trình kiến trúc vây quanh đất trống bên trong, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Cẩn thận, hắn đến. Chuyện gì xảy ra, hắn từ đâu đến, nhanh, nhanh công kích. Tiêu Phàm cái này vừa hiện thân, đất trống bốn phía công trình kiến trúc bên trong lập tức liền huyên náo, các loại tiếng gào nhao nhao vang lên, loạn cả một đoàn. Cái này người Đông Phương, vậy mà cùng bọn hắn tuần tra xứ người đồng dạng, là từ trên trời giáng xuống. Chương 645, đen bức đại trận. Huyết tộc người tuần tra dù sao cùng phổ thông thủ vệ khác nhau rất lớn, đều là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, tại trần tục giới càng là đỉnh tiêm nhân vật. Tiêu Phàm từ trên trời giáng xuống hiện thân, chỉ để bọn họ thoảng qua bối rối một chút, lập tức liền kịp phản ứng, lập tức khởi xướng công kích. Vô số màu đen tên nỏ, bắn thẳng đến mà đến, những này tên nỏ trên đầu tên, lóng lánh điểm điểm hồng quang. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, thể đồng hồ sáng lên một tầng sữa màn ánh sáng màu trắng. Đây là hạo nhiên chính khí hộ thể linh quang. Tiêu Phàm còn dừng lại tại luân hồi kính thời điểm, hộ thể linh quang ẩn mà không hiện, uy lực cũng không quá mạnh. Bước vào thiên nhân cảnh về sau, pháp lực đại tăng, hộ thể linh quang liền bắt đầu thực thể hóa. Đương nhiên, vẫn chỉ là thật mỏng một tầng, nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt gì. Kích xạ mà đến tên nỏ, nhào nhào đánh trúng màn sáng, tùy theo bạo liệt mà ra, vô số ô chọc huyết thủy, vẩy ra mà ra, đánh vào lồng ánh sáng phía trên, ba ba rung động, tựa như mưa rơi chuối tây. Tên nỏ số lượng thực tế quá nhiều, từ cái này mật độ phân tích, không sai biệt lắm có mười mấy tên người tuần tra đồng thời xuất thủ, mà lại Tiêu Phàm mục tiêu rõ ràng như vậy, ngay tại không trong đất, không có chút nào che lấp, cơ hồ tất cả tên nỏ đều không có bất kỳ huyền niệm gì đánh chúng quang mang. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền bị vùi lấp tại huyết phủ phía dưới, ngay cả hộ thể linh quang phát ra hào quang màu nhũ bạch, đều trong nháy mắt bị dìm ngập rơi, lại cũng không nhìn thấy một tia nửa điểm. Chủ trì nơi đây phòng ngự một tên tuần tra xứ người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đều nói cái này gọi Tiêu Phàm người Đông Phương như thế nào khó lường, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Giống như đầu còn thiếu sợi dây, ỉ vào một cái hộ thể linh quang, thế mà liền dám nghênh ngang từ trên trời giáng xuống. Xông thẳng Mặc Tư Bảo gia tộc tổng bộ, coi là Mặc Tư Bảo gia tộc huyết độc tiễn là bầy biện đẹp mắt sao. Không biết huyết độc tiễn chuyên môn ộ uế các loại linh khí. Tầng này thật mỏng hộ thể linh quang có thể mạnh bao nhiêu, sau một khắc. Là hắn biết lợi hại. Coi như một đợt mưa tên không thể đem hắn xử lý, chỉ cần phá mất hắn hộ thể linh quang. Tối thiểu nhất cũng muốn gọt sạch hắn nửa cái mạng. Xem ra lần này, tự mình tính là lập xuống đại công, nhất định có thể đạt được thân vương điện hạ ban thưởng. Tên này tuần tra xứ người mộng đẹp, còn chỉ làm một nửa, liền chỉ nghe oanh một tiếng, bị máu đen bao phủ hộ thể linh quang bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức máu đen văng khắp nơi, lại nhìn Tiêu Phàm, vẫn như cũ êm đẹp đứng tại vòng bảo hộ bên trong. Rất nhiều máu độc tiễn, đối Tiêu Phàm hộ thể linh quang không có nửa phân hiệu dụng. Vị này tuần tra xứ người tự nhiên không biết, Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí, chính là các loại tà ma ngoại đạo công pháp thiên nhiên khắc tinh. Chỉ là một cái dưới chờ huyết độc tiễn, coi như số lượng lại nhiều, lại há làm gì hắn. Sau một khắc, hơn 10 đạo đen bên trong suốt hàn quang, bỗng nhiên từ lồng ánh sáng dưới bắn ra, nhanh như chớp hướng về bốn phía công trình kiến trúc cửa sổ vọt tới. Nguyên bản ồn ào không chịu nổi công trình kiến trúc bên trong. Bỗng nhiên liền trở nên 10 điểm yên tĩnh, Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, hơn 10 mai băng phách phi đao bay vụt mà quay về. Tiêu Phàm thu hồi phi đao, hộ thể linh quang thu vào, cũng không quay đầu lại. Hướng về ngay phía trước một dãy kiến trúc đại môn đi đến. Bốn phía công trình kiến trúc cửa sổ bên trong, từng cỗ băng điêu hình thái khác nhau. Đa số băng điêu trong tay, đều cầm trải qua đặc chế gia công đen nhánh bóng lưỡng thủ nỏ. Khe thẻ bên trong đã sắp xếp gọn bốn chi dài đến một thước màu đen tên nỏ, trên đầu vai hồng quang lấp lóe. Những này thủ nỏ giờ phút này cũng cùng chủ nhân của bọn chúng đồng dạng. Biến thành băng điêu, tại ánh đèn nhàn nhạt phía dưới. Lóng lánh như mộng ảo mê ly quang trạch, nhìn qua, sinh động như thật, Tiêu Phàm chỉ là đông cứng bọn hắn, cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn. Thực tế làm như vậy quá lãng phí thời gian, Tiêu Phàm không có cái kia công phu đi giết bọn họ. Cũng không nguyện ý tại những này thấp cùng huyết tộc vệ sĩ trên thân hao phí quá nhiều pháp lực. Có thể làm cho bọn hắn tạm thời đánh mất sức chiến đấu, vậy liền đầy đủ. Chính chủ còn xa xa chưa từng lộ diện đâu. Kẹt kẹt, nặng nề tượng mộc đại môn,
ứng tay mà ra. Hiện ra tại Tiêu Phàm trước mặt, là một cái 10 điểm rộng lớn đại sảnh. Tòa này đại sảnh, cùng Emina đã từng đi qua tòa kia đại sảnh, là không sai biệt lắm cấu tạo, bên trong tòa đại sảnh này ương, cũng có một cái hình lục giác đồ án, bất quá không có loại kia cổ phác cảm giác tang thương, thế nào xem xét đi, có điểm giống là cống thoát nước nắp giếng, chỉ là làm công so nắp giếng còn tinh xảo hơn được nhiều. Tiêu Phàm không chút do dự, hướng về kia cái hình lục giác đồ án đi đến, bước chân cũng không 10 điểm vội vàng sao động, vẫn chấn định như cũ thong dong cực kỳ. Cứ việc Tiêu Phàm dưới chân rất nhẹ, nhưng giày da đập nện tại bóng loáng như gương trên sàn nhà, phát ra đạc đạc thanh âm, tại rộng lớn trong đại sảnh, kích thích từng đợt hồi âm. Ngay tại Tiêu Phàm sắp đạp lên hình lục giác đồ án thời điểm, một trận lạc lạc tiếng cười, bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên. Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới người tới được chậm như vậy. Bóng đen lóe lên, Emina thân hình tại hình lục giác đồ án ngay phía trên hiển hiện ra, hai con to lớn màu đen cánh thịt nhẹ nhàng phe phẩy, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm, khẽ cười nói. Ta vốn cho là, ngươi sẽ theo sát tại ta phía sau chạy tới nơi này. Xem ra, ngươi là tìm địa phương an trí công chúa điện hạ đi, có phải là a? Tiêu Phàm đem nâng lên chân phải chậm rãi thu hồi đi, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở đại sảnh đỉnh chóp Emina, lạnh nhạt nói, Emina tiểu thư, mời ngươi tránh ra, chuyện này, ta hy vọng trực tiếp cùng Simeon thân vương mặt đối mặt đến giải quyết. Ánh mắt giống như là lơ đãng tại Emina phía sau to lớn màu đen cánh thịt bên trên đảo qua. Emina cánh đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá người đạo trưởng kia dài màu đen vết sẹo, vô cùng dễ thấy. Tiêu tiên sinh, ngươi sai. Ở đây, nếu như ngươi nghĩ đối thân vương điện hạ bất lợi, như vậy nhà này trong phòng hết thảy mọi người, đều sẽ lấy ngươi vì tử địch. Vì thân vương điện hạ, chúng ta nguyện ý làm bất luận cái gì hy sinh. Emina lập tức nghiêm nghị nói, giọng nói vô cùng nó nghiêm túc. Thật sao, kia liền không có gì để nói nhiều, chúng ta chỉ có thể lần nữa phân cao thấp. Tiêu Phàm giương một tay lên, hơn 10 chuôi băng phách phi đao nổi lên, tại trước người hắn xếp thành chỉnh chỉnh tề tề hai hàng, đen bên trong trong suốt trên lợi chảo, lóng lánh lãnh khốc hàn mang. Trong đại sảnh nhiệt độ, bỗng nhiên hạ xuống mấy độ. Emina hai mắt khẽ híp một cái khe hở, trước đây không lâu, nàng còn ở lại chỗ này chút phi đao công kích phía dưới bị thiệt lớn, đối với những này phi đao bên trên ẩn chứa kỳ hàn chi ý, rất là kiêng kỵ. Qua nhiều năm như vậy, Emina cơ hồ đi qua toàn cầu bất kỳ chỗ nào, bao quát vòng cực bắc cùng vòng nam cực, cho tới bây giờ không có cảm giác được dạng này lạnh lẽo thấu xương. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kỳ hàn triệt cốt, cũng là thôi. Mấu chốt cỗ này kỳ hàn, là khả khống. Tiêu Phàm tùy thời có thể đem loại này thấu xương kỳ hàn hóa vì thủ đoạn công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Lấy nàng di hình hoán ảnh thân pháp nhanh chóng, đối mặt loại phi đao này thời điểm, nếu như không có trước đó phòng bị, cũng sẽ né tránh không kịp. Một khi bị đông tại huyền băng bên trong, dù coi như nàng không tiếc hao phí pháp lực, kích phát một loại cường đại bí thuật, cũng không có tự tin 100% có thể thoát khốn mà ra. Trước mấy ngày một lần kia, nếu như không phải Tiêu Phàm lấy ẩn chứa chí dương chi lực hỏa thuộc tính lưỡi dao công kích huyền băng, Emina liền không chịu đơn đặt hàng thuần bằng mình lực lượng, có thể tránh thoát huyền băng trói buộc. Tiêu tiên sinh, người đây là cái gì phi đao? Giống như rất thần kỳ bộ dáng. Emina nhiều hứng thú hỏi, màu đen cánh thịt nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi lui về sau đi. Cái này người Đông Phương mặc dù trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu lại là phong phú vô so, cũng không nên không cẩn thận, liền bị hắn đánh lén. Lần này cần là lại bị đông cứng ở, Emina đoán chừng mình lại không có cơ hội chạy thoát. Tiêu Phàm cũng không trả lời Emina, năm ngón tay luân chuyển, đem từng đạo chân khí rót vào bên người băng phách bay trong đao, tựa như từng chiếc băng đăng được thắp sáng, nguyên bản đen bên trong trong suốt băng phách phi đao, dần dần quang hoa đại phóng, vận sức chờ phát động. Ánh mắt mặc dù một mực rơi vào Emina trên mặt, dư quang lại một mực tại tìm khắp tứ phía. Căn cứ Tiêu Phàm kinh nghiệm chiến đấu đến suy đoán, phàm là loại này không gian bịt kín, bình thường đều là bố trí mai phục nơi tốt. Bị người phục kích xê dịch né tránh không gian thực tế không lớn, rất dễ dàng bị mai phục đánh trúng. Tiêu tiên sinh, ngươi ngược lại là cơ cảnh cực kỳ. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không định muốn đánh lén ngươi. Nơi này đen bức đại trận, chính là chuyên môn vì ngươi cao thủ như vậy chuẩn bị. Emina lạc lạc cười, thân thể bỗng nhiên cấp tốc về sau vào tới. Ngay sau đó, một trận ầm ầm thanh âm vang lên, cả cái đại sảnh phảng phất đều tại ẩn ẩn chấn động. Đại sảnh bốn phía, hình lục giác đồ án 6 cái sừng đối ứng vị trí, 6 cái đen nhánh cự hình cây cột, dần dần thăng lên. Mỗi cây cột, đều không khác mấy có mấy ôm phẩm chất, cây cột đỉnh,
điêu khắc sáu cái dữ tợn rơi hút máu đứng đầu, hai mắt bốc lên hồng quang, nhè răng nhếch miệng hung hăng nhìn chăm chú đứng trong đại sảnh Ương Tiêu Phàm. Cái này mấy cái rơi hút máu phía trên, còn phân chớ đứng năm con sống sờ sờ rơi hút máu. Hoặc là nói, là năm tên bán yêu hóa huyết tộc tuần tra xứ người. Mỗi cả người bên trên linh lực ba động, đều không kém gì sơ đát trong đó kỳ bọn người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, sau kia mấy cái điêu khắc tại cự hình trên cây cột rơi hút máu còn muốn hung ác. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, cái này người Đông Phương, hủy diệt ba tên tuần tra xứ người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm đã trở thành Mặc Tư Bảo Simeon gia tộc không đội trời chung tử địch. Cái này sáu cây cột một toát ra, trong đại sảnh thiên địa nguyên khí, lập tức liền cuồn cuộn chuyển động, lộ ra cực kỳ táo bạo bất an. Emina bay người lên chính đối Tiêu Phàm cây kia màu đen cự hình cây cột. Tiêu tiên sinh, nghe nói các người người Đông Phương đối các loại trận pháp bố trí đều phi thường có tâm đắc, không biết đối với chúng ta cái này đen bức đại trận, có cái dạng gì đánh giá. Emina duỗi ra một con trắng nõn tiêm tiêm tố thủ, đặt tại trước mặt cự hình con rơi điêu khắc đỉnh đầu, mắt nhìn Tiêu Phàm, mỉm cười hỏi, ngữ khí càng thêm dễ dàng hơn, tựa hồ đối với cái này đen bức đại trận, lòng tin 10 phần. Bỏ qua một bên đại trận uy lực không nói, tại dạng này không gian thu hẹp bên trong, nàng Emina tăng thêm 5 tên tuần tra xứ người, vốn là một cỗ cực nó cường hãn chiến lực, cứng đối cứng cũng chưa chắc liền bại bởi Tiêu Phàm. Mặc dù Simeon thân vương đã từng nói, Tiêu Phàm thật là tốt tế phẩm, có thể nói, tại đại lượng tiêu hao Tiêu Phàm pháp lực về sau, đem hắn dẫn dụ đến huyết hải đi, từ Simeon thân vương thân tự xuất thủ, huyết tế hắn. Nhưng Emina lại muốn ở chỗ này trực tiếp xử lý Tiêu Phàm, để thiết mình ngày hôm trước đại bại mối hận trong lòng. Nếu không, coi như Simeon thân vương cuối cùng thu thập Tiêu Phàm, cũng sẽ tại Emina trong lòng lưu lại vĩnh viễn khó mà ma diệt bóng tối. Mình thống hận địch nhân, đương nhiên vẫn là mình tự tay xử lý tương đối sảng khoái. Dù sao Tiêu Phàm trước kia cũng không tại tế phẩm trong danh sách, coi như không có hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch thi hành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.